Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 11. Ta tới hỏi một chút, tìm được Ngọc Phù mới chưa? Khương Phàm đợi không thấy cô, nói rõ Vô Hồi Thánh Địa đã từ bỏ hắn. Nhưng ngoại trừ cảm giác có lỗi với sự kỳ vọng của cô ra thì những thứ khác ngược lại là không có gì. Ngươi muốn đi Thiên Khải Bí Cảnh rồi sao? Nạp Lan Thanh Lạc quan sát kỹ Khương Phàm, không biết có phải do luyện đan hay không, hình như hắn có nhiều hơn mấy phần khí chất cao quý thì phải. Quốc quân Đan Quốc đến hồi tháng trước, phụ thân bế quan hẳn là có cam đoan. Ta không sao cả, tiện thể đến bí cảnh xem chút thôi. Khương Phàm tươi cười. Đây cũng là thời điểm hắn thoải mái nhất những năm gần đây. Mặc dù Hoàng Triều uy hiếp đang gần ngay trước mắt, nhưng chỉ cần vương gia đột phá, bọn hắn không chỉ có sức đánh một trận, còn có thể dựa vào nguồn lực lượng này gây dựng lòng tin cho những tông môn La Phù khác, sẽ liên hợp được càng nhiều lực lượng hơn. Ta tìm được hai khối. Thiên Khải Bí Cảnh lần mở sắp tới đây cũng không đến một tháng, Dạ An Nhiên không đợi được ngươi nên đã trước tự mình đi trước mấy ngày rồi. Nạp Lan Thanh Lạc giao cho Khương Phàm một khối còn lại, thuận tiện đưa thêm cho hắn một cái la bàn. Phía trên này có máu Dạ An Nhiên, sau khi tiến vào bí cảnh, người có thể thông qua la bàn tìm tới nàng. Đi trước rồi sao, chẳng trách không tìm được người. Khương Phàm cất ngọc phù và la bàn đi. Nạp Lan Thanh Lạc cười hì hì một tiếng. Dạ An Nhiên đối với người có ý rồi, người nên xem mà đáp lại đi. Có ý gì? Người nói có ý gì? Đừng giả bộ ngốc. Nạp Lan Thanh Lạc nháy mắt với Khương Phàm mấy cái. Tỷ tỷ đã thay ngươi kiểm tra qua, không tệ. Kiểm tra cái gì? Ngươi nói xem là kiểm tra cái gì? Khương Phàm dở khóc dở cười. Ba bảo bối này là chuẩn bị mang ra đi bán đấu giá sao? Lại nói sang chuyện khác, ngươi muốn sao? Nạp Lan Thanh Lạc im lặng, nếu là người khác cảm nhận được chút ám chỉ từ Thiên Chi Kiêu Nữ, đứa con cưng của trời, như Dạ An Nhiên. Kẻ nào lại không điên cuồng mà theo đuổi, lại không muốn đi che chở, còn tiểu tử này sao lại không hề nhúc nhích chút nào? Sẽ không phải không có phát dục thật đấy chứ? Không thể nào, hắn đã 13 tuổi rồi mà. Không đúng, là 14. Ba cái này ta đều muốn, có thể chứ? Khương Phàm cũng không nghĩ tới trong thương hội Nạp Lan ra lại tìm được tàn phiến áo giáp. Là bao cổ tay bên trái và hai miếng lót vai. Muốn thì lấy đi. Mấy bảo bối này còn chưa dám định ra cụ thể phẩm cấp. Ta chỉ là cảm giác trong này có cất giấu lực lượng rất mạnh. Mắt của Nạp Lan Thanh Lạc có thể thông qua linh văn để cảm ứng, nhìn thấu năng lượng ẩn tàng bên ngoài vật thể. Đây cũng là nguyên nhân tổ tông Nạp Lan gia tộc bắt đầu lựa chọn kinh doanh thương hội. Các cô muốn mở đại hội đấu giá sao? Khương Phàm không khách khí mà mở ngăn tủ lấy ra. Trở thành bát bảo xây xong. Chúng ta sẽ cử hành một trận đại hội đấu giá với quy mô to lớn, sẽ tuyên cáo với La Phù Sơn Mạch rằng chúng ta đã đến. Sau khi thương nghị với trong tộc, đại hội sẽ tiếp tục 30 ngày, mang ra 35.000 linh bảo các loại phẩm cấp. Cũng tiếp nhận linh bảo mà các tông và cá nhân cung cấp cho đại hội để đấu giá, chúng ta không lấy bất cứ chút tiền thuê nào. Tóm lại là muốn để La Phù nhìn thấy thành ý của chúng ta, để đám tán tu hoan nghênh chúng ta đến. Những ngày này, Nạp Lan Thanh Lạc vẫn một mực đắm chìm trong hưng phấn. 35.000 linh bảo, trong đó còn có rất nhiều bảo bối Nạp Lan ra cất dưới đáy hòm. Đây tuyệt đối là trận đại hội với quy mô to lớn nhất Tử Vi Thương Hội từ khi thành lập đến nay. Không chỉ là muốn để La Phù nhìn thấy thành ý, càng là muốn cạnh tranh với ngũ đại chợ đen La Phù. Thế nào, có hứng thú ở lại nhìn hay không, so với việc ngươi đến Thiên Khải Bí Cảnh tìm kiếm bảo bối thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Nạp Lan Thanh Lạc cũng không biết làm sao vậy, thời điểm như thế này mà nàng lại không hề nghiêm túc như bình thường mà lại còn trở nên nhiệt tình với Khương Phàm. Khương Phàm lắc đầu cười nói. Tìm bảo bối không phải trọng điểm, ta mong đợi tìm kiếm quá trình lịch luyện. Thiên Khải Bí Cảnh còn có đồ mà ta mong muốn, thánh huyết. Vậy được rồi, đến Thiên Khải Bí Cảnh nhớ chú ý an toàn. Cũng nhớ kỹ phải quan tâm đến Dạ An Nhiên, ta thấy qua 2 năm nữa Khương Vương sẽ đính hôn cho ngươi. Nạp Lan Thanh Lạc nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, sau đó nàng tiếp tục đi giám sát bố trí thương hội. Nạp Lan Thanh Xuyên nhà các ngươi đâu? Khương Phàm chợt nhớ tới tên kia. Gia hỏa nào không thể nào tùy tiện mất mạng, nói không chừng còn sẽ có chuyện xấu. Nạp Lan Thanh Lạc có chút không được tự nhiên. Hắn sao, còn đang bị giam giữ đây? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để hắn đi ra nữa.
Khương Phàm trở lại Thiên Sư Tông, đem ba khối áo giáp tan vào thân thể. Lần này không tiếp tục cảm ngộ đến đao thức mới nữa. Nhưng, hai cánh tay Khương Phàm lại trở thành vũ khí cường đại. Lực lượng tăng cường đến 70.000 cân. Lực bộc phát càng kinh người. Cứ như vậy, cũng đã đến thời điểm Khương Phàm hóa thú thi triển, Chu Tước Trảo. Khương Phàm không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào, hắn dùng thiên diện quỷ thay đổi ngoại hình sau đó lặng lẽ rời khỏi Thiên Sư Tông. Một bên tu luyện, Chu Tước Trảo, một bên chạy tới lối vào Thiên Khải bí cảnh. 7 ngày sau, Khương Phàm ngồi trên đỉnh vách núi đón từng cơn gió núi, chăm chú nhìn hai tay mình. Từng văn ấn huyết sắc đang từ đầu ngón tay lan tràn ra quấn quanh cả bàn tay, lại thẩm thấu đến cổ tay. Nhất định phải thành công. Khương Phàm hết sức chăm chú, kích thích linh nguyên và linh văn, chỉ dẫn huyết văn phát tán. Những nơi huyết văn đi qua, xương cốt, mạch máu, da thịt đều đang phát sinh thay đổi kịch liệt. Đau đớn, nóng hổi, cứ như vũ khí đang rèn đúc trong dung nham. Mặt Khương Phàm đều bị bóp méo cả lên. Nhưng hắn vẫn cắn răng đau khổ kiên trì. Sau đó không lâu, huyết văn lan tràn đến bả vai nhưng lại trì trệ tại nơi đó không tiến lên nữa. Tiếp tục, ta gánh chịu đựng được, tiếp tục đi. Khương Phàm cố nén đau nhức kịch liệt, thúc giục huyết văn lan tràn. Huyết văn trên cánh tay đã hoàn thành vào 3 ngày trước. Duy chỉ có vị trí xương bả vai thì không. Tại nơi này, huyết văn muốn cùng dực văn phía sau lưng dung hợp. Hắn đã liên tục nếm thử 3 ngày. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xương bả vai đau đến thấu tim. Huyết văn cứ lần lượt trùng kích, đều kéo theo huyết nhục, xương cốt nơi đó thay đổi. Lúc này, một cỗ sát khí thảm liệt tràn ngập ở trong rừng rậm phía dưới, cây cối lay động, lá rụng bay tán loạn, số lượng lớn chim thú chạy trốn tán loạn. Một con đại yêu toàn thân tím đen đang từ trong rừng chậm rãi đi tới. Răng nanh của nó nhọn hoắc, xấu xí đáng sợ. Cao gần hơn 10 mét, toàn thân đều là bộ lông màu đen, hai cánh to lớn ở hai bên. Nó là một con rơi to lớn, dùng cánh để đi. Trên thân đại yêu là một lão nhân mặc hắc bào đang ngồi đấy, toàn thân mang theo hắc khí đáng sợ. Đi mau, đừng lề mề. 10 tên võ giả cưỡi lân mã vung lấy roi sắt xua đuổi trên 100 nam nữ tử ở phía sau. Toàn thân bọn họ đều treo xiềng xích, mỏi mệt không chịu nổi mà đi tới phía trước, có người già. Người trẻ, cũng có hài tử. Trời sắp tối rồi, đêm nay ở lại nơi này đi thôi. Lão nhân trên lưng đại yêu nhìn thâm cốc bên dưới vách núi một chút, âm thanh lanh lảnh khiến cho toàn thân người khác không thoải mái chút nào. Đi đến đây cho ta, ai là kẻ cuối cùng, hôm nay bắt hắn luyện dược. Một tên nam tử to con bỗng nhiên giơ roi sắt lên quất vào trên người một lão nhân, da thịt lập tức bong chóc. Nhưng câu nói phía sau kia đã để lão nhân vô cùng hoảng hốt. Cố nhịn đau đớn mà phải đành lăn thay bò vọt vào thâm cốc. Những người khác cũng hoảng sợ đến la hét, cũng tranh nhau chen lấn xông về phía trước. Giống. Đại yêu phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, sóng âm chói tai, móng vuốt nơi cánh đẩy vào thâm cốc. Tản ra, kiểm tra. Một tên nam tử cao gầy phất tay thét lên ra lệnh, những người bộ dáng như thị vệ nhanh chóng tản ra, vò tới trong rừng rậm dò xét tình huống. Xong rồi. Khương Phàm không có chú ý tới phía dưới, hắn ở trên đỉnh vách núi cách phía dưới ngàn mét phấn chấn hô to. Huyết văn dừng lại sau 2 giờ rốt cuộc cũng đã lan tràn lần nữa, nó đã cùng dực văn bắt đầu dung hợp. Xương mũi, xương bả vai, xương cốt phần lưng đều đang vặn vẹo biến đổi. Đáy mắt Khương Phàm lấp lóe ánh áng, thôi động huyết văn. Trong một trận tiếng vang đôm đốp kỳ quái, hai tay nhanh chóng phồng lên, lớn gấp đôi so với bình thường. Khuấy động tạo ra lực lượng mênh mông. Hai tay đã hoàn toàn biến thành bộ móng vuốt rộng lớn, lớn chừng như đầu Khương Phàm vậy. Móng vuốt như đao, vô cùng sắc bén, hiện ra ý lạnh thấu xương, cứ như có thể tùy tiện cắt tảng đá nát bấy. Bành! Kéo dài tới cốt rực, liệt diễm lao nhanh, một đôi hỏa rực mãnh liệt mở ra, so với trước đây còn lớn hơn mấy phần. Tốt, rốt cuộc cũng. Khương Phàm vui mừng đứng dậy. Muốn nhún chân lao xuống vách núi, thế nhưng, từ sau khi bắt đầu hóa thú, tính cảnh giác đã tăng cường hơn rất nhiều. Vừa duỗi xuống dưới một chân đã lập tức cảnh giác. Đây là, Khương Phàm thấy được đại yêu ở phía dưới, cũng nhìn thấy đám người bị xiềng xích buộc lại kia. Giống, đại yêu cũng chú ý tới phía trên,
nó nhấc thân thể nặng nề của mình lên nhìn về phía vách núi phát ra từng tiếng kêu sắc nhọn. Sóng âm bạo động như lôi đình chấn nít cả sơn cốc, cuồn cuộn khắp đỉnh núi. Đỉnh núi sụp đổ, loạn thạch theo sát khí xông lên không trung. Khương Phàm ngửa mặt nhấc người lên muốn tránh khỏi. Tiếng sóng âm chói tai để huyết khí toàn thân hắn tán loạn, đầu đau đến muốn nứt ra. Loại yêu vật này, chọc không được. Chờ một chút. Linh hồn đan hoàng đột nhiên nhắc nhở Khương Phàm. Thế nào? Luyện độc sư, phía dưới có luyện độc sư. Trong lòng linh hồn đan hoàng đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt. Luyện độc sư, luyện độc sao? Xuống dưới, giết chết hắn. Linh hồn đan hoàng đột nhiên phát ra một câu đầy tức giận. Khương Phàm đều sửng sốt một chút. Giết chết hắn? Sao lại thế này? Từ khi linh hồn đan hoàng bám vào ở trên người hắn đến nay vẫn luôn ôn tồn lễ độ, bây giờ là thế nào? Khương Phàm lập tức tản ra hỏa dực, thu móng vuốt lại sau đó lao theo đất đá sụp đổ tung bay ra ngoài. Giả chết, trà trộn vào trong. Đan hoàng khó được đưa yêu cầu, đương nhiên phải phối hợp. Một nữ tử đón gió mạnh xông lên trời, một tay bóp lấy cổ Khương Phàm. A, nữ tử sửng sốt một chút, là một tiểu hài nhi. Ngươi ở đây với ai? Nữ tử không có lập tức quay trở về thâm cốc mà mang theo Khương Phàm rơi xuống trên vách đá bị phá kia. Nơi này là sâu trong La Phù, có số lượng lớn mãnh thú chiếm cứ, tông môn rất ít, ngay cả bọn hắn cũng đều phải kết bạn hành động. Một hài tử làm sao lại tới nơi này? Chỉ có mình ta. Lúc Khương Phàm bị bóp lấy đã thiếu chút nữa mắng to. Cảnh giới của nữ tử này mạnh hơn hắn rất nhiều. Vô cùng có khả năng là linh nguyên cảnh tứ trọng thiên. Phía dưới kia hẳn là có 10 tên chăng? Đây là đội ngũ gì? Nói thật, phía tay trái nữ tử triệu ra một thanh trường kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Khương Phàm. Thật sự chỉ có mình ta. Khương Phàm vừa muốn nói chuyện, linh hồn đan hoàng lại truyền đến một thanh âm. Ngoài ý muốn, ý thức Khương Phàm lập tức trở về. Ngoài ý muốn, có ý gì? Vừa rồi là oán niệm khi còn sống của ta, ngươi. Bây giờ còn có thể chạy không? Tiếng của linh hồn đan hoàng yếu đi, giống như đang rất xấu hổ. Có ẩn niệm của ngài bao lớn vậy? Khương Phàm vừa muốn cân nhắc nên làm sao trốn thoát thì chợt có 3 tên nam tử hùng tráng khác giống như ác viên xông lên đỉnh núi, tập trung vào Khương Phàm. Khí tức cũng vượt qua Khương Phàm. Khả năng bị sóng âm kích thích, xảy ra sơ suất, ngươi từ từ ứng phó. Linh hồn đan hoàng xấu hổ cười cười, không nói gì nữa. Một đứa nhỏ. 3 nam tử cũng sững sờ, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Sẽ không phải là cường giả nào đó mang theo truyền nhân của mình đến chỗ này lịch luyện đấy chứ. Ta và sư phụ ta. Khương Phàm lập tức đổi giọng. Vừa rồi ngươi còn nói, chỉ có chính ngươi. Nữ tử tiếp cận ánh mắt Khương Phàm, mũi kiếm từ từ đâm rách ra yết hầu, máu tươi cũng theo đó mà tràn ra. 3 nam tử khác cũng nắm vũ khí, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Người rất nhanh sẽ trở lại. Khương Phàm thầm than không may. Được, chúng ta chờ. Nữ tử bóp lấy cổ Khương Phàm, cảnh giác dãy núi. Xảy ra chuyện gì? Một thiếu nữ hất lên áo choàng cùng mấy vị thị vệ đi tới vách núi. Hắn nói là đi chung với sư phụ, ta đoán là chỉ có một mình hắn. Nữ tử đe dọa nhìn Khương Phàm, không có một khắc buông lỏng. Khương Phàm liếc mắt nhìn thiếu nữ, bỗng nhiên cảm giác có chút quen mặt. Mặc dù mang theo mạng che mặt nhìn không rõ bộ dáng, nhưng vẫn cảm giác đã thấy qua ở nơi nào đó rồi. Đệ tử tông môn. Thiếu nữ đánh giá Khương Phàm, cũng cảm giác có chút quen thuộc. Khương Phàm cũng cảm giác âm thanh này rất quen thuộc. Tông môn nhà ai? Kim Cương Tông, tông môn bị diệt, sư phụ mang theo ta chạy ra ngoài, mấy ngày nay một mực du đãng ở gần bên này. Khương Phàm nghĩ đến một thân phận không tệ. Sư phụ ngươi tên gì? Phạm Lương. Khương Phàm thuận miệng nói cái tên. Phạm Lương, ha ha, bắt lấy hắn. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, quay người rời khỏi. Khương Phàm còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã bị nữ tử kéo lấy nhảy xuống vách núi, rơi xuống bên trong thâm cốc. Hắn là ai? Bên cạnh đại yêu có một nam tử đang ngồi đấy, dáng người cao gầy thẳng tắp. Thanh âm lại có cảm giác như nữ tử, nhưng lại mang theo mặt nạ, nhìn không ra bộ dáng. Một kẻ tự xưng đệ tử Kim Cương Tông, nhưng hắn nói sai tên sư phụ,
Kim Cương Tông căn bản không có ai tên Phạm Lương. Thiếu nữ từ bên cạnh xuống tới nhìn Khương Phạm cười lạnh. Hình như ta không có mạo phạm các ngươi, vì cái gì lại bắt ta? Khương Phạm nhìn hơn 100 người bên trong thâm cốc, lông mày lập tức nhíu một cái. Hơn 100 tên nam nữ tập hợp một chỗ, như lang thôn hổ yết mà ăn ăn ngấu nghiến như sói, như cọp. Y phục của bọn hắn tả tơi, tóc tai bù xù. Có một số người gầy như que củi, có một số người thì trên người chảy đầy mủ, còn có một số người toàn thân lại bò đầy vằn đen quỷ dị. Biết bọn hắn là cái gì không? Lão nhân mặc áo bào đen trên lưng đại yêu ngẩng đầu, một gương mặt không chỉ đều nhăn nheo mà còn đầy tơ máu màu đỏ, trông rất dữ tợn đáng sợ. Nô lệ! Khương Phàm nói xong, bọn thị vệ đều cười, đám nam nữ đang cướp đoạt thức ăn kia toàn thân đều run rẩy mấy lần, không ai dám ngẩng đầu. So với nô lệ thì càng thảm hại hơn, dược nô. Cái gì gọi là dược nô? Đương nhiên là nô lệ thí nghiệm thuốc. Thử thuốc gì? Thuốc để xuyên nát bụng người ta, thuốc để cho người ta bạo thể mà chết, thuốc để cho ngươi lâm vào ác mộng mà phát điên, thuốc để cho người ta ở trong mộng đẹp ngủ như chết, còn có thuốc để cho người ta mất khống chế linh lực. Lão giả mặc áo bào đen âm trầm cười lạnh. Vị tiền bối này chính là đại độc sư uy danh hiển hách. Ngài đã nghiên cứu ra hơn 50 loại thuốc, chúng ta may mắn, bồi tiền bối luyện dược tại La Phù. Nam tử ngồi ở bên cạnh chắp tay giơ thể hiện sự tôn trọng. Lông mày Khương Phàm cau chặt, trước đó dùng qua thuốc độc cũng còn chưa có cảm giác gì, thế nhưng, trong quá trình luyện chế thuốc độc lại cần dùng người sống để thí nghiệm thuốc. Đám dược nô đang giật đồ ăn kia liên tiếp ngừng lại, đáy mắt hiện lên sự sợ hãi thật sâu. Có người nhìn không được mà khóc lên. Khóc cái gì, im miệng. Một tên tráng hán vung lên roi sắt quất vào trên thân người kia, da thịt lập tức bong chóc. Người kia gắt gao cắn chặt răng không dám khóc nữa. Thân phận tiểu gia hỏa này có gì đó rất quái lạ, trực tiếp giết chết đi. Chúng ta chỉ bắt tán tu, không gây phiền toái. Nam tử ngồi ở chỗ đó lạnh nhạt hạ lệnh, trong âm thanh không có chút tình cảm nào. Tuổi còn nhỏ đã là linh nguyên cảnh, linh văn hẳn rất khá, đút cho yêu thú của ta đi. Lão nhân mặc hắc bào nhắm mắt lại, toàn thân bị hắc ác mê vụ bao phủ. Tự mình đi qua đi. Nữ tử buông lỏng Khương Phàm ra, dùng sức xô đẩy hắn. Khương Phàm sâu hít một ngụm khí lạnh, đi về phía trước mấy bước. Trốn cũng không có vấn đề. Chỉ là hơn 100 người này phải làm sao bây giờ? Khương Phàm tự nhận không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải là hỗn đản. Nếu gặp, có thể cứu một người thì phải cứu một người. Chờ một chút, thiếu nữ mang theo mạng che mặt đột nhiên quát lên, chăm chú tập trung vào Khương Phàm. Thế nào? Nam tử lườm thiếu nữ một chút, các thị vệ khác cũng lập tức cảnh giác. Chúng ta gặp qua ở đâu? Thiếu nữ từ từ đi đến chỗ Khương Phàm. Khương Phàm vừa nhìn về phía thiếu nữ, giờ khắc này, đáy mắt thiếu nữ nổi lên từng đường vân, tản ra yêu dị sáng rực. Khương Phàm hơi hoảng hốt, lại lập tức cảnh giác, kịp thời rời mắt đi chỗ khác. Nghĩ lại thì, thanh âm này, tuổi tác này, con mắt này. Nàng là hoa vị ương của Xích Tiêu Tông. Nhìn mắt ta nói chuyện. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Khương Phàm, cũng giơ tay lên ra hiệu với các thị vệ khác để cảnh giác. Đám người không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn đều kích thích linh văn, tiếp cận Khương Phàm. Vị cô nương này, nếu ta không đoán sai, người hẳn là hoa vị ương. Ngồi bên kia, hẳn là ca ca ngươi, hoa vị yêu. Xích Tiêu Tông các ngươi, vậy mà lại bồi dưỡng luyện độc sư. Khương Phàm cười nhạt một tiếng, đột nhiên trấn khai hỏa dược mang theo liệt diễm, phóng lên tận trời. Hắn là Khương Phàm. Hoa vị ương rốt cuộc cũng đã khẳng định được. Khương Phàm. Hoa vị yêu bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Khương Phàm đang chạy trốn kia. Hắn đã thay đổi ngoại hình, nhưng hắn chính là Khương Phàm. Hoa vị ương vừa mừng vừa sợ. Tên tiểu hỗn đản này lại không giấu mình ở Thiên Sư Tông mà còn dám chạy ra đây. Ông trời đã mở mắt, lại đưa hắn đến trước mặt chúng ta. Đuổi theo, hoa vị lạc vẫn còn ở trong tay hắn. Hơn 10 vị đệ tử Xích Tiêu Tông lập tức đuổi theo. Nhưng Khương Phàm đảo mắt đã liền biến mất ở trong ánh nắng chiều, hoàn toàn không thấy tung tích. Tiền bối, giúp chúng ta bắt lấy Khương Phàm. Hoa vị ương lập tức nhìn lão nhân mặc áo bào đen kia thỉnh cầu. Mặc kệ đệ đệ là sống hay chết cũng đều phải bắt được Khương Phàm. Thân phận của hắn bây giờ không tầm thường,
Xích Tiêu Tông các ngươi dám đụng đến hắn. Lão nhân mặc hắc bào ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía phương xa. Không phải ngài vừa luyện ra độc đan loại bỏ ký ức sao? Cho hắn ăn, hắn sẽ là của ngài. Ngài có thể mang đi bồi dưỡng, cũng có thể chuyển tay bán đến các lục địa khác. Hoa Vị Ương biết Khương gia không dễ chọc, thế nhưng... có ai biết là do bọn hắn làm? Xin tiền bối hỗ trợ, xảy ra chuyện, chúng ta sẽ gánh lấy. Các đệ tử Xích Tiêu Tông liên tiếp trở về, nhìn lão giả mặc hắc bào thỉnh cầu. Bọn hắn đều là đệ tử thân truyền của Hoa Vị Yêu, đương nhiên đều sẽ xem Khương Phàm như kẻ thù. Thánh phẩm thú linh văn, Khương Phàm. Ha ha, nếu quả thật viên đan dược kia của ta có thể khống chế thánh phẩm thú văn, nhất định có thể vang danh thiên hạ. Lão nhân áo bào đen cười lạnh, phất tay đánh ra cỗ hắc khí, leo lên trên thân đại yêu. Ầm ầm, đại yêu này là thị huyết yêu bức, nó triển khai hai cánh khổng lồ, bụi đất tung bay, đất đá bay loạn. Lên, Hoa Vị Yêu và Hoa Vị Ương lập tức nhảy lên trên thân yêu bức. Đuổi theo, lão nhân mặc hắc bào ra lệnh một tiếng, thị huyết yêu bức nhấc lên cuồng phong, phóng lên tận trời. Trước tiên phải xử lý bọn hắn. Hoa Vị Ương phân phó các đệ tử Xích Tiêu Tông, nếu muốn đuổi bắt Khương Phàm thì không thể để một kẻ nào sống sót để tránh tin tức truyền ra ngoài. Được, nữ tử tàn nhẫn tập trung vào các dược nô. Dược nô bị cuồng phong cuốn tán loạn. Sau khi nghe vậy chẳng những không có chạy trốn hay cầu khẩn, mà ngược lại đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bọn hắn bị thuốc độc tra tấn khổ không thể tả, muốn chết lại không chết được. Bây giờ, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Tại sao Xích Tiêu Tông lại cấu kết với luyện độc sư? Khương Phàm vũ động hỏa dược màu vàng, lao vùn vụt giữa tầng mây. Xích Tiêu Tông là đại tông La Phù thì có nghĩa bọn hắn tài giỏi lắm sao? Bất cứ một tông môn nào cũng đều có mặt mũi và lớp vải lót. Mặt mũi cần phải ngăn nắp xinh đẹp, lớp vải lót là dùng hết khả năng giữ gìn mặt mũi ngăn nắp. Năm đó Đan Hoàng tiếp xúc qua vô số thế lực, đối với vấn đề thấm sâu trong người này thì bản thân hắn hiểu rất rõ. Càng là thế lực cường đại cao ngạo thì mặt mũi càng quan trọng, lớp vải lót cũng càng đen tối đáng sợ. Vì sao ngài lại có oán niệm với luyện độc sư lớn như vậy? Khương Phàm kích thích thánh văn. Vận dụng toàn lực hỏa dực. Luyện đan sư trong thiên hạ đều rất bài xích với luyện độc sư. Bọn hắn cho rằng luyện đan sư là hổ thẹn. Đan sư thiên hạ đều có thể ước thể hẹn, một khi phát hiện bất cứ luyện độc sư nào cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Năm đó ta chính là. Linh hồn đan hoàng không hề tiếp tục nói, ngược lại nhắc kỹ Khương Phàm. Luyện đan sư chúng ta sở dĩ cao quý, được người người tôn trọng cũng là bởi vì đan dược có thể chữa thương hoặc có thể tu luyện. Có thể giúp xóa bỏ đau đớn, có thể giúp trưởng thành. Từ ngày ngươi bắt đầu luyện đan trở đi thì đã trở thành một thành viên trong quần thể luyện đan sư rồi, ngươi cũng nên tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc điều quy định thành phép tắc phải theo cơ bản này. Tương lai đẳng cấp càng cao, cũng càng phải bảo vệ chuẩn tắc này. Bọn hắn tới rồi. Tiếng linh hồn đan hoàng lập tức nghiêm túc. Khương Phàm quay đầu nhìn lại, một con rơi to lớn đang lao lên, yêu khí màu đen như mây mù cuồn cuộn, nhìn trông vô cùng dọa người. Con mắt đỏ hồng cách rất xa đang tập trung vào Khương Phàm. Một tiếng kêu lớn vang lên sóng âm vỡ vụn giáng chiều, tốc độ nó tăng vọt đuổi tới. Khương Phàm lập tức lao xuống va vào trong rừng rậm. Ở trên trời mục tiêu quá lớn, không bằng trốn đến trong rừng rậm. Khương Phàm, ngươi trốn không thoát, nơi này cách Thiên Sư Tông 3000 dặm, không ai có thể cứu được ngươi, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Hoa Vị Yêu nhìn ra xa tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm. Nhưng, rừng rậm quá rậm rạp, sắc trời lại bắt đầu trở tối, kiểu gì cũng đều không nhìn thấy. Đáng chết, quá xảo quyệt. Hoa Vị Ương nóng nảy thúc giục lão giả áo đen. Xin tiền bối nhất định phải bắt được Khương Phàm. Lão giả mặc áo bào đen cười lạnh. Không nên gấp, yêu bức vô cùng mẫn cảm với huyết dịch. Tiểu gia hỏa này là thánh phẩm thú linh văn, huyết mạch đặc biệt, hắn trốn không thoát. Khương Phàm phóng tới giữa khu rừng. Không ngừng thay đổi phương hướng tìm kiếm các hồ nước hoặc hẻm núi để che giấu tung tích. Thế nhưng, mỗi lần quay đầu nhìn ra xa hắn luôn có thể xuyên thấu qua lá cây nhìn thấy thị huyết yêu bức đang xoay quanh trên bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Khương Phàm liếc nhìn xung quanh, vọt tới bên cạnh một con sông lớn đang lao nhanh phía trước, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy Hoa Vị Lạc đang hôn mê ra, đưa vào trong miệng hắn mấy viên đan dược bổ sung huyết khí. Hoa Vị Lạc mơ màng tỉnh lại.
nhìn thiếu niên xa lạ trước mặt có chút hoảng hốt. Ngươi là ai? Khương Phàm lấy Liệt Dương cung ra, ngưng tụ lại hỏa thương, chỉ vào Hoa Vị Lạc. Nhảy đi xuống, gọi tỷ tỷ. Gọi tỷ tỷ, ngươi là nam hay nữ vậy? Hoa Vị Lạc lung lay đầu óc, ta đây là đang nằm mơ sao? Tỷ tỷ ngươi đang ở trên trời, gọi đi. Khương Phàm đưa chân đạp Hoa Vị Lạc xuống. Hoa Vị Lạc bị nước sông lao nhanh cuốn đi, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Ngươi là Khương Phàm. Gọi tỷ tỷ ngươi đang ở trên trời tìm ngươi. Khương Phàm thúc giục, cũng lấy ra Liệt Dương cung đã lâu không dùng qua. Tỷ tỷ. Hoa Vị Lạc lo lắng hô to. Ta sắp được cứu rồi sao? Ta sắp được cứu rồi sao? Tỷ tỷ, ta ở đây, tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu? Hoa Vị Lạc điên cuồng đập nước sông, cố gắng tìm kiếm bóng dáng tỷ tỷ. Khương Phàm nắm chặt Liệt Dương cung, cướp đoạt hỏa nguyên lực ở xung quanh, ngưng tụ đến tụ linh trận, kích thích cực phẩm hỏa tinh thạch phía trên. Hỏa thương thoát khung nổ bắn ra, kéo theo liệt diễm cuồn cuộn bắn về phía Hoa Vị Lạc đang chập trùng lên xuống. Ta! Sắc mặt Hoa Vị Lạc đại biến, vội vã lao vào trong nước sông. Bành! Hỏa thương xuyên qua mặt nước lao thẳng đến Hoa Vị Lạc, ngay sau đó cuồn cuộn liệt diễm va chạm mặt sông. Một tiếng vang thật lớn, liệt diễm bốc thẳng lên bầu trời chiếu sáng cả rừng rậm giữa trạng vạng tối. Tỷ tỷ, cứu ta, tên điên Khương Phàm kia muốn giết ta. Hoa Vị Lạc bị nổ đến thân thể đều mơ hồ, hắn chật vật xông ra khỏi mặt nước. Vị Lạc, hắn còn sống, Vị Lạc còn sống, tiền bối, nhanh nhanh nhanh, nơi đó. Hoa Vị Ương lo lắng thúc giục. Tiền bối, cứu đệ đệ ta trước. Hoa Vị Yêu cũng không lo được phải đuổi theo Khương Phàm. Muốn tách khỏi chúng ta. Ha ha, tiểu gia hỏa quả nhiên rất xảo quyệt. Lão nhân kia cũng không thèm để ý, ra hiệu thị huyết yêu bức cứu người trước. Khương Phàm chạy vào rừng rậm, nhanh chóng thoát khỏi. Mặc dù đã ném Hoa Vị Lạc đi thì khá đáng tiếc, nhưng chí ít cũng có thể tách khỏi con đại yêu kia và huynh muội nhà họ Hoa. Đám người này quá mạnh, hắn không phải là đối thủ. Nửa giờ sau, khi bóng tối bao trùm cả rừng rậm, Khương Phàm rốt cuộc cũng dừng lại nghỉ ngơi một chút, quay đầu nhìn lại thì đã thấy con yêu bức to lớn kia lại xuất hiện trong tầm mắt, đang nhanh chóng tới gần phía hắn. Khương Phàm, ngươi trốn không thoát. Tiếng Hoa Vị Yêu tức giận quanh quẩn giữa bầu trời đêm. Chờ tới khi bắt được Khương Phàm, hắn muốn trước tiên phải nhốt Khương Phàm vào trong huyễn cảnh, tra tấn 3 ngày, 5 ngày. Bắt hắn lại, bắt sống. Hoa Vị Lạc mệt mỏi thở hổn hển, trong khoảng thời gian này với hắn mà nói quả thực là dày vò. Cuối cùng cũng đều đã quỳ gối trong thiết lao dập đầu nhưng vẫn không thấy Khương Phàm có phản ứng gì. Không nghĩ tới hắn lại có thể còn sống đi ra. Hắn muốn báo thù, hắn muốn hung hăng tra tấn Khương Phàm. Thị huyết yêu bức đột nhiên lao xuống, giảm xuống độ cao 300 mét, lướt qua trên rừng rậm. Một tiếng sóng âm chói tai như cơn lốc xông vào mảnh rừng. Cây rừng vỡ nát, bụi đất tung bay, dọn xác ra một con đường dài hơn 100 mét. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khương Phàm phóng tới trong rừng rậm, không ngừng kiểm tra thân thể, chẳng lẽ đã lưu lại vết tích rồi? Con hung vật kia hẳn là thị huyết yêu bức, nó vô cùng mẫn cảm với huyết dịch. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Ta trốn không thoát sao? Sắc mặt Khương Phàm trở nên nghiêm trọng. Thế này thì làm sao hất ra? Chẳng lẽ lại phải đổ máu? Đúng rồi. Khương Phàm đột nhiên nhớ tới tiểu xà trong thanh đồng tiểu tháp. Nuôi rắn 100 ngày, dùng rắn nhất thời. Tiểu gia hỏa này cũng nên phát huy tác dụng. Trong góc thanh đồng tiểu tháp, tiểu xà đang nằm ngáy o o. Mấy trăm mảnh hài cốt rực long đều biến thành cho cốt, phủ kín một chỗ, toàn bộ long khí đều tiến vào thân thể tiểu xà. Tiểu xà giống như đang ngủ đông. Ngủ rất say, nhưng hình thể đang không ngừng phát sinh thay đổi. Nó bây giờ đã trưởng thành dài đến 6 thước, lân phiến đen kịt cứng rắn, hiện ra ý lạnh khiếp người. Hai cái cánh cũng giống như là long rực cánh rồng, hai bên trải rộng ra cũng chừng 5 mét, cũng bao trùm lấy vảy dày đặc. Biến hóa kinh người nhất chính là đuôi của nó, hoàn toàn đã trở thành trường đao, dài đến 1 mét, sắc bén thấu xương, tinh hồng như máu, cho dù ngủ thiếp đi nhưng nó cũng đang chậm rãi chuyển động. Đừng ngủ nữa, đi ra phối hợp với ta một chút. Khương Phàm gọi tiểu xà, sau khi nhìn ra xa 4 chỗ liền xông về hẻm núi tĩnh mịch phía trước. Sau đó không lâu, Khương Phàm từ nơi đó xông ra ngoài, huy động hỏa dực xông về bầu trời đêm.
Tiểu xà lung lay cái đầu còn đang mê man, sau đó đôi mắt đỏ sáng như đèn lồng tập trung vào thị huyết yêu bức đang nhanh chóng tới gần ở hư không nơi xa. Ở nơi đó, huynh muội hoa vị yêu chăm miệng một lời, con mắt sáng rực trong màn đêm. Tiểu tử này rốt cuộc cũng đi ra. Ngươi còn chạy vào nơi đó. Muốn so tốc độ của yêu bức sao? Ha ha, vậy để chúng ta tới xem, thánh phẩm hỏa dược này có thể nhanh thế nào. Lão nhân mặc hắc bào cười lạnh. Yêu bức nhìn chằm chằm ánh lửa màu vàng phương xa, nó nhấc lên cuồng phong mãnh liệt đuổi theo. Mặc dù tốc độ của Khương Phàm rất nhanh nhưng làm sao có thể là đối thủ của con đại yêu này. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. 3.000 mét, 2.000 mét, mấy trăm mét. Ánh mắt yêu bức lộ ra hung quang, toàn thân căng cứng, nó lập tức muốn phát ra sóng âm, phun chết con ruồi này. Bắt sống. Ngữ khí của lão nhân mặc hắc bào trầm xuống, yêu bức lập tức thu liễm sóng âm, lao thẳng tới Khương Phàm. Nhanh, lại nhanh nữa lên. Khương Phàm kích thích linh văn, dùng tốc độ cao nhất thúc giục hỏa dực, tốc độ đã tăng lên nhiều lần, thế nhưng yêu bức vẫn còn đang nhanh chóng tới gần. Cả hai chênh lệch quá lớn. Khương Phàm, ngươi cũng có hôm nay sao? Đường đường thánh linh văn, chỉ biết chạy trốn sao? Phách lối của ngươi đâu rồi? Ngươi dám một thân một mình xâm nhập Tây Cương, bây giờ lại không dám đối mặt một con yêu thú. Ha ha, không gì hơn cái này. Mạng che mặt của Hoa Vị Ương đã sớm bay đi mất, lộ ra gương mặt kiều diễm ướt át, chỉ là ánh mắt quá giá lạnh lại quá độc ác. Ngươi sẽ không nhìn thấy chiến tranh một năm sau giữa Hoàng Triều với La Phủ rồi. Ngươi không nhìn thấy người của Khương gia chết thảm như thế nào rồi. Ngươi càng không nhìn thấy được Dạ An Nhiên nũng nịu kia của ngươi. Khương Phàm, ngươi phải chết. Cơn giận này Hoa Vị Yêu đã nhịn quá lâu, vốn cho rằng không có cơ hội cứu đệ đệ trở về được, càng không có cơ hội báo thù. Không nghĩ tới, Khương Phàm lại tự chui đầu vào lưới. 100 mét, 50 mét. Khương Phàm cơ hồ có thể cảm nhận được yêu khí và yêu bức tán phát ở phía sau. À! Khương Phàm gầm thét, thân hình hướng lên trên sông vào trong tầng mây. Vùng vẫy dẫy chết sao? Lão nhân mặc hắc bào đứng dậy, chuẩn bị tự tay bắt lấy Khương Phàm. Yêu bức cũng bay vụt lên cao tiếp tục đuổi theo Khương Phàm. 50 mét, 30 mét, 20 mét, 10 mét. Huynh muội Hoa Vị Yêu tươi cười hớn hở, muốn thưởng thức khung cảnh Khương Phàm gào thảm. Nhưng đúng vào lúc này, Khương Phàm lại gầm lên giận dữ. Bây giờ, ầm ầm, toàn thân Khương Phàm bộc phát cuồn cuộn liệt diễm, hai cánh xoay chuyển, trong chốc lát đã xuống lao xuống. Yêu bức phản ứng cực nhanh, trước tiên đã muốn lao xuống theo. Nhưng giữa lúc này, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh giống như thiểm điện xé rách tầng mây, nhanh chóng lao xuống. Cái gì? Lão nhân mặc hắc bào và bọn hắn trước đó một giây vẫn còn giữ vững thân thể, đi theo yêu bức lao xuống, nhưng sau một giây này toàn bộ đều giật mình vì cảm giác được nguy hiểm. Thị huyết yêu bức cảnh giác, bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiểu xà thu liễm hai cánh, nhanh chóng lao xuống, áp sát yêu bức trong chốc lát thì bỗng nhiên triển khai hai cánh, thân rắn cưỡng ép xoay vòng. Vĩ đao, vĩ là cái đuôi, dài đến một mét, cứng rắn sắc bén hiện ra tinh hồng huyết quang, lại còn khuấy động tạo ra nhiệt độ cao đến kinh người. Trong chớp mắt, xé rách không gian, bổ về phía đầu yêu bức. Thị huyết yêu bức vô cùng cường đại, vượt xa tiểu xà, nhưng chuyện xảy ra quá đột nhiên, không kịp phản ứng, vĩ đao trong nháy mắt lao tới. Phốc phốc, vĩ đao tùy tiện cắt ra da thịt cứng cỏi của yêu bức, cắt đứt luôn cả xương cốt của nó. Máu tươi phóng ra, một cái đầu bay ra ngoài. Yêu bức đang muốn lao xuống lập tức mất khống chế. Làm cho gọn gàng vào. Khương Phàm đang muốn quay đầu, thấy được đặc sắc này thì lại rung động một màn. Tiểu gia hỏa quả nhiên là một sát khí. Tuy nhiên, bây giờ đã là đại gia hỏa. Ngươi, phụ mẫu nó từ đâu xuất hiện vậy? Lão nhân mặc hắc bào quá sợ hãi, nhấc lên khí độc màu đen quăng về phía tiểu xà. Tiểu xà nhanh chóng bay lên tránh khỏi, nhưng một giây sau nó lại lao xuống lần nữa, vĩ đao sắc bén chặt đứt lão nhân mặc hắc bào. Năng lực bẩm sinh của nó chính là tốc độ và vĩ đao. Sau khi thôn vệ hài cốt rực long, ưu thế đã tăng vọt rất nhiều. Lão nhân trừng trừng hai mắt, khó có thể tin được mà nhìn nửa thân thể kia của mình. Ta, phải chết sao? Ta làm sao lại chết được? Ta là đại độc sư. A, Hoa Vị Lạc, Hoa Vị Yêu,
Hoa Vị Ương đều từ bên trên yêu thể nhanh chóng rơi xuống. Bọn hắn cũng vô cùng kinh hãi. Đây là yêu vật gì? Từ đâu xuất hiện? Tại sao muốn tập kích bọn họ? Tiểu xà hơi xoay quanh ở trên không, sau đó lại lần nữa nhào về phía Hoa Vị Yêu. Xúc sinh, cút ngay. Hoa Vị Ương ở giữa không trung cưỡng ép giữ vững thân thể, hai tròng mắt ngưng tụ đang đối mặt với tiểu xà, trong chốc lát nổi lên ánh sáng yêu dị. T. Tiểu xà vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đớn kêu lên, thế giới xung quanh không có dấu hiệu nào lại thay đổi hoàn toàn. Từ màn đêm biến thành màu đỏ như máu. Từ không trung biến thành hoang nguyên. Số lượng lớn mãng xà đang từ bốn phương tám hướng quay quanh lao tới, gặm cắn nó, xé rách nó. Một con rực long từ trên trời giáng xuống, uy lực huyết mạch kinh khủng, ép tới mức nó kêu rên đau đớn. Đáng chết! Khương Phàm lập tức phóng tới không trung, muốn cứu tiểu xà đi. Nhưng tiểu xà lại đang trong đau đớn đột nhiên táo bạo không thôi, vung lên tàn đao suýt chút nữa bổ trúng Khương Phàm. Khương Phàm mạo hiểm tránh khỏi, quay người nhào về phía Hoa Vị Ương. Khương Phàm, đến đây, tới chỗ ta đây. Hoa Vị Ương cố gắng ổn định thân thể, nhìn về phía Khương Phàm mà quát lên. Mặc dù từng đợt gió lớn đang lao qua vén cả y phục nàng bay lên trên làm lộ ra hai chân trắng tuyết và mảng lớn xuân quang, nhưng nàng hoàn toàn không lo được. Một cái bát ngọc từ trong nhẫn không gian xuất hiện bị nàng nắm ở trong tay. Sóng nước lấp loáng trong chén, tinh khiết thấy đáy, tại thời điểm nhận được linh lực kích thích lại nổi lên từng tầng gợn sóng, hình thành vòng xoáy thôn phệ. Mặc dù là tiểu xảo nhưng lại cho người ta cảm giác như uy lực giữa đại dương mênh mông. Một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng tràn ngập thiên địa. Bảo bối này đến từ cổ thành dưới mặt đất, là Xích Tiêu Tông ban thưởng cho Hoa Vị Yêu. Sau khi Hoa Vị Yêu trở thành trưởng lão, địa vị vững chắc đã chuyển cho Hoa Vị Ương, bảo hộ nàng trưởng thành. Khương Phàm phát giác được nguy cơ mãnh liệt, lập tức di chuyển mục tiêu, xông về phía Hoa Vị Lạc. Không được qua đây. Hoa Vị Lạc lập tức thấy Khương Phàm đang bổ nhào tới, hắn hoảng sợ giãy giụa lung tung. Khương Phàm, ngươi dám lại đụng tới hắn, chúng ta không để yên cho ngươi. Hoa Vị Ương và Hoa Vị Yêu cùng gầm thét, nhưng vì bọn hắn đều đang rơi xuống nên chỉ có thể trơ nhìn Khương Phàm tiến lên. Không nghĩ tới đi, nhanh như vậy lại gặp mặt. Khương Phàm giống như một con mãnh thú, hung hăng đâm vào trên thân Hoa Vị Lạc. Một tiếng răng rắc giòn vang. Hoa Vị Lạc cảm giác thân thể mình như muốn nát. Tỷ tỷ, đại ca, cứu ta. Hoa Vị Lạc hoảng sợ thét to lên. Đến đây. Khương Phàm thu lấy Hoa Vị Lạc, nhìn về phía không trung. Khương Phàm. Hoa Vị Ương thét lên, hai mắt đỏ ngầu. Khương Phàm nhìn bầu trời, tiểu xà vẫn còn ở trong huyễn cảnh chưa tỉnh táo lại. Nó đang ở trên không điên cuồng gào thét, nhanh chóng bắn vọt, hất vung vĩ đao để Khương Phàm đều nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy. Huyễn cảnh mạnh như vậy sao? Vậy cứ nháo trước đi. Khương Phàm khẽ nhíu mày, sau đó lao xuống vọt vào trong rừng sâu. Bành bành. Hoa Vị Yêu và Hoa Vị Ương chật vật đâm vào trên mặt đất. Coi chừng. Hoa Vị Yêu lập tức cảnh giác, đề phòng Khương Phàm đánh lén. Hắn là trưởng lão trẻ tuổi nhất Xích Tiêu Tông, cảnh giới đã đến linh nguyên cảnh bát trọng thiên. Chỉ cần Khương Phàm tới liền có thể để hắn lâm vào trong huyễn cảnh. Triệt để biến thành một con rối. Hoa Vị Ương nhìn xuống đau nhức kịch liệt, cũng cầm bát ngọc trong tay, cảnh giác rừng rậm tối đen xung quanh. Tên hồn đản ngươi mau đến đây để ta cho ngươi nếm thử uy lực hóa sinh bát. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, rốt cuộc không thấy được bóng dáng Khương Phàm. Chạy rồi sao? Hoa Vị Yêu tức giận. Đại ca, nhất định phải đuổi được Khương Phàm, chờ hắn trở lại Thiên Sư Tông. Chúng ta lại muốn cứu Vị Lạc về thì sẽ rất khó khăn. Hoa Vị Ương thật vất vả mới đụng phải Khương Phàm, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn như thế. Mà, nháo trò như thế, xem như bọn hắn đã triệt để kết thù với Khương Phàm. Nơi này cách Thiên Sư Tông hơn 3.000 dặm, hắn coi như không dừng ngủ giữa đêm, cũng phải đi 3 đến 5 ngày. Ta cũng không tin đuổi không kịp hắn. Hoa Vị Yêu nhảy lên trạc cây, ngắm nhìn rừng rậm trong màn đêm. Lúc này, từng tiếng sói tru ở phương xa vang lên, ngay sau đó lại truyền đến tiếng chém giết kịch liệt. Giống như là đàn sói đang đi săn đêm khuya. Có cách rồi. Hoa Vị Yêu xông về phía đàn sói. Khương Phàm từ trong bóng đen đi tới nhìn phương hướng huynh muội hai người rời khỏi, đi tới cách đó không xa.
thi thể không đầu của yêu bức gục ở chỗ này. Thi thể lão nhân mặc hắc bào cũng rơi ở phía trước. Sau khi Khương Phàm thu yêu bước vào thì ngồi xổm bên cạnh lão nhân mặc hắc bào, nhặt lên một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa. Đồ trong này, người không thể đụng vào. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Ta chỉ nhìn chút. Nhìn cũng không thể nhìn, tiêu hủy đi. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Rất nghiêm trọng, phải tiêu hủy. Linh hồn đan hoàng hoài nghi bên trong có, độc kinh, ghi chép các loại độc thuật. Thứ này không thể rơi xuống trong tay Khương Phàm, cũng không thể rơi xuống trong tay người khác. Lúc này, tiểu xà cuối cùng cũng đã ra khỏi huyễn cảnh, khôi phục tỉnh táo, về tới bên cạnh Khương Phàm. Bên trong thâm cốc, các đệ tử theo lệnh của Hoa Vị Yêu tàn nhẫn sát hại trên trăm vị dược nô sau đó đi đến ngoài cốc chờ đợi tin tức. Theo bọn hắn nghĩ, thì huyết yêu bức tự mình truy kích, Khương Phàm hẳn là phải chết không thể nghi ngờ được, sẽ trở lại rất nhanh thôi. Sao Thiên Sư Tông lại yên tâm để Khương Phàm tự mình đi ra ngoài lịch luyện? Trước đây ta đã nghe nói tên điên này thường xuyên đi một mình. Ỷ mình là Thánh Văn, không sợ chết sao? Ha ha, lần này hắn không thể quay về Thiên Sư Tông được nữa. Chờ đến khi dọn dẹp ký ức, hắn sẽ phải nhận tiền bối kia làm phụ thân, ha ha. 10 tên đệ tử cười đến khoái trá, bọn hắn đang mong đợi tình cảnh Khương Phàm bị xử lý ký ức. Nữ tử đột nhiên cảm giác được có cái gì đó, nàng liền ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi. Bành! Một cây trường thương màu vàng đâm xuyên màn đêm kéo theo liệt diễm cuồn cuộn đánh tới phía bọn hắn. Coi chừng, đều tránh ra. Nữ tử kêu lên sợ hãi, lập tức nhảy qua bên cạnh một bước dài. Nhưng chuyện xảy ra quá đột nhiên, những người khác hoàn toàn không biết nguy hiểm đến từ chỗ nào, chỉ là nương tựa theo kinh nghiệm, kích hoạt linh văn, sẵn sàng trận địa đón địch. Phốc phốc, hỏa thương đâm xuyên ngực một tên tráng hán, đánh hắn ngã nhào vào trên mặt đất phía trước, sau đó lập tức nổ tung. Cũng tại lúc này, hỏa thương kéo lấy liệt diễm mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, giống như thủy triều đang vỗ tới. Trước sau hai cỗ liệt diễm vừa đột nhiên lại mãnh liệt đã nuốt sống tất cả mọi người. Từng tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng giống giận dữ vang vọng thâm cốc trong cánh rừng. Khương Phàm lao xuống vách núi va vào bên trong hỏa triều màu vàng cuồn cuộn. Một tên đệ tử cường tráng kích hoạt lên thú văn, phát ra tiếng gào thét hùng hậu, hắn tức giận tìm kiếm mục tiêu. Khương Phàm ở đối diện lao tới, chu tước chảo xé rách đi qua. Tiểu tử, là ngươi. Nam tử gầm thét, cánh tay phải phồng lên, lân phiến che kín, đánh tới phía Khương Phàm. Bành! Răng rắc! Chu tước chảo không chút cản trở nào đã đánh vỡ vụn nắm đấm kia, thẳng hướng tới cổ nam tử. Nam tử vừa muốn kêu lên thì cái cổ đã bị xé rách, máu tươi phun ra như bão táp. Khương Phàm lại nhấc người bay lên về đánh giết phía trước. Là Khương Phàm, đều tản ra, là Khương Phàm. Nữ tử chạy đi lúc đầu lớn tiếng thét lên, toàn thân cuốn lên gió mạnh đánh về không trung. Nhưng, một thân ảnh màu đen xông ra khỏi rừng rậm mang theo hai cánh xông về phía nàng. Nữ tử kinh hãi quay đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu xà mở cái miệng ra to như chậu máu cắn tới nữ tử, hung hăng quăng về phía không trung. Súc sinh, cút ngay. Nữ tử bị cắn đến máu me đầm đìa, thét lên đầy tức giận, sau đó lập tức kích thích thanh mang cường đại phóng thích về chỗ hỗn loạn phía trước. Tiểu xà không để thanh mang sắc bén vào mắt, nó vung vĩ đao lên chặt đứt nàng ra làm hai. Nửa giờ sau, một đám phong lang hung tàn ở giữa khu rừng phóng tới, gom lại phía trước thâm cốc. Đều chuẩn bị kỹ càng, theo ta. Hoa Vị Yêu giống như một con lang vương, tự mình xông lên phía trước nhất, chỉ là những đệ tử hắn bảo ở lại chờ đợi xuất phát thì bây giờ chỉ còn là những thi thể nằm đầy đất. Đây là có chuyện gì? Khương Phàm làm. Sắc mặt Hoa Vị Ương tái nhợt, giết hết sao? Khương Phàm, Hoa Vị Yêu ta và ngươi thế bất lưỡng lập, hai bên đối lập, không thể cùng tồn tại. Hai mắt Hoa Vị Yêu sung huyết. Hắn tức giận đến mức toàn thân đều đang run rẩy. Đây là những đệ tử mà hắn đã nuôi dưỡng năm qua. Đây là toàn bộ thành viên tổ chức của hắn trong Xích Tiêu Tông. Thật ác độc. Hoa Vị Ương chỉ muốn săn giết Khương Phàm, không nghĩ tới Khương Phàm lại dám giết tới nơi này. Một mình Khương Phàm khẳng định làm không được, nhưng hắn có con xà yêu đáng sợ kia. Đó là cái gì? Hoa Vị Ương bỗng nhiên chú ý tới trên vách đá bên trong thâm cốc viết một vài chữ bằng máu. Hoa Vị Yêu đi đến xem xét,
ngực bụng đều muốn nhấc lên, một ngụm máu tươi xông lên tới cổ họng, suýt chút nữa phun ra ngoài. Xích Tiêu rác rưởi, chết chưa hết tội. Từng chữ bằng máu khiến cho Hoa Vị Ương đều giận đến không thể nào kềm chế được. Tên hỗn đản này khinh người quá đáng. Đại ca, đuổi kịp hắn không? Coi như đuổi tới trước Thiên Sư Tông cũng phải giết hắn. Hoa Vị Ương chưa từng oán hận một người nào giống như bây giờ. Đuổi theo cho ta. Hoa Vị Ương thét lên ra lệnh với đàn sói phía ngoài. Sau khi Huyễn Linh Văn tu luyện tới linh nguyên cảnh cao giai thì có được năng lực điều khiển ý thức. Hơn 50 con thanh phong lang bây giờ để cho hắn sử dụng. Đàn sói sao động liên tiếp ngẩng đầu nhìn phía đỉnh vách núi. Nơi đó có một bóng người đang ngồi xổm. Nếu không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới. Khương Phàm, Hoa Vị Ương và Hoa Vị Ương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Khương Phàm cũng nhìn tới đàn sói phía dưới, lông mày hơi nhíu, gia hỏa này lại còn có thể điều khiển mãnh thú. Hỗn đản, xuống đây cho ta. Hoa Vị Ương giận dữ mắng mỏ, hai mắt phát ra tia sáng yêu dị, muốn kéo Khương Phàm vào trong huyễn cảnh. Các ngươi hình như đang rất tức giận. Kẻ giết người, sẽ bị người giết. Chút đạo lý này mà ngươi không hiểu sao? Muốn giết Khương Phàm ta thì phải chuẩn bị tư tưởng mình bị giết. Ngươi nghĩ ta đang cùng các ngươi chơi trò chơi à? Khương Phàm đứng dậy, miệng đầy khí tức sát phạt. Nếu như ngươi không bắt đệ đệ ta, Hoa Vị Ương ta tuyệt đối sẽ không nhìn hỗn đản ngươi dù chỉ một chút. Là ngươi khiêu khích huynh muội chúng ta trước, là ngươi đang làm khó dễ chúng ta. Hoa Vị Ương chỉ vào trên đỉnh núi giận dữ mắng mỏ. Tuổi còn trẻ mà đã dễ quên thế, thật đáng thương. Đừng quấn lấy ta, phát hiện một lần, ta sẽ đưa các ngươi một miếng thịt. Đoán xem, ta sẽ cắt từ trên thân ai. Khương Phàm vươn cốt rực ra, liệt diễm vần quanh phóng mạnh lên trời biến mất trong tầng mây giữa màn đêm. Hỗn đản, tên hỗn đản đáng chết. Đại ca, còn đuổi hay không? Gương mặt xinh đẹp của Hoa Vị Ương đều để cho người ta hít thở không thông nhưng bây giờ bởi vì tức giận đã tái nhợt. Đuổi, không lấy mạng của hắn, ta không phải là Hoa Vị Ương. Hoa Vị Ương không chỉ có yêu quý khuôn mặt anh tuấn này của mình, hắn càng yêu quý mặt mũi của mình. Nếu như không thể hộ tống luyện độc sư về Xích Tiêu Tông, lại còn tổn thất các đệ tử, tương lai hắn còn làm trưởng lão thế nào ở Xích Tiêu Tông nữa? Khương Phàm đi tới trong một u cốc an tĩnh. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm liền nhanh chóng lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh ra chuẩn bị luyện hóa thị huyết yêu bức. Cảnh giới đầu đại yêu này rất có thể đã đạt tới linh nguyên cảnh cao giai. Luyện ra khẳng định là đại bổ. Ngươi, linh hồn đan hoàng muốn khuyên Khương Phàm không nên tùy tiện dùng loại thuật luyện đan này, nhưng lời còn chưa bắt đầu lại liền nuốt xuống. Đối với Khương Phàm mà nói, không đem yêu thú luyện ra đan dược thì hắn cũng sẽ uống máu gặm thịt. Cái gì? Khương Phàm nhét thị huyết yêu bước vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Không có gì, người tiếp tục đi. Linh hồn đan hoàng không cần phải nhiều lời nữa. Thực lực thị huyết yêu bước quả thực cường đại, lấy năng lực luyện đan bây giờ của Khương Phàm vậy mà phải luyện trọn vẹn 3 giờ mới luyện ra được huyết đan, linh đan và hồn đan. Nếm thử hiệu quả xem. Khương Phàm ăn vào huyết đan, huyết khí nồng đậm mãnh liệt dâng lên đánh thẳng vào mạch máu toàn thân. Khương Phàm lập tức vận chuyển đại diệu thiên kinh, luyện hóa hấp thu. Huyết đan cực đại, huyết khí càng dày đặc. Liên tục không ngừng trùng kích đem mao mạch, mạch máu đều phồng lên, mạch máu quấn đến kinh mạch cũng trở nên nóng hổi. Sau đó không lâu, trong cõi u minh vang lên một tiếng âm trầm. Cảnh giới Khương Phàm đã đột phá tiến lên linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Trước đó luyện đan dài đến 4 tháng kích thích kinh mạch, khí hải và linh nguyên. Mặc dù không thể đột phá, cũng đã đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong. Lần đột phá này là ngoài ý muốn nhưng lại giống như nước chảy thành sông. Không hổ là đại yêu linh nguyên cảnh cao giai, huyết khí xác thực quá đủ. Khương Phàm cảm nhận được thân thể có chuyển biến lớn liền lộ ra nụ cười. Tiểu Đao, biểu hiện không tệ, đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, nên cho ngươi cái tên bá khí, Đao Hoàng. Khương Phàm thu Tiểu Đao vào thanh đồng tiểu tháp. Chạy tới thiên khải bí cảnh. Ngươi thật sự đi như thế sao? Linh hồn đan hoàng cảm thấy rất kỳ quái, hai huynh muội trước đó kia không phải người lương thiện, không thể nào tùy tiện bỏ qua như vậy được. Khương Phàm cứ vậy mà mặc kệ. Mặc dù hai huynh muội kia cảnh giới rất cao, huyễn thuật rất mạnh, thế nhưng Khương Phàm phối hợp với tiểu xà thì vẫn còn có cơ hội.
tiểu gia hỏa này lại rất am hiểu săn giết trong rừng. Thiên khải bí cảnh sắp mở ra rồi, bỏ lỡ lần này thì phải chờ một năm nữa. Ta cũng không muốn tốn thời gian với bọn hắn ở nơi này. Khương Phàm phóng tới giữa khu rừng, giống như là một con linh viên mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Nói thật, linh hồn đan hoàng không tin Khương Phàm đã đổi tính. Hoa vị yêu là trưởng lão, cảnh giới quá cao, bây giờ lại khống chế đàn sói, càng không tốt để chọc đến. Nếu như ta muốn phản kích thì phải bố trí tỉ mỉ, lại chờ đợi cơ hội, về thời gian là trì hoãn quá lâu. Cho nên, ta muốn mang theo bọn hắn tới thiên khải bí cảnh. Trên mặt Khương Phàm lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Lối vào thiên khải bí cảnh không ở La Phù Sơn Mạch, mà ở vị trí cùng giáp danh giữa La Phù, Đại Bình Nguyên và Đại Hoang, Hoang Mãng Nguyên. Nơi này cũng thuộc về La Phù và Đại Hoang, là một đại vực nổi danh. Bởi vì hoang nguyên này quá rộng lớn, bằng phẳng cho nên không có tông môn, không có bí cảnh, khắp nơi chỉ có thể thấy được thành lớn rộng rãi bao la hùng vĩ. Nghe nói trong trăm dặm đã có hơn 20 tòa. Thành bát hoang hùng vĩ nhất còn có thể rộng lớn hơn 800 dặm. Thế lực của nơi này cũng đều lấy, thành nào đó, định danh, lấy gia tộc xưng hùng. Hoang Mã Nguyên cũng có chủ nhân của nó, Ly Hỏa Thánh Địa. Cuối cùng đã tới. Khương Phàm trèo đèo lội suối, bôn ba hơn một vạn dặm rốt cuộc cũng đã tới được mục đích, thành Thiên Khải. Thành Thiên Khải hùng vĩ, bao la, thời gian trôi qua nhưng vẫn còn cảm giác tang thương. Tường thành cao lớn nặng nề cao chừng 100 mét, dày khoảng 20 mét, toàn bộ đều dùng huyền thạch đắp lên, phía trên còn đục khắc hoa văn phức tạp, tạo thành pháp trận cường đại. Nó cứ như vọng lâu từ giữa trời rơi xuống, uy nghiêm to lớn, chấn thủ cả vùng đại địa này. Kỳ thực thiên khải bí cảnh ở đại lục Thương Huyền tổng cộng có 5 cửa vào, phân tán tại các địa vực khác nhau, tất cả đều gọi là thành thiên khải. Tòa thành trước mắt Khương Phàm đây là thuộc về chủ nhân La Phù Sơn Mạch. Vô hồi thánh địa, chủ nhân Hoang Mãng Nguyên là, Ly Hỏa thánh địa, chủ nhân Quỷ Khớp Xâm Lâm là, Linh Kiếp thánh địa, chủ nhân của Thập Vạn Đại Sơn chính là, Hồn Thiên thánh địa, cùng với Đại Hoang. Bởi vì bí cảnh nửa năm mở ra một lần, mỗi khi đến thời gian, tất cả thánh địa đều sẽ phái một nhóm đệ tử tới. Đương nhiên còn có rất nhiều đệ tử Đại Tông Đại Thành cũng sẽ vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, hy vọng có thể trà trộn vào thiên khải bí cảnh. Từng tiếng gáy to vang tận mây xanh. Mát lạnh lại chói tai. Mười mấy con kim xí đan tước khổng lồ tôn quý lướt qua trời cao, từ đằng xa lao vùn vụt tới. Trên thân mỗi con kim xí đan tước đều có mấy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng đấy. Bọn hắn hất lên áo bào đen, phía trên thêu lên hai chữ, Ly Hỏa, bốc hơi như hỏa diễm, thể hiện thân phận cao quý của bọn hắn. Ly Hỏa Thánh Địa đến rồi. Lần này là vị thiên tài nào dẫn đội vậy? Nửa năm trước hình như là Mục Sùng Vân. Mục Sùng Vân rất mạnh đó, một trong ngũ đại thiên kiêu của Ly Hỏa Thánh Địa, tháng trước mới từ thiên khải bí cảnh đi ra, hình như đã đạt được đại cơ duyên. Bên trong thành thiên khải thoáng bạo động. Diêm Lâu, ha ha, Ly Hỏa Thánh Địa lại phái ngươi tới. Bị đại cơ duyên của Mục Sùng Vân kích thích sao? Sâu trong thành thiên khải truyền ra từng tiếng cười to cởi mở. Một nam tử trên đỉnh đầu có kim giác sừng màu vàng, vọt tới nóc nhà, thân cao 3 mét, buông thả hùng tráng. Toàn thân khuấy động năng lượng khủng bố. Kim giác ở ngay mi tâm. Nó, chính là linh văn của nam tử đó. Một linh văn cực kỳ đặc thù lại kinh khủng. Thái Long, nếu ta nhớ không lầm thì hình như ngươi đã nói qua mình rất khinh thường thiên khải bí cảnh. Nam tử hất lên áo bào đen từ trên kim xí đan tước đo xuống, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn sừng nhọn trên đỉnh đầu của nam tử sau đó đi tới dinh thự thuộc về Ly Hỏa Thánh Địa. Thái Long ta khinh thường linh bảo ở bí cảnh, ta nghe nói bên trong có một tên lục phẩm thú văn phách lối, vậy mà lại ngược được một vị thánh phẩm của thánh địa. Tôn nghiêm của thánh địa không được khiêu khích. Tiếng Thái Long như lôi đình, cố ý hô cho toàn thành nghe. Hắn khiêu chiến hồn thiên thánh địa, có liên quan gì tới ngươi? Diêm Lâu dừng lại, lạnh nhạt liếc nhìn hắn, người của linh kiếp thánh địa đều thích xen vào chuyện bao đồng sao. Hồn thiên thánh địa không giải quyết được. Linh kiếp thánh địa chúng ta không để ý ra tay giúp. Cái tên gia hỏa phách lối kia dù sao cũng là từ thành thiên khải này của chúng ta đi đến. Giọng của Thái Long thô cuồng lại cao vút, từng chữ đều rõ ràng truyền khắp toàn thành. Có người không may sao? Ai ngược thánh văn của thánh địa? Hình như là một kẻ tên Tiêu Phượng Ngô, đánh úy thiên lang của hồn thiên thánh địa.
Bây giờ Úy Thiên Lang còn đang trong thiên khải bí cảnh đuổi giết hắn. Gần đây bí cảnh có chút náo nhiệt nhỉ, mấy tên gia hỏa không thuộc về thánh địa đều thích làm lớn chuyện. Một kẻ khác tên là Chu Thanh Thọ, không biết thế nào lại chui vào linh trì mà vô hồi thánh địa khống chế, uống một hơi hơn phân nửa. Ha ha, cái này ta biết, ta mà nói là. Linh trì kia, ha ha, linh trì kia là nơi các nữ đệ tử người ta không về ở lại tắm rửa. Vô hồi thánh địa giận điên lên, trực tiếp ở trong bí cảnh tuyên bố treo giải thưởng, chết hay sống không cần lo. Đám người trong tử lâu các nơi trò chuyện ầm ĩ. Thiên khải bí cảnh trước đây đều là đệ tử thánh địa chiếm lấy, sau này người không thuộc về thánh địa cũng lần lượt tiến vào, cho tới bây giờ, số lượng đệ tử thánh địa và đệ tử đến từ bên ngoài cơ bản cũng đã có nhất định. Nhưng, đệ tử đến từ bên ngoài đều duy trì kính sợ đối với thánh địa, sẽ không tùy tiện trêu chọc, càng sẽ không mạo phạm. Phần lớn là lo liệu lấy thái độ, thánh địa ăn thịt, chúng ta ăn canh. Không nghĩ tới, lại có mấy tên gia hỏa không biết sống chết. Dám ở bí cảnh mạo phạm thánh địa. Là từ thành thiên khải ở hoang mãng nguyên này đi đến. Chuyện này khiến mặt mũi tứ phương chấn thủ là vô hồi thánh địa, linh kiếp thánh địa, ly hỏa thánh địa, hồn thiên thánh địa đều không có chút ánh sáng. Khương Phàm đứng ở bên ngoài một tòa tử lâu, khóe mắt run rẩy, trong lòng ai thán. Hai cái tên cực phẩm này không phải đã nói là đi mở mang tầm mắt sao? Các ngươi đây là đang chơi ngu nghịch dại mà. Dạ An Nhiên. Khương Phàm nhìn la bàn trong tay, huyết châu phía trên nhẹ nhàng nhảy lên chỉ dẫn vị trí Dạ An Nhiên. Thành thiên khải vô cùng lớn, người tụ tập ở chỗ này cũng nhiều. Có một số là mang theo linh phù phải vào bí cảnh, có một số là lăn lộn đến nơi đây, hy vọng có thể ra giá cao mua lại linh phù, hoặc là cầu linh phù từ thánh địa. Còn có một bộ phận rất lớn là tụ ở chỗ này hy vọng có thể thu mua bảo bối mang ra từ trong bí cảnh. Trong một tòa tử lâu, Dạ An Nhiên lẳng lặng ngồi ở trong góc, ánh mắt như thu thủy bình tĩnh không lay động. Nàng đã tới đây 10 ngày, ngày mai bí cảnh sẽ phải mở ra, kỳ thật nàng rất chờ mong thiên khải bí cảnh. Linh khí nồng nặc, đây là nơi có thể thấy được bảo dược linh thảo, nhất là bảo vật từ trên trời giáng xuống, ngẫu nhiên cũng có thể vẩy xuống thánh huyết. Đây đều là cơ duyên mà La Phù khó có được. Chỉ là, trong lòng Dạ An Nhiên luôn có chút cô đơn. Tại sao hắn không đến? Nơi đặc sắc như vậy hẳn là có thể khiến hắn hứng thú. Vậy mà hắn lại cứ trốn ở trong viện luyện đan dược sao? Chẳng lẽ là làm cho Thường Lăng xem? Hay là, không muốn đến cùng mình, cố ý dùng luyện đan để trốn tránh? Dạ An Nhiên mang theo mạng che mặt, nhẹ vỗ về gương mặt non mịn xinh đẹp, tầm mắt có chút buông xuống, che giấu chút buồn bã thất lạc kia. Cô nương, một mình sao? Một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên ở trước mặt. Khương Phàm. Dạ An Nhiên giật mình, đáy mắt nổi lên sáng rực, ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ là, xuất hiện trước mặt lại là một nam tử xa lạ. Hai mắt nam tử tỏa sáng, thầm nghĩ, thật khéo, là một cô nương mỹ lệ thẹn thùng. Cô nương đi một mình sao? Dạ An Nhiên thản nhiên đáp một tiếng sau đó quay đầu đi, không tiếp tục để ý đến nam tử. Nam tử hơi nghiêng đầu, từ bên cạnh nhìn sang, vừa vặn có thể xuyên qua mạng che mặt, thoáng thấy gương mặt mỹ lệ kia. Thiếu nữ mỹ lệ thì có thể gặp được thường xuyên, nhưng, trên người nữ hài này lại mang theo khí chất cổ đặc biệt. Nói không nên lời là thánh khiết hay là tôn quý, đều có chút. Giống như cũng không phải. Ngược lại có khí tức thư hương truyền thống, có học vấn thái độ thanh nhã. Trong đại sảnh ồn ào này nàng lại giống như là thiếu nữ khuê phòng ngồi một mình. Mỹ hảo lại tinh khiết. Cô nương, tự giới thiệu mình một chút. Thời điểm nam tử đi đến đại sảnh, chỉ ngửi được một hương vị rất mỹ diệu, để linh nguyên trong khí hải của hắn vô cùng hưng phấn. Nói rõ trong đại sảnh cất giấu có linh văn đặc thù, cho nên, nghe mùi vị, lại tìm tới. Không nghĩ tới, không chỉ có, hương vị, lay động được người mà bộ dáng càng là không thể tả. Nam tử càng nhìn tâm càng động. Lại nhịn không được duỗi ra hai tay chộp tới đầu ngón tay Dạ An Nhiên. Ngươi làm gì? Dạ An Nhiên như giật điện vội rút tay trở về, ánh mắt đột nhiên lạnh. Tiếc nuối. Chưa bắt được. Nam tử xoa xoa đôi bàn tay, cười nhạt nói. Ta tên Lục Thanh Tuyệt, xin hỏi tên cô nương. Dạ An Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Dừng lại, công tử nhà chúng ta đang hỏi ngươi đấy.
ba vị nam nữ tử đứng phía trước ngăn cản Dạ An Nhiên. Đừng thiếu lịch sự với giai nhân như vậy, đại hộ nhân gia chúng ta phải có phong độ. Cô nương, ngươi, không biết ta, chưa từng nghe qua tên của ta sao? Lục Thanh Tuyệt cười đứng dậy, đưa tay mời Dạ An Nhiên ngồi xuống. Gương mặt Dạ An Nhiên hơi trầm xuống, bởi vì rời xa La Phù, cảm giác nơi này không ai biết đến Thiên Sư Tông nên mới không mang Ngọc Ngưng Giao thay đổi ngoại hình, không nghĩ tới vẫn bị tập trung vào. Nhìn dáng vẻ của cô thì quả thật là không biết rồi. Không sao, không phải người Hoang Mãng Nguyên, hẳn là cũng biết đại thành đệ nhất Hoang Mãng Nguyên, Thành Bát Hoang. Chủ nhân Thành Bát Hoang, Lục Gia, ta, nhị công tử Lục Gia, Lục Thanh Tuyệt. Lục Thanh Tuyệt có chút ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Chỉ là, hắn đang mong đợi kinh ngạc và tán thưởng nhưng cũng chưa từng xuất hiện, thiếu nữ trước mặt lại lạnh lùng nhìn hắn, chỉ trả lời một câu. Tránh ra, ngươi thật sự không biết công tử chúng ta, hay là giả bộ không biết. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, công tử nhà chúng ta coi trọng ngươi, là của ngươi phúc khí. Một tên nam tử cường tráng nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên. Ngồi trở lại đi, cười lên xem nào. Một nữ tử từ bên cạnh đoạt lấy một vò rượu bỏ lên trên bàn. Uống đi, tiếp công tử nhà chúng ta. Lục Gia Thành Bát Hoang là gia giáo như vậy sao? Dạ An Nhiên hơi nhíu mày, nàng chưa từng gặp được người nào bá đạo như vậy. Ha ha! Lục Thanh Tuyệt phất phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra. Cô tuổi nhỏ như thế vậy mà lại một mình đi đến Thành Thiên Khải, muốn đến bí cảnh sao? Không liên quan hệ gì với ngươi. Dạ An Nhiên đang muốn rời khỏi lại bị ba người khác tiếp cận. Rất nhiều người trong đại sảnh chú ý tới tình huống nơi này nhưng chỉ quay đầu nhìn, không thèm để ý đến. Trên Hoang Mãng Nguyên này, không có người nào dám tùy tiện mạo phạm người của Thành Bát Hoang. Cho dù là người của Thánh Địa đến từ nơi khác đều phải thoáng cho mấy phần tình mọn, dù sao cũng là. Địa đầu xà. Hình như cô rất không vui. Thế nào, không có mang theo ngọc phù sao? Lục Thanh Tuyệt khẽ vuốt đầu ngón tay, triệu ra một tấm ngọc phù từ trong nhẫn không gian nhẹ nhàng để lên bàn. Cho ngươi một tấm. Thứ này tại Thành Thiên Khải có giá trị liên thành, là vé vào cửa mà vô số người tha thiết ước mơ. Có thể làm cho thiên tài khom lưng, có thể khiến mỹ nhân cúi đầu. Nhưng, vị nữ hài mỹ lệ này lại rất thờ ơ. Không cần. Dạ An Nhiên kích thích thiên thư trong khí hải tùy thời chuẩn bị chế phục tên háo sắc này. Chỉ là, ra tay thì đơn giản thôi, nhưng kết cuộc sẽ như thế nào? Không cần mâu thuẫn như thế, ta không có yêu cầu khác, chỉ cần cô nương tháo mạng che mặt xuống để cho ta nhìn. Lục Thanh Tuyệt khẽ chọc ngọc phù, đang mong đợi thấy được mặt của thiếu nữ trước mặt này. 13 tuổi, linh lực không tầm thường, hẳn là đệ tử thế lực nào đó. Nhưng, tuyệt đối không phải là đệ tử thánh địa, nếu không cũng không đến mức đi một mình. Càng không khả năng dễ dàng tha thứ việc bị trêu đùa như thế này. Chỉ cần không phải thánh địa, hắn cũng không có gì phải lo lắng cả. Hắn là bị, hương vị, hấp dẫn tới, bây giờ lại càng muốn nhìn rõ ngoại hình nàng hơn. Ngươi không xứng, ta nói lại lần nữa, tránh ra. Dạ An Nhiên âm thầm kích hoạt linh lực. Ta không xứng, ha ha, cô nương, chẳng lẽ cô cao quý hơn ta? Ta không xứng với nữ hài. Trừ phi cô nương là đến từ thánh địa. Không, nữ hài nhi trong thánh địa mà Lục Thanh ta tuyệt đối không xứng cũng không có mấy người. Lục Thanh Tuyệt đứng lên, hai tay chống trên mặt bàn nhìn phía trước tìm tòi, mỉm cười nói. Ta không thích ra tay đánh nữ tử, cuối cùng xin cô. Tháo mạng che mặt xuống. Ta buồn nôn nhất chính là loại này con em thế gia các ngươi đây. Tự cho là đúng, cuồng ngạo tự đại, lại hiếp yếu sợ mạnh. Vẻ mặt ngữ khí của Dạ An Nhiên tràn đầy chán ghét. Ha ha, ta chỉ muốn nhìn cô một chút mà thôi. Thế nào, nhận không ra người sao? Ta cũng tặng cô một câu, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lục Thanh Tuyệt há to miệng, phun ra một chữ. Tháo, ta cho ngươi một chữ, biến. Dạ An Nhiên đang muốn chuẩn bị giết ra ngoài thì chợt chú ý tới cửa vào ở đại sảnh có một thiếu niên đi đến, sau khi nhìn xung quanh. Theo dòng người ra ra vào vào thì đi tới nơi này. Ha ha, người có thể làm cho Lục Thanh Tuyệt ta biến đi vẫn còn chưa ra đời đâu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối, tháo mạng che mặt xuống, sau đó lại mở linh văn ra. Ta chỉ nhìn một chút. Lục Thanh Tuyệt liếm môi một cái, nụ cười cũng ôn hòa trước đó cũng trở nên tà ác hơn.
ba tên thị vệ nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, phòng ngừa nàng xông ra ngoài. Phải để cho công tử bọn hắn tiếp cận con mồi, tuyệt đối không thể thả đi. Đây không chỉ là chức trách của bọn hắn mà cũng là lệnh của gia chủ. Ta và ngươi làm đánh cược, ta thắng, ngươi biến đi, ta thua, ta sẽ tháo xuống. Dạ An Nhiên nhìn thấy thiếu niên kia, trong lòng đã dễ chịu hơn rất nhiều, sau mạng che mặt là một nụ cười thản nhiên. Có ý tứ, ha ha, ta thích, đánh cược gì? Lục Thanh Tuyệt hoàn toàn chú ý đến Dạ An Nhiên, không hề biết rằng sau lưng có một thiếu niên đang đi tới nơi này. Ba tên nam nữ tử kia cũng đều đang cảnh giác Dạ An Nhiên, không có phát hiện lại càng không có nghĩ tới sẽ có người đến gần bọn hắn. Ta có thể để ngươi ngồi vững vàng ở chỗ đó. Ngồi không vững, ta thua. Ngồi vững, ngươi biến đi cho ta. Dạ An Nhiên nâng tay phải lên, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng lay động dẫn xuất linh lực ngưng kết ra một tự phù cổ lão, khí. Lục Thanh Tuyệt nhìn chằm chằm ngón tay thon dài trắng nõn của Dạ An Nhiên, trong lòng cuồng loạn một trận, linh nguyên trong khí hải cũng vui sướng nhấc lên. Tay làm bút, linh làm mực, vẽ linh phù lên tay. Ngươi là, linh văn của ngươi là linh chú sao? Lục Thanh Tuyệt kích động. Ba tên thị vệ cũng kích động. Loại linh văn này đối với linh văn lục gia mà nói chính là thứ đại bổ. Không nghĩ tới vậy mà lại có thể gặp được ở nơi này. Có dám tiếp hay không? Dạ An Nhiên khống chế linh chú, tựa như khống chế một con linh điệp đang vui sướng, uyển chuyển nhảy múa trên đầu ngón tay, linh động lại tươi đẹp. Ha ha, mỹ nhân mời, sao có thể không theo? Tuy nhiên, chúng ta thay cách chơi. Cô để cho ta ngồi an ổn, ta không chỉ để cho cô đi, còn đưa ngọc phù này cho cô. Nếu như cô để cho ta ngồi không yên, cô không chỉ không thể đi, còn phải giao cô cho ta. Ánh mắt Lục Thanh Tuyệt sáng rực tiếp cận Dạ An Nhiên, trách không được vừa rồi vừa vào tửu lâu liền bị, hương vị, này hấp dẫn, quả nhiên là bảo bối. Một lời đã định, Lục gia chúng ta giữ chữ tín. Không thể đổi ý. Lục Thanh Tuyệt ta làm việc ngay thẳng, thắng được càng thua được. Nếu như ngươi đổi ý thì sao? Nếu như ta đổi ý, ta chính là con rùa. Lại xác định một chút, ngươi thua thì sao? Đừng nói nhảm, Lục Thanh Tuyệt ta, chấp nhận thua được. Chuẩn bị xong chưa? Dạ An Nhiên khống chế linh phù tung bay ở trước mặt. Tới đi, ta đã sớm chuẩn bị xong. Lục Thanh Tuyệt tươi cười tà ác nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên. Ba tên thị vệ vừa chờ mong lại càng cảnh giác, đề phòng nữ hài này đang đùa nghịch quỷ kế gì đó. Đi! Dạ An Nhiên đưa tay chấn động, linh phù tăng vọt ánh sáng, không khí xung quanh trong chốc lát đều mỏng manh, toàn bộ tràn vào linh phù. Linh phù giống như một trọng quyền, trong nháy mắt liền bạo tạc đánh vào ngực Lục Thanh Tuyệt. Lục Thanh Tuyệt không hề nhúc nhích tí nào, toàn thân lấp lóe tia sáng, giống như đang tản ra mảnh áo giáp vô hình. Sau đó, linh phù tán loạn, kinh khí lại bị hấp thu. Ha ha, ngươi thật đúng là không biết Lục gia chúng ta. Lục Thanh Tuyệt cất tiếng cười to, cô nương ngu xuẩn này vậy mà lại dùng linh phù công kích hắn. Linh văn Lục gia là thị nguyên văn. Có thể hấp thu tất cả các loại tấn công bằng linh lực, càng có thể hấp thu lực lượng linh nguyên cường hóa bản thân. Dạ An Nhiên cũng hơi kinh ngạc, biến mất. Ta còn đứng đây, ta thắng. Lục Thanh Tuyệt vừa muốn nhắc nhở nàng phải tuân thủ ước định, kết quả nơi bả vai lại run lên bần bật, một lực lượng khổng lồ từ bả vai xuyên qua toàn thân. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị liền ngồi ở trên ghế. Lục Thanh Tuyệt sững sờ, ba người bên cạnh đang muốn nhục nhã Dạ An Nhiên cũng đều sững sờ, đồng loạt nhìn lại. Khương Phàm đưa tay phải ấn trên bả vai Lục Thanh Tuyệt, từ phía sau tiến gần đến bên mặt hắn. Ngồi vững vàng chứ? Ngươi là ai? Ngươi có chuyện gì ở chỗ này? Lục Thanh Tuyệt quay đầu nhìn chằm chằm, dùng sức muốn đứng lên, lại bị gắt gao đè ép, bàn tay kia không lớn nhưng lại giống như một tảng đá lớn ép tới bả vai hắn nhiều lần chìm xuống dưới. Đồ hỗn trướng, ngươi chán sống sao? Ba tên thị vệ giận dữ mắng mỏ Khương Phàm, hỗn đản này từ đâu xuất hiện vậy? Nàng nói để cho ngươi ngồi vững vàng, cũng không có nói là dùng cách gì. Nàng phất phất tay, chỉ là ra lệnh thôi. Năm ngón tay Khương Phàm chậm rãi phát lực, giống như kìm sắt giữ chặt xương vai Lục Thanh Tuyệt. Dạ An Nhiên đi tới bên cạnh Khương Phàm. Ngươi ngồi đã vững, có thể biến đi được rồi, ngọc phù ta cũng không cần. Lục Thanh Tuyệt cau chặt lông mày. Các ngươi đi cùng nhau. Ta buông tay ra, ngươi biến đi hay là lại ngồi một lát.
Khương Phàm gắt gao đè ép Lục Thanh Tuyệt, không chỉ có ép tới xương cốt toàn thân hắn đều đau đớn, mà ngay cả ghế gỗ phía dưới cũng đều phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Không khí náo nhiệt trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến nơi này. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cũng không có chú ý đến. Các ngươi hợp tác với nhau lừa ta. Lục Thanh Tuyệt tức giận, muốn tránh thoát nhưng toàn thân vẫn bị khống chế lại. Là do ngươi quá ngu, vừa rồi bằng hữu của ta cũng đã hỏi 3 lần, ngươi thua được hay không, ngươi cũng đều nói là thua được. Ta buông tay ra, tự ngươi biến đi hay thế nào? Khương Phàm nhìn chằm chằm mắt Lục Thanh Tuyệt, lực lượng trên tay càng lúc càng lớn, quyền sáo bắt đầu từ trong xương cốt máu thịt lan tràn ra, tùy thời chuẩn bị biến thành móng vuốt. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Lục Thanh Tuyệt lớn tiếng cười to, thể hiện bỗng nhiên lạnh lẽo. Thả ta ra, ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là không chịu thua được. Danh dự và chữ tín của Lục ra đâu, tiểu vương bát con rùa nhỏ. Ta nói một lần cuối, thả ta ra. Không thả thì sao? Ta sẽ ở ngay trước mặt toàn thành, để cho các ngươi. Chịu không nổi. Lục Thanh Tuyệt nhìn chằm chằm mắt Khương Phàm, miệng đầy sát khí. Các ngươi tốt nhất nên rõ ràng mình đang giữ ai trong tay. Nếu còn muốn sống rời khỏi cái thành thiên khải này, thì bỏ tay ra ngay. Muốn chết hay muốn sống, tự chọn đi. Bọn thị vệ chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ, bộ dáng điên cuồng kia hận không thể lập tức nhào tới. Vẻ mặt Khương Phàm quái lạ mà nhìn bọn hắn. Ta không hiểu những kẻ con nhà giàu các ngươi đây. Rõ ràng là bản thân mình mạo phạm người khác, không chơi nổi, còn không thua nổi. Ai cho các ngươi cảm thấy bản thân mình vượt trội hơn người khác, nhìn thấy thứ mình thích liền muốn có được. Nếu không có được thì thẹn quá hóa giận, còn muốn giết người. Có phải các ngươi đều coi người trong thiên hạ đều phải cung kính với các ngươi, dỗ dành các ngươi hay không? Khương Phàm thấy nhíu chặt mày lên, vốn cho rằng, ngang ngược càn rỡ, là đặc tính những tên tử đệ tân vương Thương Châu kia, không nghĩ tới công tử tại thành Hoang Mã Nguyên to lớn này lại càng như vậy. Chẳng lẽ, bọn hắn đều đưa mình lên làm vua hết cả rồi? Ta đương nhiên có cảm thấy mình vượt trội hơn, sự vượt trội của ta đều đến từ thành Bát Hoang tôn quý này. Sự vượt trội của ta là đến từ 500 năm cường thịnh mà Lục gia lắng đọng được. Thứ ta xem trọng nhất định phải thuộc về ta, bởi vì, ta là người của Lục gia. Lục Thanh Tuyệt dứt bỏ tất cả các lớp ngụy trang, gương mặt hắn trở nên dữ tợn nhìn chằm chằm Khương Phàm. Lục gia đời đời kiếp kiếp đánh liều 500 năm, chính là cho tử tôn ngươi đây sau 500 năm ở bên đường có được lực lượng che mặt, che mạng cho ngươi. Ngươi rất ưu tú nhỉ. Khương Phàm nhìn chằm chằm hắn một hồi sau đó cười nhạt một tiếng, 5 ngón tay đột nhiên biến thành móng vuốt, xuyên thấu da thịt, bắt lấy xương quai xanh, lại bỗng nhiên nhấc Lục Thanh Tuyệt lên phá tan cửa sổ rơi tới trên đường. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? 3 tên thị vệ Lục gia lập tức vò tới trên đường, giận dữ mắng mỏ Khương Phàm. Ta muốn nhìn thấy, hắn làm sao để cho ta chịu không nổi. Tay phải Khương Phàm bóp lấy xương cốt Lục Thanh Tuyệt, tay trái triệu ra tàn đao, chống ngay tại cổ của hắn. Vị Lục công tử này, xin bắt đầu biểu diễn thực lực của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Thanh Tuyệt đau đớn lại tức giận, đã biết rõ thân phận mình lại còn dám phách lối như vậy. Ta à, y sư, chữa bệnh gì? Chuyên trị các loại không phục. Lục Thanh Tuyệt tức giận. Ngươi chơi lớn rồi, ngươi không chỉ muốn chết tại thành thiên khải này, mà sẽ còn liên lụy tông môn gia tộc sau lưng ngươi. Chậc chậc, ta rất sợ hãi đó. Khương Phàm từ từ nâng đao gãy, bức bách Lục Thanh Tuyệt dương cao đầu lên. Lục gia, thực nghiêu bức. Ngươi tới khi nào vậy? Dạ An Nhiên cũng cùng đi ra, trong lòng vừa vui lại vừa bất đắc dĩ, gia hỏa này quả nhiên cố ý tránh nàng. Vừa tới. Khương Phàm ghé đến bên tai Lục Thanh Tuyệt, nhắc nhở hắn. Chúng ta đều không phải người không nói đạo lý. Sai tại ngươi, ngươi nói xin lỗi, cam đoan tuân thủ ước định, ta có thể thả ngươi rời khỏi. Việc hôm nay dừng ở đây. Sợ sao, ha ha, muộn rồi. Nơi này là thành Thiên Khải, nơi này thuộc về Hoang Mã Nguyên. Tại Hoang Mã Nguyên này không ai dám trêu chọc Lục gia. Ai gây, kẻ đấy chết, đây là tôn nghiêm của Lục gia. Lục Thanh tuyệt đối không những không cảm kích, ngược lại càng nhận định hỗn đản này là miệng cọp gan thỏ, hắn vụng trộm đưa một ánh mắt về 3 tên thị vệ phía trước. Một nữ thị vệ lập tức hiểu được liền nhắc nhở người 2 bên.
nhanh đi thông báo trưởng bối gia tộc. Ngươi nhìn kỹ, đừng để bọn hắn tổn thương công tử. Hai tên thị vệ bước nhanh rời khỏi. Lục gia bọn hắn trong thành Thiên Khải này có dinh thự riêng, quanh năm có trưởng giả đóng giữ. Một là bảo vệ con em Lục gia ra vào. Như Lục Thanh Tuyệt nói, ai khi dễ người Lục gia tuyệt đối sẽ phản kích. Chỉ có thế này thì khi có bất kỳ người nào đụng phải con em Lục gia mới sẽ không thể gây tổn thương cho bọn họ được. Hai là dùng hết các biện pháp thu mua ngọc phù, cam đoan mỗi lần đều có thể đưa vào 3 đến 5 con em Lục gia. Thiên Khải Bí Cảnh là bảo địa toàn bộ Hoang Mãng Nguyên, ai có thể tiếp tục đi đến thì không ngừng đạt được cơ duyên, có thể đảm bảo hưng thịnh lâu dài. Hai người các ngươi nên nghĩ thông suốt, bây giờ thả công tử nhà ta ra thì còn có con đường sống. Nếu không, các ngươi đừng mơ tưởng có thể sống mà đi ra khỏi thành Thiên Khải này. Nữ thị vệ chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Lục công tử, nhanh bắt đầu biểu diễn thực lực của ngươi đi, để cho ta xem, chúng ta làm sao chịu không nổi. Nhanh đi chứ, thế nào, nơi này quá nhỏ sao? Người thấy không đủ, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Khương Phàm không nhìn bọn hắn rời khỏi mà khống chế Lục Thanh Tuyệt đi lên phía trước. Lục Thanh Tuyệt chịu đựng khuất nhục và đau đớn từ từ đi lên phía trước. Cả con phố dài rất nhanh đã náo nhiệt lên, rất nhiều người từ các nơi vào tới, tràn đầy phấn khởi nhìn một màn hiếm thấy này, chỉ vào bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Kết thúc như thế nào? Dạ An Nhiên trước đó chậm chạp không chịu ra tay chính là sợ khó mà kết thúc, không nghĩ tới Khương Phàm lại còn làm ác hơn. Ngày mai Thiên Khải Bí Cảnh sẽ mở ra, đi vào nơi đó, tùy tiện náo, ai thì chúng ta cũng không sợ. Trong trí nhớ Khương Phàm, lúc trước, điều kiện đi vào Thiên Khải Bí Cảnh phải là linh hồn cảnh trở xuống tới Linh Nguyên. Ngàn năm thay đổi, bây giờ lại ép đến Linh Nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Nói cách khác, người ở đó đều là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên. Tam trọng thiên hắn đây mặc dù có chút áp lực nhưng người khác muốn giết hắn cũng khó. Mà cứ như vậy, Hoa Vị Yêu đuổi sát tới cũng sẽ không đi đến, hắn chỉ cần bắt được Hoa Vị Ương. Cho nên, không để ý sẽ có nhiều hơn một đối thủ mới. Sau đó thì sao, nơi này chính là Hoang Mãng Nguyên đó. Dạ An Nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Ai nói chúng ta phải từ nơi này rời khỏi? Chẳng may tra được thân phận chúng ta, uy hiếp tông môn thì sao? Từ khi nào thì cô đã lo lắng nhiều như vậy rồi? Cường Long không ép được địa đầu xa, thành bát hoang dám đến chỗ chúng ta khiêu khích, sẽ để cho bọn hắn có đi mà không thể về. Dạ An Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi biết ta thích ngươi ở điểm nào không? Cô thích ta. Dạ An Nhiên vừa mới tươi cười lại chợt cứng đờ. Ngươi nghe lầm, là nể phục. Tông môn. Lục Thanh Tuyệt cố gắng nghe hai người sau lưng thì thầm, kết quả là nghe rõ ràng là một tông môn. Đi mau đi, đừng lề mề. Khương Phàm nắm lấy bờ vai của hắn đẩy về phía trước. Lục Thanh Tuyệt bất chợt bị đẩy nên lảo đảo một cái, yết hầu bị ép đến trên lưỡi đao, lập tức rạch ra một vết thương. À, ngươi chậm một chút. Lục Thanh Tuyệt rét run toàn thân, suýt chút nữa thì bị cắt cổ. Ta nói đi, ngươi cứ đi, nếu không... Ta không biết thanh đao này sẽ ở ngươi trên cổ vẽ mấy ra mấy lỗ hổng hay vẽ được bao sâu đâu. Đi, chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. Khương Phàm bóp lấy Lục Thanh Tuyệt, hôm nay phải cùng hắn tiêu hao. Lục Thanh Tuyệt nhìn xuống khuất nhục, phối hợp với Khương Phàm từng bước một đi về phía trước. Thành Thiên Khải náo nhiệt. Người người đứng ở đầu đường nhìn một thiếu niên xa lạ khống chế Lục gia nhị công tử ở trên đường cái, học đi đường. Phục không? Không phục, bản công tử không phục. Vậy thì lại bước, chân phải. Phải, a, ngươi lại cắt đến cổ ta rồi. Phải là chân trái, ngu xuẩn. Ta nói bước chân nào thì chính là chân đó. Xem ra chúng ta vẫn không có ăn ý, tiếp tục, chân phải. Hỗn đản, ta sẽ không tha cho ngươi. Đừng nói chuyện, lại bước chân phải. Chú ý, đừng để ngươi. Khương Phàm khống chế Lục Thanh Tuyệt đi trên đường cái náo nhiệt. Lục Thanh Tuyệt cứ việc cố gắng phối hợp nhưng vẫn bị cắt cổ máu me đầm đìa, máu chảy nhuộm đỏ cả vạt áo trước người. Đau nhói, khuất nhục để vị công tử ca sống an nhàn sung sướng này tức giận đến nổi muốn bốc cháy. Thật là nghiêu bức, đây là ai? Ha ha, đặc sắc, cũng dám ở thành Thiên Khải này trêu chọc người của Lục gia. Có ai quen biết hắn không? Là thánh địa nhà ai vậy? Đám người rất ngạc nhiên nhìn xem người nào dám mạo phạm Lục gia. Lục công tử,
bước nhanh chân đi, tới tới tới, biểu hiện cho mấy ca xem đi, ha ha. Đừng chỉ đi thôi, xoay người đi, thế này, cùng ca ca học. Được rồi, theo khẩu hiệu của ta, trái phải trái, trái phải trái, trái trái phải phải, trái phải trái. Nhiều công tử đến từ Hoang Mã Nguyên đi đến trên đường vòng quanh Lục Thanh Tuyệt nhảy nhảy tới nhảy lui kích thích. Cút ngay. Lục Thanh Tuyệt tức giận đến mức cả người đều run run, nhưng vừa muốn nổi giận thì trên cổ lại bị cắt ra một vết máu. Huynh đệ là người nơi nào vây, rất lạ mắt. Một thiếu niên soái ca đi đến không ngừng đong đưa quạt xếp ở phía trước Khương Phàm. Xích Cước y sư, ngao du tứ phương, chuyên trị không phục. Khương Phàm cười nhạt nói. Ngươi chỉ không chữa bệnh được, ngươi cần phải trị mạng sao? Thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ mới 15 tuổi, tóc dài như thác nước, làn da trắng như tuyết, dáng người lại thon dài. Nếu như không phải có hầu kết thì rất dễ để cho người ta hiểu lầm là nữ hài tử xinh đẹp giả nam trang. Khương Phàm cười lắc đầu. Mạng, trị không được. Có thể trị, ngươi giết chết hắn, ta thỏa mãn ngươi một điều kiện. Thiếu niên xinh đẹp để rất nhiều nữ tử trẻ tuổi đều phải ghen ghét, chỉ là lời nói ra lại quá hung ác. Phượng Bảo Nam, ngươi chán sống sao? Ta là tỷ phu của ngươi đấy. Lục Thanh Tuyệt hiển nhiên rất quen với thiếu niên này. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Tỷ tỷ của ta không có đồng ý lời cầu hôn của ngươi. Loại người như ngươi cũng xứng theo đuổi tỷ tỷ ta. Phượng Bảo Nam mỉm cười nhìn chằm chằm Khương Phàm nói. Người của Lục gia lập tức sẽ đến, ta thay người chống đỡ bọn hắn, người giết chết hắn, như thế nào? Phượng Bảo Nam, ta giết ngươi. Lục Thanh Tuyệt tức giận đến không kềm được, nhưng lại không dám manh động. Chỉ cần động tay chặt đầu hắn, hắc hắc, xong việc. Rất đơn giản, quá dễ dàng. Phượng Bảo Nam cười sán lạn một tiếng, giống như lạc hà đầy trời, mỹ lệ cả con đường. Rất nhiều thiếu niên trên đường đều nhìn ngẩn ngơ. Sau đó đều dùng sức lắc đầu, phụ mẫu nó, lão tử nghĩ gì thế? Yêu nghiệt! Rất nhiều công tử tiểu thư cổ thành hai bên phố dài Hoang Mã Nguyên đều dở khóc dở cười. Huyết mạch Phượng gia rất không tệ, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, đến thế hệ này lại càng xuất sắc. Nam hài lại còn xinh đẹp đến mức để cho người ta hận không thể nhào tới, nữ hài càng là. Ai? Phượng Bảo Nam, đừng có mà gây phiền toái cho Phượng gia các ngươi. Nữ thị vệ Lục gia giận dữ mắng mỏ. Phượng Bảo Nam không thèm để ý, đôi mắt như thu thủy, mỉm cười nhìn Khương Phàm. Nếu không, không cần giết, ngươi cắt cổ của hắn cho chảy máu, hôm nay ta có thể bảo đảm cho ngươi. Tên hồn đản ngươi, chờ ta thoát thân, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Lục Thanh Tuyệt hận đến nghiến răng. Nếu như ngươi hận hắn thế, ta bắt hắn cho ngươi. Khương Phàm không nghĩ tới lại đụng phải một người có ý tứ như thế. Phượng Bảo Nam lắc đầu liên tục. Ta sợ máu. Náo nhiệt trên đường bỗng nhiên an tĩnh lại. Các công tử ca còn náo nhiệt gào to trước đó đã nhanh chóng tản ra, biến mất không thấy bóng dáng đâu. Huynh đệ, tự cầu phúc đi nhé. Phượng Bảo Nam nhanh như chớp chạy đi mất. Diêm Lâu. Lục Thanh Tuyệt vui mừng không thôi, người của gia tộc còn chưa tới đến vậy mà đã rước tới đại nhân vật. Ngươi không phải người của thánh địa. Đám người trên phố dài chủ động tản ra hai bên, có hai nam nữ tử hất đấu bồng, nón có khăn che màu đen lên đi tới. Cầm đầu là một thiếu niên, cao gầy anh tuấn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lại là một mảnh đen kịt, không hề có tròng trắng. Không phải. Khương Phàm để ý tới linh văn của nam tử. Nam tử vô cùng kiêu ngạo với linh văn của mình, hắn không hề cuốn thêm thắt lưng gấm, hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Chỉ là, đó lại là một cái đầu lâu màu xanh, còn hiện ra hỏa văn quỷ dị. Diêm Lâu, Ly Hỏa Thánh Địa. Trong ngũ đại thiên kiêu hiện tại của Ly Hỏa Thánh Địa, đây không phải là một trong hai vị thiên tài luyện đan sư kia sao? Hắn chính là người mạnh nhất cạnh tranh cùng Mục Sùng Vân. Mục Sùng Vân là mạnh, hắn là tà. Đám người bàn luận xôn xao, nhưng giọng lại rất thấp, nhìn nam tử đi tới đều có chút kính sợ. Hắn làm chuyện gì? Ánh mắt Diêm Lâu giá lạnh, ngữ khí lãnh đạm. Hắn đắc tội với bằng hữu của ta. Ta không dạy dỗ hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi muốn thay Lục gia xử lý chuyện này. Khương Phàm đón lấy ánh mắt lạnh như băng của Diêm Lâu, không có chút khiếp sợ nào. Ngươi biết ta là ai sao? Xung quanh đều đang nói, Diêm Lâu. Xem ra chỗ ở của ngươi,
rất xa, xa tới nỗi người đều không có nghe nói qua tên Diêm Lâu ta. Có chút xa, ta chạy hơn 10 ngày. Chủ nhân Hoang Mãng Nguyên là Ly Hỏa Thánh Địa, Phượng gia là con dân của Hoang Mãng Nguyên, ngươi đã hiểu ý của ta chưa? Ta tôn trọng địa vị thánh địa, cũng biết thân phận Lục gia bọn hắn, cái này hợp lại với nhau. Là không hiểu. Diêm Lâu thản nhiên một câu. Đánh chó, phải xem chủ nhân. Diêm Lâu ngươi. Sắc mặt Lục Thanh Tuyệt lập tức trở nên khó coi. Lời này thật quá mức. Nữ thị vệ Lục gia đều nhíu mày, cổ thành Hoang Mãng Nguyên đều tôn trọng Ly Hỏa Thánh Địa, Ly Hỏa Thánh Địa có thể vì cổ thành Hoang Mãng Nguyên mà kiêu ngạo. Từ xưa đến nay, người của Thánh Địa còn chưa bao giờ coi bọn họ là thành chó. Lời này nếu như truyền khắp Hoang Mãng Nguyên, không biết sẽ gây nên phong ba bao lớn. Ta có thể thả hắn. Móng vuốt Khương Phàm ở bên trong bả vai Lục Thanh Tuyệt nhẹ nhàng gõ lấy xương cốt. Tuy nhiên vị chủ nhân ngươi đây có đến bảo đảm được con chó này không còn cắn người linh tinh nữa hay không? Ta lặp lại lần nữa, đánh chó phải xem chủ nhân. Sắc mặt tái nhợt của Diêm Lâu dần dần hiện ra thanh văn quỷ dị, linh văn đầu lâu cứ như đang sống lại, cũng tập trung vào Khương Phàm. Đó là thánh hỏa. Khương Phàm bỗng nhiên phát giác được Chu Tước Linh Nguyên khí hải có chút dao động. Linh văn đều nhanh đến ép không được, muốn thức tỉnh toàn diện. Cẩn thận! Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Phàm, cũng cảnh giác Diêm Lâu trước mặt. Một lần cuối cùng, buông tay ra, rời khỏi thành Thiên Khải. Hai tay tái nhợt của Diêm Lâu từ trong tay áo phía sau đưa ra ngoài, 10 ngón nhấc lên ngọn lửa màu xanh. Một hơi lạnh âm trầm, tràn ngập phố dài. Cái lạnh này như có thể trực tiếp thẩm thấu vào trong da thịt, đụng vào xương cốt của và linh hồn của người đó. Thánh địa làm việc cũng không tốt đẹp lắm thì phải. Khương Phàm buông Lục Thanh Tuyệt ra, đi tới phía trước, Lục Thanh Tuyệt còn tưởng rằng mình đã thoát thân, đang muốn né ra nhưng lại cảm giác phần bụng mát lạnh, một thanh trường kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên qua hắn. Ngươi! Lục Thanh Tuyệt khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Còn chưa nói để cho ngươi đi. Mặt Dạ An Nhiên không thay đổi nắm lấy lợi kiếm, chậm rãi quấy một phát trong bụng hắn. Lục Thanh Tuyệt đau đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, đứng cứng người lại ở đó không dám động đậy. Hai người này rốt cuộc lai lịch gì lại ác như vậy? Bây giờ tử đệ tông môn càng ngày càng không có kính sợ thánh địa nữa rồi. Báo tên tông môn ra, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đích thân đem ngươi đầu trở về. Đôi mắt đen nhánh của Diêm Lâu nhìn chằm chằm Khương Phàm, một ánh màu sáng xanh quỷ dị dâng lên toàn thân, từ xung quanh hắn hóa thành lít nhít con quạ xanh. Bay múa hỗn loạn, phát ra gáy to chói tai đến chân thực. Hai bên phố dài, vô số người đau đớn than nhẹ cứ như linh hồn đều bị những con quạ xanh này rút đi. Ha ha! Một tiếng cười to vang vọng trên con phố dài. Thái Long giống như lôi chiều từ trên trời giáng xuống mang theo cuồng phong mãnh liệt. Còn chưa có đi vào Thiên Khải bí cảnh vậy mà lại có người dám khiêu khích uy nghiêm thánh địa. Lũ danh con, cả đám đều chán sống rồi sao? Thái Long! Đây là chuyện của ta, đi ra. Diêm Lâu hơi ngưng mi, rất bất mãn cái tên gia hỏa nóng nảy này. Ta trừng trị hắn một trận trước, lại ném cho ngươi từ từ luyện. Thái Long cao đến 3 mét, bá khí buông thả, kim giác trên trán hiện ra kim quang chói mắt, bất luận là thân hình hay là khí thế đều mang đến cho người ta áp lực đến ngạt thở. Ngươi là, Thái Long, ngươi mấy tuổi? Khương Phàm khẽ nhíu mày, gia hỏa này hình như là linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Nhưng nếu là thiên tài thánh địa bồi dưỡng, tuổi hẳn cũng không lớn. Thế nhưng, làm sao lại to lớn như thế? Ta, 13. Mặt đất dưới chân Thái Long sụp đổ, nhấc lên cương khí mãnh liệt phóng tới phía Khương Phàm. Nói làm liền làm. 13 tuổi mà cao thế này, ngươi có tin được không? Khương Phàm quay đầu về nhìn lại thấy Dạ An Nhiên lắc đầu, vừa xoay người lại, một khắc này, ánh mắt hừng hực, toàn thân phồng lên. Năng lượng mênh mông trong thân thể gầy gò dâng lên cuồn cuộn. Khí thế đại biến. Tôn nghiêm thánh địa không thể xâm phạm. Toàn thân Thái Long nở rộ kim quang giống như một chiến tướng mặc kim giáp, vài bước chân đã vượt qua hơn 30 mét lao thẳng đến chỗ Khương Phàm. Gầm lên một tiếng giận dữ, quả đấm to lớn cuốn lên cương khí mãnh liệt, kình phong gào thét. Thân thể Khương Phàm ổn định, hai tay giao nhau, ngạnh kháng nắm đấm to như cái đầu kia. Nhưng... Bành! Một tiếng vang oanh động cả phố dài. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, trong nháy mắt mất đi khống chế, ngửa mặt bay ra ngoài. Đây là lực lượng gì?
Khương Phàm lăn lộn liên tiếp hơn 10 vòng, đập ầm ầm trên mặt đất. Tiểu tử, thế nào, có thể chịu một quyền của ta hay không? Vẫn có thể tiếp được vài quyền. Thái Long đạp đất phóng lên trên không hơn 10 mét, trọng quyền bên tay phải phát sáng, giống như một viên thiên thạch kéo theo ánh sáng chói mắt đánh về phía Khương Phàm. 10 vạn cân, cực hạn 100 ngàn. Hai tay Khương Phàm đau nhói đến run rẩy, với lực lượng của hắn, dùng toàn lực ứng phó có thể đánh ra 70 ngàn cân. Còn tên Thái Long này, một quyền của hắn đã đánh bay mình, rất có khả năng là đã cao hơn hắn rất nhiều. Cũng chính là cực cảnh cực hạn 100 ngàn cân. Khương Phàm, coi chừng. Dạ An Nhiên lo lắng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Phàm như thế này. Khương Phàm mượn nhờ khoảnh khắc rơi xuống đất mà thay đổi tình thế, toàn thân phát lực, ngửa mặt bay ra ngoài. Ầm ầm, Thái Long rơi xuống đất, trọng quyền đánh tan mặt đất, một vết nứt dữ tợn xé rách ra 20-30 mét, khiến cho nhà cửa hàng quán hai bên run rẩy kịch liệt, mọi người thì hoảng sợ la hét. A! À, Thái Long hét lớn, tiếng như lôi đình, hắn giống như một con mãnh thú đang cất bước phóng tới, bước chân nặng nề đến kinh người, mỗi một bước rơi xuống đều đạp động cả con phố, cửa hàng tử lâu liên tục lay động. Vô số người kinh hoàng và sợ hãi, đây chính là thiên tài thánh địa bồi dưỡng, thật là đáng sợ. Sau hơn 10 bước mặt đất liền sụp đổ, toàn thân Thái Long sôi trào kim quang, bay lên trời cao gầm thét đánh về phía Khương Phàm. Sau khi Khương Phàm liên tiếp tránh lui rốt cuộc cũng dừng lại, huyết khí toàn thân lao nhanh, da thịt đỏ hồng bốc lên nhiệt khí nóng hổi. Hắn gắt gao tiếp cận Thái Long đang đánh tới kia, nắm chặt tàn đao đánh ra một kích cuồng dã. Keng! Trọng quyền oanh kích với tàn đao, giống như tuyệt thế thần binh giao kích, âm thanh chói tai nổ tung cả phố dài. Hổ khẩu kẻ giữa ngón cái và ngón trỏ, Khương Phàm ở hai tay bị áp chế, tàn đao rời khỏi tay, máu tươi phun ra. Khương Phàm run rẩy toàn thân, lại lần nữa mất khống chế, ngửa mặt tung bay ra ngoài. Thái Long bị bá đao thức tấn công nhưng cũng không lui lại nửa bước, đứng hình vài giây liền vọt mạnh qua, vồ một cái về phía cổ chân Khương Phàm. Đao pháp rất tốt, đáng tiếc, người ngươi đối mặt chính là ta, Thái Long của Thánh Địa. Kinh nghiệm Khương Phàm rất phong phú, phản ứng lại càng nhanh, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn nhanh chóng hất bàn chân ra tránh khỏi bàn tay tráng kiện kia. Có ý tứ, ha ha, có chút ý tứ. Thái Long không bắt chúng, hắn huy động khí sắc toàn thân, cuồn cuộn đến mấy chục mét giống như kim loại dâng như sóng chiều nuốt hết Khương Phàm, không đợi Khương Phàm rơi xuống đất, đã lần nữa bay ra ngoài. Số lượng lớn cường giả vọt tới nóc nhà và các chỗ cao hưng phấn mà nhìn trận chiến đột nhiên bộc phát kia. Mau đến xem đi, Thái Long của Thánh Địa đang dạy bảo một tên tiểu tử cuồng ngạo. Từng tiếng phấn khởi liên tiếp hô to, kêu gọi đám người trong thành Thiên Khải đến thưởng thức. Xem ngươi chạy chỗ nào. Thái Long táo bạo lại mạnh mẽ, liên tiếp bạo kích ép Khương Phàm lui đến chỗ ngã tư đường. Nhìn Khương Phàm như rất chật vật, nhưng rốt cuộc cũng ổn định được bước chân. Hai con ngươi lấp lóe tinh mang, thánh văn nở rộ, chu tước linh nguyên trong khí hải gáy to, kinh mạch toàn thân lập tức tràn đầy linh lực. Mãnh hổ quyền. Toàn thân Khương Phàm phát ra ngọn lửa màu vàng óng. Cảnh giới tăng lên, linh văn thăng hoa, thời khắc này liệt diễm càng có uy thế, nhiệt độ cũng càng cao hơn. Ngay cả kim viêm mãnh hổ đều đã thành hình trong chớp mắt, từ trong liệt diễm lao ra ngoài. Giống như một con yêu hổ chân thực lại hung hãn, đột nhiên xuất hiện trên phố dài. Ầm ầm, Thái Long phóng tới va chạm với đối diện. Lúc đầu không sợ hãi, càng không coi ra gì, nhưng lúc va chạm với mãnh hổ trong chốc lát đã bị trận bạo kích kia ngăn chặn lại. Ngay sau đó lại bị bạo tạc mãnh liệt, cưỡng ép hắn lui mười mấy mét. Con phố dài náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh. Bọn họ khó có thể tin được mà nhìn một màn này, gia hỏa này có thể đánh lui được Thái Long rồi. A, à, Thái Long không hề tổn hao một sợi tóc, chỉ là ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Hắn không tin uy lực của liệt diễm mãnh hổ. Không tin mình bị đẩy lui. Càng không tin, thánh văn hắn lại có thể cảm nhận được áp lực rõ ràng kia. Ta nhớ ra rồi, người đây cũng là kim giáp thánh văn. Toàn thân Khương Phàm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hai tay kịch liệt nhúc nhích, biến thành móng vuốt tráng kiện. Thú linh văn, thánh phẩm. Thái Long có chút ngưng mi, hắn đụng phải thánh phẩm thú linh văn. Trách không được tên kia lại phách lối như vậy, dám không nhìn đến thánh địa. Tuy nhiên, Thái Long đột nhiên trở nên dữ tợn, đôi mắt trở nên cuồng nhiệt,
da thịt toàn thân nhúc nhích biến thành lớp vảy màu vàng óng, chiếc sừng nhọn trên trán càng thêm hừng hực. Ta còn chưa có cùng thánh phẩm thú linh văn giao thủ qua. Đừng để ta thất vọng. Thái Long càng ngày càng khí thế, lớp vảy màu vàng óng giống như là khôi giáp mũ và áo giáp dày cộm nặng nề, bao trùm khắp toàn thân, hào quang màu vàng rọi khắp nơi trên phố dài giống như ánh mặt trời chiếu xuống, uy thế kinh người đánh thẳng vào tinh thần của mỗi cường giả đang xem chiến. Hắn vừa mới nói cái gì? Thánh phẩm thú linh văn. Tên kia rốt cuộc là ai? Hắn không thuộc về Hoang Mãng Nguyên. Chẳng lẽ là, La Phù Sơn Mạch, Quỷ Khấp Xâm Lâm, hay là trong Thập Vạn Đại Sơn? Đám người oanh động, vốn cho rằng đây là trận ngược đánh không hơn không kém, không ngờ lại xuất hiện biến cố kinh người như thế. Thánh phẩm thú linh văn. Người xác định các ngươi không phải người của thánh địa. Lục Thanh Tuyệt cố nhịn đau khổ, quay đầu lại hỏi Dạ An Nhiên. Ngươi sợ sao? Tất cả những tên cuồng ngạo không coi ai ra gì đều sẽ có một bệnh chung, lấn mềm, sợ cứng. Dạ An Nhiên không thèm nhìn đến Lục Thanh Tuyệt, tay phải nắm lợi kiếm, tay trái ngưng tụ từng đạo phù chú vờn ở xung quanh, để phòng bị tập kích. Phố dài oanh động, ác chiến kịch liệt. Đến đây, lại đến đây, lại đến đây đi, đây chính là bản lãnh của ngươi sao? Làm ta quá thất vọng rồi. Thái Long phát cuồng giống như đang mất hết lý trí. So với trước đó càng mạnh mãnh liệt hơn, song quyền bạo kích, nhanh như mưa gió, thế như lôi đình. Lực lượng cực cảnh 100.000 cân để mỗi một quyền của hắn đều bộc phát đến cực điểm, càng mang theo uy lực và năng lượng kinh khủng phá hủy hết thảy mọi thứ. Loại năng lượng này hoàn toàn có thể chống lại võ pháp cường đại, mà lại hắn không ngừng liên tiêu hao năng lượng. Khương Phàm kịch liệt phản kích, Chu Tước Chảo phối hợp với quyền sáo ngạnh kháng xông lên lại bị nắm đấm vàng chèn ép liên tiếp lui về phía sau. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình lãnh hội truyền nhân cường đại mà thánh địa bồi dưỡng. Cũng lần đầu tiên tự mình cảm nhận được cái gì gọi là bá khí thẳng tiến không lùi chân chính. Đến đây, bước chân tráng kiện của Thái Long liên tiếp đạp tan mặt đất, đẩy Khương Phàm lùi lại hơn 2.000 mét, bạo hống một tiếng, ánh sáng kim giác trên trán bỗng nhiên ảm đạm, trọng quyền bên tay phải lại phát ra cường quang kinh người. Trọng quyền bạo kích, tốc độ lại nhanh hơn chỉ ít gấp đôi, uy lực càng kinh người. Khương Phàm ngang nhiên nghênh kích, kim viêm mãnh liệt va chạm với phía trước, ngưng tụ thành hai tầng tinh thuẫn. Bành! Bành! Trọng quyền bạo kích, đánh đâu thắng đó, liên tiếp đánh vỡ nát hai tinh thuẫn. Liệt diễm bắn nổ cuồn cuộn trên phố dài, vỡ tung mất hai cửa hàng. Trọng quyền tấn công mặc dù mãnh liệt nhưng Đại Thừa Thánh Văn lại cưỡng ép thúc giục tinh thuẫn, uy lực có thể so với thánh pháp. Hai tầng chặn đường, hai tầng bạo tạc. Uy thế trọng quyền đang giảm dần. Keng! Móng vuốt Khương Phàm bén nhọn cưỡng bức gánh vác trọng quyền đang trực diện lao đến, móng vuốt sắc bén giữ chặt nắm đấm, toàn thân phát lực như muốn quăng hắn bay ra ngoài. Nhưng, Thái Long đầy mặt dữ tợn, khủng bố đến khiếp người, không chỉ cố gắt gao kéo lấy, lại không nhúc nhích tí nào, một mảnh hào quang màu vàng còn trải rộng ở dưới chân giống như một pháp trận cực lớn. Bành bành bành! Hơn 10 sợi xiềng xích màu vàng phóng ra bốn phương tám hướng vây quét tới Khương Phàm. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, hắn nhanh chóng buông tay, huyết văn sau lưng nhúc nhích, cốt dực kéo dài ra, liệt diễm vần quanh bay lên trời. A! À, Thái Long bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Khương Phàm cứ thế mà bay lên. Linh nguyên cảnh có thể ngưng tụ hỏa dực. Hắn là thú linh văn gì? Con phố giải náo nhiệt lại lần nữa oanh động, ngay cả Diêm Lâu cũng nhíu mày. Khương Phàm bay thẳng lên 300 mét, liệt diễm cuồn cuộn bùng phát toàn thân, càng ngày càng hừng hực, sau đó lại hội tụ ở sau lưng, hình thành vòng xoáy liệt diễm rộng 5 mét. Thế này mới được chứ, đến đây. Thái Long hét to, rung động cả phố dài, pháp trận dưới chân trải rộng ra hơn 50 mét, từng sợi xiềng xích phóng ra, có tới 20 sợi, mỗi sợi đều tráng kiện cứng cỏi, đầu nhọn mỗi sợi đều sắc bén như đao, mỗi một sợi đều kết nối với ý thức của hắn. Đây là thánh pháp thuộc riêng về kim giáp thánh văn bọn hắn. Khương Phàm dừng lại ngắn ngủi ở trên không bỗng nhiên lao xuống, liệt diễm đang sôi trào không ngừng hội tụ về vòng xoáy. Chiến! Ánh mắt Thái Long trở nên nóng bỏng, hắn gầm lên giận dữ, đại địa băng liệt, kim giáp căng cứng toàn thân hắn, pháp trận dưới chân cuồn cuộn ánh sáng giống như chiến thần từ một không gian khác lạ nào đó lao ra, uy thế cường đại rung động lòng người. Vô số thiếu niên anh kiệt vây xem đều cảm nhận được áp lực từ trên người hắn, ngay cả hít thở cũng không thông.
Tốc độ Khương Phàm càng lúc càng nhanh, linh văn chiếu thấu ba tầng thắt lưng gấm, ánh sáng chiếu rọi gương mặt nhưng đều nhìn không ra hình dáng. Chu Tước Linh Nguyên trong khí hải dương cánh gáy to, lệ khí vô biên, khí hải, linh khí cuồn cuộn trùng kích kinh mạch khắp toàn thân. Đại thừa thánh văn thức tỉnh toàn diện. Uy lực kim viêm thánh hỏa tăng vọt. Khương Phàm đột nhiên giống to, từ trên trời giáng xuống bổ nhào vào Thái Long. Thái Long vung mạnh quyền đánh thẳng đến người Khương Phàm. 20 sợi xiềng xích trong nháy mắt bạo kích khắp bốn phương tám hướng, cứ như mũi tên thoát cung mà vây bắt Khương Phàm. Thương Nhật băng quyền. Khương Phàm chấn động tay trái, trong vòng xoáy xông ra tám trọng quyền liệt diễm oanh kích pháp trận trên mặt đất. Liệt diễm, tam trọng kích. Khương Phàm đáp trả trọng quyền của Thái Long, móng vuốt va chạm vào trọng quyền, trong chốc lát, tam trọng liệt diễm bạo khởi mãnh liệt toàn thân đánh vào trên thân Thái Long. Ầm ầm. Ngọn lửa màu vàng óng cùng hào quang màu vàng trong phút chốc đã dâng lên ngập trời. Pháp trận sụp đổ, toàn bộ xiềng xích ngay lúc này đều tán loạn. Thái Long nâng trọng quyền đánh bay Khương Phàm, nhưng nắm đấm của Khương Phàm cũng không kém, huống chi lại là tam trọng liệt diễm bạo kích. Tại thời điểm Khương Phàm bị đánh bay, Thái Long cũng mất khống chế, chật vật tháo chạy hơn 10 bước, cuối cùng không thể đứng nữa mà ngửa mặt ngã quỵ. Lại đến đây. Khương Phàm hét lớn mang theo liệt diễm nhanh chóng lao tới. Hỏa dực phung mạnh, tốc độ tăng vọt, linh nguyên gáy to, liệt diễm sôi trào. Đại thừa thánh văn thúc dục liệt diễm phun trào ra nhiệt độ kinh người như nham thạch có thể hòa tan hết thảy mọi thứ. Thái Long bị khơi dậy cuồng tính, vừa ngã xuống đất hắn đã nhanh chóng nâng người lên, không hề có một khắc dừng lại, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Phàm. Liệp lang quyền. Ba con hỏa lang xông ra khỏi liệt diễm, chúng nó vòng ra xung quanh bao vây tiêu diệt Thái Long. Thái Long hoàn toàn không sợ cái gọi là công pháp, hắn kích hoạt kim giáp, lại nâng trọng quyền oanh kích Khương Phàm. Nhưng, Đại Thừa Thánh Văn đã toàn diện thức tỉnh, uy lực Thánh Pháp đã hoàn toàn mạnh hơn trước đó, càng vượt qua xa hơn Thái Long mong muốn. Hỏa lang lao tới ầm vang nổ tung, hai bên trái phải va chạm mãnh liệt, lại bạo tạc điên cuồng, lập tức áp đảo lực tấn công của Thái Long. Khương Phàm nhanh chóng giết tới, móng vuốt hung hăng lao tới phía yết hầu Thái Long. Mặc dù Thái Long bị đánh đến hỗn loạn, nhưng cũng không có mất khống chế, ngược lại là càng cuồng dã lao về phía trước, một phát bắt được móng vuốt Khương Phàm. Lực lượng 100.000 cực cảnh bộc phát, cơ hồ như muốn bóp nát móng vuốt của Khương Phàm. Nhưng móng vuốt Khương Phàm không chỉ là hóa thú mà càng có quyền sáo hỗ trợ chống đỡ trong chốc lát, hai cánh bạo kích phóng lên tận trời. Cả Thái Long cũng đều bị mang theo mười mấy mét. Thái Long lập tức muốn buông tay. Trên trời không phải chiến trường chính của hắn. Tuy nhiên, khi Thái Long buông tay, một khắc này, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ trở nên hung ác, tia sáng toàn thân hắn bỗng nhiên ảm đạm, một cỗ lay động kinh người lấp lóe trên độc giác. Phốc phốc, kim giác phát sáng, khí tức hủy diệt bao quanh trong nháy mắt bộc phát xuyên thủng lồng ngực Khương Phàm. Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thê lương thảm thiết, lập tức buông tay. Nhưng, hắn mạnh, Khương Phàm không kém. Hắn kinh nghiệm phong phú, Khương Phàm cũng đã quanh năm liếm máu trên lưỡi đao. Tại thời điểm bị xuyên thủng lồng ngực, Khương Phàm chú ý tới lân giáp toàn thân Thái Long trở nên ảm đạm, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, cố nén đau nhức kịch liệt lập tức xoay người bay lên đánh xuống một quyền mãnh liệt đáp trả Thái Long. Liệt diễm mãnh liệt, cự tượng quyền thành hình. Như là một cự tượng thực thụ dài 5 mét đang từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực bài sơn đảo hải, rời núi lấp biển đánh vào người Thái Long. Một kích vừa rồi kia của Thái Long, uy lực tuyệt luân hơn những thứ bình thường, vô cùng thích hợp để miểu sát giết chết địch thủ trong nháy mắt chỉ với một chiêu. Nhưng, một kích kia tạm thời đã triệt tiêu hết kim giáp bảo vệ toàn thân. Thái Long quá sợ hãi, tiểu tử này phản ứng nhanh như vậy sao? Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn cưỡng ép kích phát linh văn, khôi phục kim giáp, nhưng vẫn chậm đi mấy phần. Ầm ầm, cự tượng va chạm, uy thế to lớn va chạm toàn thân, ngay sau đó liệt diễm bạo tạc oanh kích đối thủ. Thái Long kêu thảm rơi xuống, da thịt toàn thân bong chóc, máu tươi vẩy ra. Một màn chém giết đặc sắc triệt để oanh động phố dài. Vô số mọi người chạy đến đều bị khung cảnh này làm cho rung động cho thật sâu. Lục Thanh Tuyệt cũng khó mà tin được, tiểu tử này vậy mà có thể ngạnh kháng cùng thiên tài thánh địa. Vẻ mặt Diêm Lâu cũng trở nên nghiêm trọng, hắn cảm thấy ngoài ý muốn càng có chút khó có thể tin.
gia hỏa này lại có thể chiến đấu với tên cuồng nhân Thái Long kia sao? Thánh phẩm thú linh văn mặc dù rất mạnh, nhưng Thái Long là đặc biệt được thánh địa bồi dưỡng. Khương Phàm từ không trung xuống tới, nhặt tàn đao đang cắm nghiêng trên mặt đất lên, chỉ về Thái Long ở phía xa. Tàn đao cùng quyền sáo cộng minh phát ra uy thế nặng nề, cũng kích thích huyết khí toàn thân. Thái Long hồng hộc thở hổn hển, vết thương toàn thân đều khiến người khác giật mình. Nhưng, những vết thương này vậy mà đang dần khép lại, ngay cả mắt trần cũng có thể thấy được, chỗ khép lại một lần nữa bao trùm lên lớp vảy màu vàng óng, nở rộ lên kim quang tôn quý. Năng lực phòng ngự siêu cường, uy lực bộc phát siêu cường, còn có tốc độ khôi phục siêu cường. Đây đều là năng lực của kim giáp thánh văn. Hai người im ắng rằng co một trận. Thái Long đột nhiên tản kim quang toàn thân ra, hừ một tiếng. Không tệ, ngươi xác thực có thực lực khiêu chiến thánh địa. Kim giáp thánh văn, lĩnh giáo. Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên Khương Phàm cảm nhận được áp bách mạnh mẽ, càng cảm nhận được khí thế, bí thuật, cùng trên thực lực cường đại mà thánh địa đã bồi dưỡng thiên tài. Dù sao hắn cũng chỉ mới thức tỉnh linh văn hơn một năm nay, về phần khai phát võ pháp và vận dụng linh văn đúng là có khoảng cách. Thực lực ngươi như vậy, chết tại thành thiên khải quả thật đáng tiếc. Ngươi có tư cách tiến vào thiên khải bí cảnh, ta sẽ ở long hổ đài trong thiên khải bí cảnh khiêu chiến ngươi. Chết ở nơi đó mới là kết cục thánh phẩm thú linh văn của ngươi. Thái Long không muốn tiếp tục đánh, nhưng không phải đã đánh đủ, mà là càng mong đợi. Chiến đấu đặc sắc như thế này hẳn là nên thể hiện ở long hổ đài tại thiên khải bí cảnh. Ngươi có ngọc phù không? Lời Thái Long vừa nói ra để Lục Thanh Tuyệt ở xa xa lập tức biến sắc, đây là muốn bảo đảm cho tên hỗn đản kia thuận lợi đến thiên khải bí cảnh. Ta có. Khương Phàm tản ra liệt diễm, cũng thu lại tàn đao, đi về phía Lục Thanh Tuyệt. Ta muốn biết tên của ngươi. Thái Long hô to, trước đó thì khinh thường nhưng bây giờ lại xem như đối thủ. Điều này cũng làm cho vô số người khác cũng có phản ứng, thiên tài thánh địa vậy mà lại công nhận tiểu tử xa lạ này. Ta họ Đường, tên, Diễm. Khương Phàm thuận miệng nói ra một cái tên. Phốc phốc. Dạ An Nhiên rút trường kiếm ra, lại đẩy Lục Thanh Tuyệt ra. Lục Thanh Tuyệt vô cùng tức giận nhưng cũng không dám ra tay ở trước mặt Thái Long. Người của Lục gia đã chạy tới nơi này nhưng cũng không xuất hiện. Bọn hắn cũng không nguyện ý trực tiếp đối đầu cùng linh kiếp thánh địa. Nhất là cái tên gia hỏa nóng nảy dã man kia. Vì sao lại gọi là Đường Diễm? Dạ An Nhiên đi theo Khương Phàm cùng rời khỏi. Tùy tiện nói thôi, tiến vào bí cảnh, ta tên Đường Diễm, cô là Đường. Đường Linh, ta là tỷ tỷ ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Phàm cười nói. Được. Hắn chính là Khương Phàm cự tuyệt vô hồi thánh địa chúng ta. Xa xa trên nóc nhà, một nữ hài thanh lệ thuần mỹ đang yên lặng nhìn Khương Phàm rời khỏi. Hỏa Dực, thánh phẩm thú văn, hẳn là hắn. Hắn cự tuyệt thánh địa mời chào, lại còn đến bí cảnh thánh địa. Là ai nói cho hắn biết nơi này? Vô hồi thánh địa chúng ta rõ ràng đã nhắc nhở qua các tông chủ tông môn La Phù không được giải tin tức bí cảnh. Hẳn là trưởng lão Khương Tuyền. Xem ra hắn cũng có chút thực lực, còn có thể ngạnh kháng với Thái Long. Tuy nhiên, hắn xui xẻo rồi, Thái Long rất khó mà tiếp cận một đối thủ, nếu như Khương Phàm leo lên Long Hổ Đài, hẳn chắc chắn sẽ phải chết. Các đệ tử vô hồi thánh địa khác cũng đều nhìn qua Khương Phàm, khe khẽ bàn luận. Gia hỏa cuồng ngạo, tự cho rằng là thánh phẩm thú linh văn đầu tiên thì có thể khiêu khích thánh địa. Rất có thể hắn sẽ phải chết tại thiên khải bí cảnh. Nữ tử thuần mỹ khẽ nói. Trong lòng đã có phán quyết tử hình đối với Khương Phàm. Bằng hữu, không ngờ huynh đệ lại có thể khiến cho Thái Long phấn khởi. Phượng Bảo Nam phong độ nhẹ nhàng, từ góc đường phía trước quay lại ngăn cản bọn hắn. Ta đã thả Lục Thanh Tuyệt, ở phía sau đấy. Khương Phàm cẩn thận nhìn yết hầu Phượng Bảo Nam một chút, xác thực là có hầu kết, thế nhưng... dáng dấp này cũng quá đẹp đi. Không chỉ tóc dài phất phới, da thịt lại như tuyết ngọc. Bộ dáng lại càng đẹp đến mức để cho người ta hoảng hốt. Hai mắt thật to, cái mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, đôi môi đỏ thắm, gương mặt còn rất dịu dàng. Quá đẹp. Dù sao Thái Long cũng đã cam đoan ngươi nhất định phải tiến vào thiên khải bí cảnh, ngươi nên một đao chặt chết tên xúc vật kia. Phượng Bảo Nam tiếc nuối lắc đầu. Lục Thanh Tuyệt mang thù khẳng định sẽ đuổi vào thiên khải bí cảnh, ngươi đây là đã chọc vào đại phiền toái cho mình rồi.
các ngươi có thủ sao? Khương Phàm không hề hiểu gì đối với Hoang Mãng Nguyên này, tuy nhiên xem ra tên Phượng gia này quả thật có chút mâu thuẫn với Lục gia. Hắc hắc, mỗi tòa cổ thành tại Hoang Mãng Nguyên đều hận không thể giết chết đối phương. Ta à, chỉ là nhìn tên kia không vừa mắt. Vì sao lại không tự mình động thủ? Sợ máu. Hạnh ngộ, cáo từ. Khương Phàm lắc đầu muốn rời khỏi. Kết giao bằng hữu được không? Phượng Bảo Nam lại ngăn cản Khương Phàm. Mặc dù Thái Long chờ mong ngươi có thể đi đến Thiên Khải bí cảnh, nhưng đừng quên, ngươi dường như đã chọc tới Diêm Lâu. Diêm Lâu cũng sẽ không bận tâm Thái Long. Ngươi ở bên ngoài rất không an toàn, đến Phượng gia chúng ta ở một đêm. Ta bảo đảm đêm nay ngươi sẽ an toàn, ngươi đến Thiên Khải bí cảnh, giết chết Lục Thanh Tuyệt cho ta. Phượng Bảo Nam cười khẽ nhìn Khương Phàm, động tác này, vẻ mặt này, vậy mà lại không có làm ra vẻ chút nào. Ngược lại còn có nét đẹp phong tình vạn chủng cực kỳ gợi cảm. Ngay cả Dạ An Nhiên cũng đều âm thầm lắc đầu, tự thấy bản thân mình cũng không sánh bằng. Khương Phàm im lặng, gia hỏa này thật cố chấp. Xin mời. Phượng Bảo Nam đưa tay mời. Sau khi Khương Phàm hỏi ý kiến Dạ An Nhiên thì gật đầu nói. Vậy xin làm phiền. Phượng Bảo Nam nhiệt tình dẫn Khương Phàm rời khỏi, tuy nhiên hắn lại không trực tiếp đưa về dinh thự Phượng gia mà cố ý đi vòng mấy con đường. Đến phía trước dinh thự Lục gia chạy một vòng, ngay trước mặt Lục Thanh Tuyệt vừa mới trở về, mang Khương Phàm nghênh ngang rời khỏi. Khuôn mặt Lục Thanh Tuyệt tức giận đến tái nhợt. Tên hỗn đản bất nam bất nữ, ngươi tốt nhất đừng vào Thiên Khải bí cảnh, nếu vào đó ta sẽ lấy mạng của ngươi. Dinh thự Phượng gia. Phượng Bảo Nam nhiệt tình tiếp đãi Khương Phàm và Dạ An Nhiên. Tới đây, đừng ngại gì cả, cứ coi như là người nhà. Phượng Bảo Nam ta rất thích kết giao bằng hữu, Phượng gia chúng ta là có danh dự nhất tại Hoang Mãng Nguyên này. Uống rượu không? Không uống sao? Vậy thì uống cái này, đây là linh quả đặc biệt điều phối ra, có thể nâng cao tinh thần. Phượng Bảo Nam nhiệt tình cười nói, tự mình rót đầy chén ngọc cho bọn hắn. Khương Phàm dở khóc dở cười, gia hỏa này lại thay đổi y phục màu trắng rộng rãi, xõa mái tóc đen nhu thuận ra, thế này cũng không có gì, chỉ là cổ áo mở rộng. Lộ ra da thịt trắng trẻo. Hắn lại có cảm giác không dám nhìn thẳng, sợ sẽ xem xét sâu vào trong, sẽ thấy một khối tròn vo. Đường huynh, các ngươi từ đâu đến đây? Phượng Bảo Nam hình như cũng không có chú ý tới Khương Phàm đang không được tự nhiên, dù sao hắn vẫn rất thảnh thơi. Đây là lần đầu tiên chúng ta tới Hoang Mãng Nguyên. Khương Phàm ứng phó qua loa. Người bình thường nghe được, tự nhiên đã hiểu là không muốn nói. Phượng Bảo Nam lại uyển chuyển cười một tiếng. Đó là đương nhiên, Hoang Mãng Nguyên không ai không biết Phượng Bảo Nam ta. Cho nên, các ngươi là từ đâu tới? Nơi chúng ta sống cách nơi này quá xa. Có thể xa đến 10 vạn dặm không? Các ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Không đáng để nhắc tới. Có thể mà, ít nhất cũng phải có cái tên chứ. Phượng Bảo Nam tiếp tục hỏi tới, hắn thật sự rất tò mò. Dạ An Nhiên cũng nhìn không được mà cười, gia hỏa này xác thực rất cố chấp. Thập Lý Pha. Khương Phàm tùy tiện biện ra một cái tên. Phượng Bảo Nam lại không chịu bỏ qua, lại hỏi tới nữa. Phạm vi lớn hơn đi. Vân Lạc Sơn. Lại lớn hơn chút. Vạn Linh Sơn Mạch. Vạn Linh, sao ta chưa nghe nói qua nơi này vậy? Nó là ở La Phù Sơn Mạch, hay là Quỷ Khấp Xâm Lâm, hay là... Thập Vạn Đại Sơn. Đều không phải. Vậy các ngươi? Phượng Bảo Nam nhìn bọn hắn thật sâu một chút. Có phải các ngươi không muốn nói hay không? Khương Phàm và Dạ An Nhiên dở khóc dở cười. Xin hãy tha lỗi. Ngươi nói thẳng là được mà, không đủ sảng khoái. Phượng Bảo Nam cũng không giận, chỉ có chút oán trách. Linh Văn Lục gia có thể hấp thu linh lực sao? Dạ An Nhiên rời chủ đề, cũng hỏi nghi hoặc trong lòng. Linh văn của bọn hắn là thị nguyên linh văn, bọn hắn không cần tu luyện công quyết đã có thể thông qua linh văn của thiên địa mà hấp thu linh lực. Bọn hắn có thể tiếp nhận tất cả linh lực biến thành võ pháp, cũng chuyển hóa làm linh lực của mình. Trời sinh bọn hắn còn có nhiều khí hải, tam phẩm thị nguyên linh văn đã có thể có được 2 khí hải. Tứ phẩm ngũ phẩm có thể có được 3 cái, lục phẩm. Phụ mẫu nó, 4 cái khí hải đó. Đây quả thực là gian lận. Phượng Bảo Nam nói, một hồi sau đã trực tiếp nói những lời thô tục. Ai, phụ mẫu nó, đối mặt với đám súc vật Lục gia kia đều sẽ rất đau đầu. Khương Phàm và Dạ An Nhiên cũng hơi có phản ứng,
bốn cái khí hải. Chẳng phải là có thể ngạnh kháng bốn vị đồng cấp sao? Cho nên người của Lục gia từ trong dễ chính là vô lại. Phượng Bảo Nam nói đến lắc đầu, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Cái linh văn này xác thực quá mạnh, còn bị Lục gia khai phát đến cực hạn. Cũng chính là bởi vì như thế nên Lục gia đã một mực khống chế thành Bát Hoang là đại thành đệ nhất tại Hoang Mãng Nguyên, không ai dám đi khiêu khích. Khương Phàm hỏi, nếu như là thánh phẩm linh văn, sẽ có bao nhiêu khí hải? 5 cái, bây giờ thành chủ thành Bát Hoang chính là có 5 cái. Nhưng loại linh văn này quá nghịch thiên, rất ít xuất hiện thánh văn, khoảng 100 năm mới có một người. Đường cô nương, Phượng Bảo Nam bỗng nhiên nhìn về phía Dạ An Nhiên, lộ ra nụ cười dịu dàng. Cô biết sao hắn cảm thấy hứng thú đối với cô không? Không biết, Dạ An Nhiên có chút chịu không được ánh mắt và nụ cười này. Bọn hắn được gọi thị nguyên linh văn là bởi vì bọn hắn có thể hấp thu linh nguyên. Làm sao hấp thu? Đương nhiên là, nam nữ kết hợp. Nụ cười dịu dàng trên mặt Phượng Bảo Nam dần dần biến mất. Lần lượt kết hợp, lần lượt tiêu hao linh nguyên của cô, cho đến linh nguyên của cô triệt để không còn nữa. Cô phế đi, hắn mạnh lên. Ác độc như vậy. Dạ An Nhiên hoảng sợ, nếu như hôm nay thật rơi vào trong tay tên hỗn đản kia, hậu quả khó mà lường được. Khương Phàm chau mày. Bọn hắn hấp thu linh nguyên, cụ thể là có tác dụng gì? Cường thịnh linh nguyên của bọn hắn đấy. Một linh nguyên khống chế nhiều khí hải, rất cật lực. Linh nguyên càng mạnh thì lực khống chế khí hải càng mạnh. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ quan trọng. Đối với lục phẩm thị nguyên linh văn mà nói là, linh nguyên đủ cường đại, còn có thể mở rộng khí hải ra nữa. Cho nên, thời điểm các ngươi bắt lấy Lục Thanh Tuyệt thì toàn thành đều đang hoan hô. Những nữ hài tử kia là vui mừng nhất. Trên mặt Phượng Bảo Nam lại rào rạt ra một nụ cười, cái tên tai họa này nên sớm bị xử tử. Lại còn muốn động chạm đến tỷ tỷ của hắn. Nằm mơ. Khương Phàm lại hỏi. Linh nguyên gì bọn hắn cũng đều có thể hấp thu sao? Đó cũng không phải, bọn hắn rất kén chọn, chủ yếu thích loại linh chú. Thành Bát Hoang quanh năm ở Hoang Mãng Nguyên săn bắt nữ tử linh chú, sau khi hút khô linh nguyên sẽ không trực tiếp xử tử, mà giữ lại phục vụ nhu cầu cá nhân. Sinh ra nữ hài lại nuôi lên, tiếp tục hấp thu, còn nam hài thì giết ngay. Lục gia tại thành Bát Hoang rất mạnh, nhưng thanh danh cực kém. Cho nên lúc tiến vào thiên khải bí cảnh không nên khách khí với người Lục gia. Phượng Bảo Nam lại rót đầy chén ngọc cho bọn người Khương Phàm, mỉm cười nói. Không đề cập tới đám hỗn đản này nữa, ta kỳ thật còn có một yêu cầu quá đáng. Nói đi. Khương Phàm nghe được thì lắc đầu, thế giới này mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua, dưới ánh sáng vẫn luôn tồn tại bóng đêm. Thiên khải bí cảnh sẽ thường xuyên rơi xuống vài thứ, có một số ít là bảo bối, có một số ít là tảng đá. Ta muốn xin mời Đường huynh hỗ trợ thu thập những tảng đá nhuốm máu, nhất là thú huyết. Những thứ này đối với các ngươi không có tác dụng gì, nhưng đối với Phượng gia chúng ta mà nói rất là hữu dụng. Đừng hiểu lầm, đây không phải chuyện gì mới mẻ. Phượng gia chúng ta quanh năm đều ở thành Thiên Khải thu thập những tảng đá này. Rất nhiều người đi đến đều sẽ tùy tiện nhặt lấy mang ra giao dịch với chúng ta sẽ căn cứ phẩm chất mà trả thù lao. Nếu huynh là thú linh văn, đối với tảng đá thú huyết này hẳn là càng mẫn cảm. Phượng Bảo Nam rất tùy ý mà nói, chỉ là lúc nói ra những lời này, vị công tử ca này không hề nhìn vào mắt Khương Phàm. Hấp thu linh nguyên, không trực tiếp xử tử mà giữ lại để sinh con. Nữ hài thì nuôi lớn, nam hài thì trực tiếp giết chết. Dạ An Nhiên đứng ở trong phòng mà Phượng Bảo Nam sắp xếp cho bọn hắn, ánh mắt giá lạnh. Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác chán ghét và mâu thuẫn đối với một sự kiện hay một hiện tượng lớn đến như thế. Từ từ mạnh lên đi, chỉ có mạnh lên mới có thể xử lý những thứ bại hoại của thế giới này. Khương Phàm yên lặng vận chuyển đại diệu thiên kinh, kích thích tốc độ chảy của kinh mạch. Sớm tại thời điểm hóa thú hắn đã phát giác ra được một tình huống kỳ diệu. Lúc đối chiến với Thái Long hôm nay lại phát hiện. Khi linh lực và tốc độ chảy của mạch máu đồng bộ trong kinh mạch, bất luận là bộc phát huyết khí hay là phóng thích linh lực, tất cả đều có trình độ tăng cường nhất định. Mà, kinh mạch và mạch máu lại càng quấn chặt. Ngươi không trở về phòng ngươi ngủ sao? Dạ An Nhiên bình phục tâm tình, nàng nhìn lại thì thấy Khương Phàm đang ngồi trên giường, còn bắt đầu tu luyện. Ta không yên lòng Phượng Bảo Nam, gia hỏa này quá nhiệt tình. Khương Phàm thuận miệng nói.
Vậy nên ngươi đây? Dạ An Nhiên nhìn bên trong giường một chút, cũng chỉ có thể chứa được một người. Ta không ngủ, cô ngủ là được rồi. Khương Phàm cũng không phải thật hoài nghi Phượng Bảo Nam, mà là sau khi rời nhà đi ra ngoài, bất cứ chuyện gì hắn cũng đều muốn giữ vững cảnh giác. Dù sao hắn có thể vận chuyển đại diệu thiên kinh giữ vững tinh lực, có thể không ngủ cũng được. Vậy ta, ngủ. Dạ An Nhiên mặc dù cảm giác có chút khó chịu, nhưng đúng thật là đã mệt mỏi. Từ La Phù đến bây giờ, hơn nửa tháng qua bản thân vẫn luôn khẩn trương cao độ, còn chưa có qua cảm giác nghỉ ngơi thật sự. Trong màn đêm, huynh muội Hoa Gia lặn lội đường xa rốt cuộc cũng theo tới thành Thiên Khải. Từ lúc bọn hắn rời khỏi La Phù cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, có phải là đã nhầm người hay không, đã bị tên hỗn đản Khương Phàm kia đùa giỡn rồi hay không. Sau khi trực tiếp lạc đường, cũng không biết mình đã đi theo tới nơi đó. Thành Thiên Khải, Khương Phàm tới đây làm gì? Hoa Vị Ưu nhìn ba chữ to phong cách cổ xưa trên đầu tường cứng cáp, lại càng cảm thấy kỳ lạ. Tiểu tử này trèo đèo lội suối, giống như chạy thẳng tới nơi này. Chẳng lẽ đến tìm viện binh cho Khương gia? Hoa Vị Ương đi đến phía trước ngăn cản một người đang muốn vào thành. Đây là nơi nào? Người kia quái lạ nhìn huynh muội bọn họ. Xem ta là trò cười sao? Cút sang một bên. Sắc mặt Hoa Vị Ưu có chút trầm xuống, đôi mắt nổi lên ánh sáng yêu dị, tập trung vào ánh mắt của hắn. Nơi này là nơi nào? Nơi này là Thành Thiên Khải. Người kia dần dần hoảng hốt, giống như bị thôi miên. Trong Thành Thiên Khải có cái gì? Lối vào Thiên Khải bí cảnh. Thiên Khải bí cảnh là nơi nào? Huynh muội Hoa Vị Ưu thôi miên nam tử, cẩn thận tìm hiểu tình huống. Sau một lát, nam tử ngửa mặt ngã xuống đất, sắc mặt huynh muội bọn hắn lại nghiêm túc. Trên đời này lại còn có nơi như thế này. Tại sao Xích Tiêu Tông bọn hắn lại không có ai biết? Hay là tông chủ biết nhưng cố ý phong tỏa tin tức? Nhất định là Vô Hồi Thánh Địa nói cho Khương Phàm, bọn hắn không thể lấy Khương Phàm đi, nhưng hẳn là không có từ bỏ hắn, cho nên đã vụng trộm đưa hắn đến nơi này rèn luyện. Huynh muội Hoa Vị Ưu trao đổi ánh mắt. Ngọc Phù. Ngày mai Thiên Khải bí cảnh sẽ phải mở ra, phải nắm chặt thời gian lấy được Ngọc Phù. Điều kiện Thiên Khải bí cảnh hạn chế là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên, ta không thể đi đến đó cùng muội. Tự muội đi được không? Hoa Vị Ưu không quá yên tâm khi để muội muội ở một mình, dù sao Khương Phàm cũng quá nguy hiểm. Muội sẽ không chủ động chạm mặt với hắn, muội có thể lợi dụng hoàn cảnh nơi đây, lợi dụng người ở đó đẩy hắn vào chỗ chết. Hoa Vị Ương cũng cảm giác ở trong đó rất nguy hiểm, nhưng nếu đã theo tới nơi này thì cũng không thể cứ từ bỏ như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ An Nhiên vừa mở mắt vẫn còn đang mơ mơ màng màng lại đột nhiên phát hiện một người đang nằm sấp trước mặt mình. Ngươi làm gì? Dạ An Nhiên xấu hổ giận dữ, hỗn đản này đã sắp hôn trên mặt mình rồi. Tỉnh rồi sao? Khương Phàm gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Vừa rồi chuẩn bị đánh thức Dạ An Nhiên, nhìn nàng ngủ say sưa, không nhịn được mà lại nhìn kỹ Thiên Thư Thánh Văn nàng một chút, kết quả vừa đụng lên, người ta đã tỉnh. Phượng Bảo Nam đến gọi. Chúng ta cần phải đi. Khương Phàm nhanh chóng đứng dậy. Một tế đàn rộng rãi bao la hùng vĩ đứng vững ở giữa thành Thiên Khải, cao tới 3.000 mét, tầng tầng bậc thang tỏa ra tia sáng hoa mỹ. Thần bí, cổ lão, lại đầy rung động. Lúc bọn người Khương Phàm đến nơi này, xung quanh tế đàn đã tụ tập hơn 100 người, còn có mấy ngàn người đang vây xem ở xung quanh. Đội ngũ của Ly Hỏa Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa và Vô Hồi Thánh Địa đều có trưởng giả cùng đi, đứng ở trên đầu. Mỗi thánh địa đều có khoảng 10 người. Số lượng người cũng không coi là nhiều, bởi vì để có tư cách tiến vào Thiên Khải bí cảnh thì ở trong thánh địa cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Nơi này dù sao cũng là bảo địa mà thánh địa thiên hạ cùng hưởng, đệ tử đi đến đây đều đại diện cho thánh địa. Cho nên, không phải ai cũng đều có thể đến. Những người nắm ngọc phù khác đều chủ động đứng ở trăm thước bên ngoài, duy trì tôn trọng đối với thánh địa. Thân phận bọn hắn đủ có đủ cả, có một số ít là tông môn gia tộc, có chút thì là thu mua được với giá cao. Hắn tới rồi. Lục Thanh Tuyệt đứng ở trong đám người, một mực đang chờ Khương Phàm. Trong gia tộc một lần nữa an bài thêm 3 vị tinh anh, đều là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Bọn hắn đến bồi tiếp Lục Thanh Tuyệt săn giết, Đường Diễm, bắt sống Dạ An Nhiên. Ui, thay người rồi sao? Cũng không biết xấu hổ.
Phượng Bảo Nam lưu ý đến ba tên thị vệ bên cạnh Lục Thanh Tuyệt. Phượng Bảo Nam, người cũng muốn đi. Đáy mắt Lục Thanh Tuyệt hiện lên ý lạnh, gia hỏa này cũng dám cố ý đối nghịch với hắn. Ta không đi, ngươi cũng biết, ta sợ máu. Chẳng may lúc đầu ngươi đến rơi xuống, máu lại phun trên người của ta sẽ gặp ác mộng. Phượng Bảo Nam lắc đầu, nhìn Lục Thanh Tuyệt nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười sán lạn. Khương Phàm không để ý đến người của Lục gia, ánh mắt đang dừng lại chỗ Thái Long, Diêm Lâu một lát, lại nhìn về hai thánh địa ở hướng khác. Một là Vô Hồi Thánh Địa, một là Hồn Thiên Thánh Địa. Dẫn đội bên Vô Hồi là một thiếu nữ thuần mỹ, còn dẫn đội của Hồn Thiên là một thiếu niên trầm mặc. Bao gồm cả Thái Long, tất cả bọn họ đều rất cao ngạo nhìn lên đài cao, không để ý đến bất cứ người nào ở phía sau. Dẫn đội Linh Kiếp Thánh Địa là Thái Long, Vô Hồi Thánh Địa là Thương Hàn Nguyệt, Ly Hỏa Thánh Địa là Diêm Lâu, Hồn Thiên Thánh Địa là Thác Bạt Hoàng. Phượng Bảo Nam nhỏ giọng giới thiệu cho Khương Phàm biết, cũng nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên trêu chọc bọn thiên tài này lung tung. Xin mời bốn đại thánh địa đi lên tế đàn thiên khải. Một vị lão nhân tóc trắng xóa, đứng trên đỉnh tế đàn 3.000 mét, thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn trường. Bọn người Thái Long từ các hướng khác nhau leo lên tế đàn. Tế đàn này có 5 phương vị, trước đó phân chia cho 5 đại thánh địa, sau này đại hoang gặp kịch biến, thánh địa nơi đó biến mất trong vòng một đêm nên trống ra một chỗ. Ầm ầm, tế đàn rung động mãnh liệt, một cột ánh sáng bắn thẳng lên giữa trời. Trời cao nhanh chóng cuồn cuộn dâng lên sương mù vô tận, mông lung mà phiêu miểu, như ẩn như hiện, ngay sau đó lại phát ra một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, bắn ra ngàn vạn tia sáng chiếu rọi khắp thành thiên khải. Thành thiên khải náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực đến ngạt thở, cứ như một vị thần linh đang dần tỉnh lại sau cơn ngủ mê. Từ trong hỗn độn mở mắt, bắn ra từng tia sáng chói mắt. Sớm đã thành thói quen, đám người bọn họ cũng đều nhìn không được mà nhìn về phía không trung. Những người lần đầu tiên tới ở nơi này thì rung động nhìn qua phía mây mù đầy trời, nơi đó hỗn độn cuồn cuộn, thiểm điện xen lẫn, tiếng lôi đình điếc tai. Quy củ cũ, vượt qua ngũ trọng thiên không được đi vào bí cảnh. Bất luận kẻ nào ở bí cảnh không đột phá được lục trọng thiên thì vĩnh viễn sẽ ở trong bí cảnh. Có thể mang theo yêu thú, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua ngũ trọng thiên. Một khi phát hiện, sẽ xử tử ngay tại bí cảnh. Bí cảnh, mở ra. Lão giả hét lớn một tiếng uy nghiêm, tế đàn bộc phát ra cột sáng như một cơn lốc, đệ tử thánh địa dẫn đầu tiến vào thiên khải bí cảnh. Cho đến lúc này, những người cầm ngọc phù trong tay ở phía dưới mới được người trấn thủ kiểm tra, sau đó liên tiếp leo lên tế đàn. Hoa vị ương, ha ha, quả nhiên ngươi vẫn tới. Khi đứng tại tế đàn, một khắc này Khương Phàm mới đột nhiên quay người nhếch miệng cười một tiếng với một thiếu nữ tỉ mỉ ngụy trang phía sau. Giao đệ đệ ta ra. Hoa vị ương cũng không che giấu nữa, nàng căm tức nhìn Khương Phàm. Đừng có gấp, rất nhanh ngươi cũng sẽ vào với hắn thôi. Khương Phàm quay đầu ngắm nhìn đám người bên dưới tế đàn, tập trung vào Hoa vị yêu ở nơi đó. Hoa vị yêu có một dự cảm không tốt, hắn lập tức muốn xông tới. Lại bị đám người trấn thủ dùng ánh mắt sắc bén cho nhìn chằm chằm đẩy trở về. Cô là, Hoa vị ương. Dạ An Nhiên kinh ngạc nhìn nữ hài nhi bên cạnh. Dạ An Nhiên, các ngươi đều phải chết. Hoa vị ương cũng không e ngại, dù sao nàng cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Ta trêu chọc cô rồi sao? Dạ An Nhiên im lặng. Bí cảnh, mở ra. Cùng với tiếng oanh minh thứ hai, cột ánh sáng mãnh liệt nuốt sống hết tất cả mọi người. Toàn thân bọn họ bị mất khống chế, bị cuốn phóng tới trời cao. Trụ sáng giống như một con đường đến trời mang theo đầy ánh sáng chói mắt. Vô số ký hiệu rườm rà hiện lên giống như ngôi sao đang tô điểm đầy trời, thần bí lại bạo động. Bọn người Khương Phàm đều bắt đầu muốn khống chế thân thể lại, kết quả càng khống chế càng hỗn loạn, cuối cùng đều bị dẫn dắt kéo theo. A, à, Lục Thanh Tuyệt đột nhiên phát hiện trong trận hỗn loạn này vậy mà lại tới gần Dạ An Nhiên. Hắn giữ tợn bắt tới chỗ Dạ An Nhiên, trong tay vung lên một cái hộp gấm, bên trong dâng trào ra lực thôn phệ kinh người. Ngươi là của ta. Dạ An Nhiên cảnh giác, trước tiên vung ra một cái bia đá, đổ ập xuống đập xuống chỗ Lục Thanh Tuyệt. Bia đá trải rộng chữ cổ, trong chốc lát nở rộ ra tia sáng vô tận, giống như tòa thiên bia vô thượng muốn chân áp thế giới. Bành! Hộp gấm lập tức vỡ vụn, toàn bộ cánh tay Lục Thanh Tuyệt đều bị tạc cho vỡ nát. À,
tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng giữa hư không đại đạo. Tiện nhân, những người khác của Lục gia chú ý tới một màn này, lập tức muốn bắt qua. Đều chán sống rồi sao? Đừng có mà hồ nháo trong cột ánh sáng. Những người khác tức giận quát tháo. Cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến đổi, trụ sáng biến mất thay vào đó là một mảng rừng rậm. Bọn hắn đã được đưa vào thiên khải bí cảnh. Bầu trời cuồn cuộn mây mù, mênh mông lại nặng nề, giống như đại dương mênh mông đang che lấp trời, nhiều tia sáng tươi đẹp lấp lóe ở trong đó, chiếu sáng cả thiên địa, vừa thần bí lại mỹ diệu. Cây rừng tươi tốt, núi non chập trùng, dãy núi thẳng tắp, có sông lớn lao nhanh, có thác nước treo trên cao, còn có vô số hồ nước như phỉ thúy giống tô điểm trong bức họa lộng lẫy này. Tất cả mọi người đều bị phân tán đến vị trí khác biệt, hơn 10 dặm đều không giống nhau. À, tiện nhân, ta phải để ngươi sống không bằng chết, ta phải để ngươi trở thành công cụ sinh sản cho Lục gia. Lục Thanh tuyệt đối không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị mất, hắn nằm dạp trên mặt đất đau đớn kêu rên. M Thanh vang vọng cánh rừng, kinh hãi linh điểu các nơi bay tán loạn. Ngoài 10 dặm, ánh mắt bén nhọn của Khương Phàm lập tức nhìn về phương xa, lỗ tai thoáng khẽ động, hắn triển khai hỏa dược phóng lên tận trời, bay thẳng tới chỗ Lục Thanh tuyệt. Ở một nơi khác, Dạ An Nhiên cũng nhanh chóng vạch ra năm mảnh phong tự phù, cướp đoạt phong nguyên lực minh mông giữa đất trời, sau đó cũng xông về phía Lục Thanh Tuyệt. Công tử, im lặng. Trốn đi, nhanh trốn đi. Thị vệ Lục gia ở các nơi cũng nghe được tiếng công tử nhà mình, trước tiên là lo lắng la lên, cảnh cáo Lục Thanh Tuyệt. A, hỗn đản, tiện nhân. Lục Thanh Tuyệt nằm dạp trên mặt đất đau đớn kêu la, mặt mũi đổ đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhăn nhó. Khương Phàm lướt qua rừng rậm tươi tốt, phát hiện Lục Thanh Tuyệt đang co quắp trên đất. Đường diễm. Lục Thanh Tuyệt ngẩng đầu, con mắt sung huyết thấy được cỗ liệt diễm đang nhanh chóng tới gần kia. Khương Phàm nắm chặt tàn đao, sau đó bỗng nhiên bay vụt lên cao rồi lập tức lao xuống, hai tay phồng lên, lực lượng cơ bắp từ đầu khớp xương phun trào, phun ra đao khí màu tím dài 6 thước. Thị nguyên linh văn có thể chống đỡ được linh lực, nhưng gánh không được binh khí. Một đao này sẽ lấy mạng hắn. Đường Diễm, đến đây, tới giết ta đi. Lục Thanh Tuyệt chỉ lên trời gầm thét. Siêu. Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, quyền sáo, bao cổ tay cộng minh cùng tàn đao nặng nề tràn ngập ra uy thế như núi cao. Nhưng, ngay một khắc này, Khương Phàm đột nhiên phát giác được Lục Thanh Tuyệt đang nhếch miệng lên, vòng tay bên trái chợt nở rộ một tia sáng. Đến đây đi. Lục Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng. Vòng tay chỉ lên trời đánh một kích, bên trong bạo xuất ra hơn 30 quả cầu băng, trùng thiên loạn kích, ầm vang nổ tung. Bên trong mỗi quả cầu băng đều nén đầy luồng khí lạnh kinh người. Mỗi quả cầu băng đều do cường giả Lục gia tối hôm qua rèn đúc trong đêm. Lúc đầu vòng tay hai bên trái phải đều có cầu băng, kết quả cánh tay phải bị phế, chỉ còn bên trái. Nhưng dù vậy, hơn 30 quả cầu băng đã đều loạn kích, nhanh chóng dâng luồng không khí lạnh lên vài trăm mét. Nuốt sống Khương Phàm. Đây là chuẩn bị cho ngươi, ngu xuẩn. Ầm ầm. Khối băng to lớn từ trên hơn 300 mét ở trên trời giáng xuống, đập ầm ầm trong rừng cây, đè sập mười mấy thân cây, tràn ngập khí lạnh thấu xương. Khương Phàm bị đông cứng bên trong, hàn khí nhanh chóng thẩm thấu qua làn da, muốn đông kết cả xương cốt. Đấu với Lục gia chúng ta, ngươi sống đủ rồi. Lục Thanh Tuyệt tranh thủ thời gian quăng vào trong miệng mấy viên đan dược chữa thương. Huýt sáo lên gọi những thị vệ ở các nơi. Cái đó là, bọn thị vệ Lục gia đang phóng tới liên tiếp thấy được ở nơi xa đột nhiên xuất hiện một ngọn núi băng nguy nga. Không chỉ sáng long lanh mà còn phát ra hàn khí đầy trời. Quá tráng lệ. Công tử, tốt lắm. Ba vị thị vệ kích động, bọn hắn cũng không biết Lục Thanh Tuyệt lại mang theo bảo bối như vậy. Xem ra là gia tộc đã chuẩn bị riêng để trấn áp Đường Diễm. Ha ha. Ngươi không đợi Thái Long được rồi. Ngươi sẽ không lên được Long Hổ Đài. Lục Thanh Tuyệt nhìn băng sơn tràn ngập hàn khí, hắn kích động cười to. Cảm giác xả được cơn tức giận trong lòng quá sung sướng. Khương Phàm bị đông lại không thể động đậy. Nhiệt độ cực thấp, như có thể áp chế chuyển động linh lực trong kinh mạch toàn thân hắn. Ngay cả xương cốt cũng đều bị đông cứng đến đau nhức. Nhưng, linh văn của Khương Phàm đã không phải hỏa văn mà bọn hắn có thể hiểu được. Mà đó là chu tước yêu hỏa. Linh nguyên gáy to, khí hải bạo động rất mạnh.
linh khí màu vàng cuồn cuộn đầy trời xông vào kinh mạch toàn thân. Dưới sự kích thích của đại diệu thiên kinh, huyết dịch toàn thân tăng tốc độ chảy, hòa hoãn những chỗ da thịt cứng ngắc. Rất nhanh, bên ngoài thân thể Khương Phàm nhấc lên ngọn lửa màu vàng óng, nhanh chóng hòa tan vào tầng băng ở xung quanh. Ngươi, không thể nào, điều đó là không thể nào. Lục Thanh Tuyệt quá sợ hãi, thánh hỏa mạnh như vậy sao? Khương Phàm rất nhanh đã hòa tan tầng băng 5 mét xung quanh, sau khi ăn vào mấy khỏa đan dược bổ sung linh lực, toàn thân đã nhanh chóng sôi trào lên hỏa diễm mãnh liệt, sau đó lại tiếp tục hòa tan tầng băng xung quanh. Không không không. Lục Thanh Tuyệt không ngừng lui về phía sau mấy bước, sau đó hắn vội vã quay đầu vọt vào rừng rậm. Tên điên này có thể ngạnh kháng cùng Thái Long, hắn cũng không phải đối thủ. Nhưng, một bóng người xinh đẹp lướt qua rừng cây, như cầu vồng đợi ở phía trước. Là ngươi. Lục Thanh Tuyệt quay đầu quan sát núi băng, một lát sẽ không hòa tan hết được, hắn lập tức kích hoạt linh văn, dẫn dắt linh khí toàn thân, hình thành bốn vòng xoáy ở xung quanh sau đó cộng minh, xen lẫn với nhau. Tới thật đúng lúc, ta có thời gian chơi với ngươi. Linh văn loại linh chú đối với lục gia bọn hắn mà nói là cực kỳ đại bổ. Võ pháp của lục gia bọn hắn có thể khắc chế linh văn loại linh chú. Mộc chi linh chú, xâm lâm chi vẫn. Dạ An Nhiên huy động đầu ngón tay, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, từng mảnh phù văn nhỏ nhanh chóng thành hình vẩy xuống phạm vi vài trăm mét, thẩm thấu đến bên trong tất cả cây cối. Trong chớp mắt, rừng rậm bạo động, cây cối lay động đột ngột nhảy lên. Từng thân cây bay lên nhanh chóng tăng trưởng mọc ra lít nha lít nhít nhánh cây lao tới phía Lục Thanh Tuyệt. Đến đây, tiểu tiện nhân, nhìn xem linh văn ai mạnh hơn. Lục Thanh Tuyệt kiêng kỵ, đường diễm, nhưng hắn không sợ nàng. Hắn nhe răng ra cười, vững vàng nắm vòng xoáy mãnh liệt trong tay, chống cự lại những nhánh cây oanh kích tới hắn. Tất cả sợi đằng đánh trúng vòng xoáy đều nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành từng luồng sáng màu lam tràn vào trong đó. Ha ha, thế nào? Đây chính là thị nguyên linh văn của lục gia chúng ta. Đến đây đi, để ta xem ngươi có thể phóng thích được bao nhiêu. Lục Thanh Tuyệt là lục phẩm linh văn, hắn có được bốn khí hải, mà những năm nay hắn hấp thu được rất nhiều linh văn, mỗi khí hải đều vô cùng khổng lồ. Lục gia khốn kiếp, không nên gấp gáp, lúc này chỉ mới bắt đầu thôi. Cành dây leo giống như mãng xà, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, không ngừng liên tục trùng kích. Thiên thư thánh văn của Dạ An Nhiên sở dĩ cường đại cũng là bởi vì không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính linh lực. Mỗi cái tự phù mà nàng ngưng tụ ra đều là cộng minh với uy lực tương ứng của tự nhiên. Ví dụ như phong tự phù, có thể cướp đoạt phong nguyên lực giữa đất trời, sau đó phóng thích thành thế công. Ví dụ như khí tự phù, có thể sẽ lấy không khí trong phạm vi nhất định, hình thành sóng không khí cường đại. Linh nguyên trong khí hải của nàng chính là một tờ giấy màu vàng kim. Phía trên có tràn ngập tự phù như là viết lên toàn bộ thế giới tự nhiên. Khi nàng hoàn toàn thắp sáng, hoàn toàn khống chế, nàng cơ hồ có thể hóa thân thành tự nhiên. Không đúng, không đúng. Lục Thanh Tuyệt rất nhanh đã phát giác được vấn đề, số lượng trạc cây quá nhiều, không hề có bất kỳ xu thế yếu bớt gì cả, linh lực tiến vào thân thể cũng càng ngày càng nhiều. Bốn cái khí hải đã nhanh chóng tràn đầy. Hỗn đản, rốt cuộc linh văn của ngươi là gì? Vẻ mặt Lục Thanh Tuyệt trở nên nghiêm trọng, hắn không thể không thả một số linh lực từ trong thân thể thả ra để tránh bị no bạo. Nhưng, dây leo, cây rừng xung quanh lại không ngừng liên tục bạo kích, không hề có yếu bớt chút nào. Dạ An Nhiên mặt trầm lặng như nước, tiếp tục ngưng tụ linh phù. Trong khí hải, trên giấy vàng không ngừng nhảy ra tự phù lộng lẫy trùng kích toàn thân, sau đó hấp thụ linh văn dẫn suốt ngưng tụ trên đầu ngón tay. Sau vài phút bạo động, tất cả trạc cây, dây leo đều bị vòng xoáy tiêu hao hầu như không còn nữa, Lục Thanh Tuyệt thành công biến bọn nó thành linh lực. Mặc dù không hề bị thương nhưng cảm giác ăn quá no cũng rất không dễ chịu. Lục Thanh Tuyệt đau đớn quỳ ở nơi đó, hắn cười lạnh hai tiếng, nhưng khi hắn vừa muốn nói mình đã thắng lợi thì trên mặt lập tức cứng đơ. Ăn chưa đủ sao, lại tiếp tục chứ? Dạ An Nhiên bao quanh lấy lít nha lít nhít tự phù, tất cả đều là chữ thổ, rõ ràng. Không ngừng liên tục hấp thu thổ nguyên lực ở rừng rậm xung quanh. Ngươi, rốt cuộc linh văn của ngươi là gì? Lục Thanh Tuyệt chưa từng trải nghiệm qua linh văn loại linh chú cường đại như vậy. Thiên thư, thánh văn. Dạ An Nhiên đè ép hai tay về phía trước, hơn 20 mảnh thổ linh phù sôi trào lên cắt bụi ngập trời,
giống như từng tảng đá vạn tấn đập tới phía Lục Thanh Tuyệt. Thánh văn. Sắc mặt Lục Thanh Tuyệt đại biến, toàn thân lại nổi lên từng cơn sóng nhiệt nóng hổi. Thiên thư, thánh văn. Lão tử đã chấm ngươi. Lục Thanh Tuyệt giơ vòng tay không gian lên, ánh sáng lấp lóe, một con mãnh cầm gáy to vọt ra, vỗ cánh bay lên không. Chẳng mấy chốc lão tử sẽ trở lại. Con quỷ nhỏ, ngươi chờ đấy cho ta. Lục Thanh Tuyệt bắt lấy móng vuốt mãnh cầm phóng tới không trung. Nhưng Dạ An Nhiên cũng không có đuổi theo, nàng chỉ phất phất tay xua hắn đi. Lục Thanh Tuyệt lại đột nhiên biến sắc, hỏng rồi, quên mất một người. Lục công tử, vẫn chưa xong đâu, vội vã đi đầu thai sao? Khương Phàm lao vùn vụt tới, hắn bay lên xoay người một vòng, tàn đao nặng nề đánh về phía trước một kích. Phốc phốc, Lục Thanh Tuyệt cảm giác mặt mình tê dần. Hắn cúi đầu xem xét, một nửa thân thể đã rớt xuống. Ta chết rồi sao? Sức lực toàn thân Lục Thanh Tuyệt nhanh chóng biến mất, ý thức mê muội, ánh mắt tối sầm lại, buông lỏng ra khỏi móng vuốt của mãnh cầm. Công tử! Ba tên thị vệ đang từ các nơi chạy tới lại thấy được rõ ràng Lục Thanh Tuyệt bị chém như thế nào. Mắt bọn hắn trừng to đến muốn rách cả mí, đau đớn gào lên đầy chua xót. Đường Diễm! Lục gia chúng ta và ngươi thế bất lưỡng lập, hai bên đối lập, không thể cùng tồn tại. Một tên thị vệ vung ra một con mãnh cầm từ trong nhẫn không gian, nhảy vọt lên, vững vàng rơi lên phía trên. Hai tên thị vệ khác cũng chịu ra mãnh cầm, lập tức đuổi bắt Khương Phàm từ trên cao. Phối hợp một chút, dọa mấy con phế điểu kia đi. Khương Phàm ứng phó loại tình huống này rất bình tĩnh, hắn không lập tức mang theo Dạ An Nhiên chạy trốn mà đứng ở bên cạnh Dạ An Nhiên. Nắm chặt tàn đao, sẵn sàng trận địa đón địch. Cảnh giới đối phương cao hơn bọn hắn nhiều. Dạ An Nhiên liên tiếp ngưng tụ ra thổ linh phù, vần đến xung quanh. Vào thời khắc này, một khi lui thì sẽ biến thành trốn, chỉ có thể chiến. Ba con mãnh cầm đều là thanh phong điêu, tốc độ cực nhanh, con mắt bọn chúng cách từ rất xa tiếp cận Khương Phàm và Dạ An Nhiên. Khoảng cách càng ngày càng gần. 2000 mét, 1000 mét, 500 mét. Khương Phàm trầm ổn lại tỉnh táo, Dạ An Nhiên cũng giữ vững bình thản. 300 mét, 200 mét, ba tên cường giả Lục gia toàn bộ kích hoạt linh văn, chiến ý tăng vọt. Một tên là kiếm linh văn, một tên là lôi linh văn, một tên là băng tinh linh văn, năng lượng cường thịnh cuồn cuộn ở xung quanh. 100 mét, 50 mét, Đường Diễm, nhận lấy cái chết đi. Bọn hắn bộc phát ra võ pháp cường thịnh, khóa chặt Khương Phàm. Nhưng ngay lúc này, Khương Phàm thét lớn một tiếng, Dạ An Nhiên cực lực khống chế 50 mảng thổ linh văn, toàn bộ đều nổ bắn ra tậu kích bốn phương tám hướng, đụng chạm vào mặt đất. Ầm ầm, mặt đất sụt lún, từng tiếng nổ đến đinh tai nhức óc, vô số đá vụn bay loạn lên trời. Ba tên thị vệ đều sẵn sàng trận địa ổn định lại cơ thể, nhưng thanh phong điêu dưới người bọn họ lại bị đột nhiên lại bị kịch biến dọa cho kinh hãi. Dù sao cũng là cầm thú. Một khi chấn kinh rất dễ loạn. Bọn hắn đang muốn khởi xướng bạo kích thì ba con mãnh cầm dưới từng tiếng nổ kịch liệt đã cùng bụi đất bay lên không. Ba tên thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị đã chật vật tung bay, võ pháp trong tay cũng đều mất khống chế mà tán loạn. Khương Phàm vận sức chờ phát động thân thể để bạo tạc trong nháy mắt, liệt diễm chấn kích dữ dội đụng chạm lấy đá vụn đầy trời lao thẳng đến võ giả khống chế luồng không khí lạnh bên trái đằng trước. Đó là uy hiếp lớn nhất. Người kia lập tức giật mình, trước tiên nhanh chóng phóng xuất ra vô số băng tinh mà bạo kích. Nhưng dù sao cũng quá đột nhiên, thời khắc này phản kích vừa vội vàng lại hỗn loạn. Khoảng cách 50 mét đối với Khương Phàm mà nói chỉ là đảo mắt mà thôi. Khương Phàm ngạnh kháng hơn 10 mảnh tinh thể, toàn thân bị hàn khí trùng kích, ngay cả hỏa dực đều tại một khắc cuối cùng bị đông kết, nhưng hắn vẫn gắt gao nắm lấy tàn đao bộc phát ra đao khí cường thịnh, gào thét đánh về phía trước một kích. Phốc phốc, không đợi người kia ngưng tụ ra vòng băng tinh thứ hai thì đã bị cường thế chém giết. Đường đường là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên lại bị chết như vậy, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng đều không có nghĩ đến. Khương Phàm từ trên trời lao xuống chấn vỡ tầng băng toàn thân sau đó lại huy động cánh phóng thẳng tới trời cao rồi lại lao xuống, đâm thẳng đến người có kiếm linh văn kia. Tiểu hỗn đản, mánh khóe thật nhiều. Sau khi kiếm linh văn hạ xuống đã lập tức phóng thích kiếm khí ngưng tụ ra 10 chuôi lợi kiếm. Mỗi chuôi lợi kiếm đều dài chừng 5 mét, dâng lên kiếm khí kinh người, lạnh thấu xương,
những tảng đá, cây cối trong phương viên mấy trăm mét đều xuất hiện vết cắt. Đến đây, để cho ta xem tam trọng thiên thánh phẩm thú linh văn ngạnh kháng ngũ trọng thiên như thế nào. Hắn khóa chặt Khương Phàm, khống chế lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Một bên khác, sau khi nam tử Lôi Văn hạ xuống đã lập tức khóa chặt Dạ An Nhiên ở phía xa. Người phải chịu trách nhiệm vì cái chết của công tử. Toàn thân nam tử bạo phát lôi chiều mãnh liệt, gầm thét giết tới phía nàng. Dạ An Nhiên chấn động đầu ngón tay, một tòa bia cổ nặng nề xuất hiện sau lưng hắn. Ta bất tài, trong một năm chỉ nghiên cứu ra được một chữ. Không thể hoàn toàn lĩnh hội, chỉ là da lông bên ngoài. Xin chỉ giáo. Dạ An Nhiên huy động hai tay, mênh mông linh lực tề tụ đầu ngón tay giống như màu mực, ở trước mặt nàng ngưng tụ ra một mảnh tự phù cổ lão lại phức tạp. Khoanh tay chờ bắt di, nếu không, lôi quyền có thể đánh ngươi thành từng mảnh vỡ. Nam tử Lôi Văn nhanh chóng giết tới, lôi chiều mãnh liệt ngưng tụ ra, lôi quyền cực to lớn, hẳn là còn lớn hơn cả cối xay, gào thét xoay tròn, cường quang chói mắt như có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Ầm ầm, bia đá cổ xưa thê lương trong chốc lát lại như thần linh thức tỉnh, bộc phát ra năng lượng ngập trời đánh đại địa rách tả tơi. Năng lượng trong phạm vi 500 mét bị điều đến không còn gì, lôi quyền đang gào rít kéo đến đều nhanh chóng giảm bớt uy thế. Tất cả năng lượng trong chớp mắt đều vọt vào tự phù cổ lão trước mặt Dạ An Nhiên. Giống. Một tiếng gầm lên giận dữ chấn động thiên địa. Tự phù nhanh chóng lan tràn mang theo uy lực thiên địa hình thành nên một tên quái vật hình người. Đây là thứ gì? Sắc mặt nam tử Lôi Văn đại biến. Bao quanh toàn thân quái vật hình người là nhiều loại tia sáng, đó là các loại linh lực giữa thiên địa là kim mộc thủy hỏa, hắn gầm thét phung trọng quyền lên lao về phía trước đánh thẳng đến lôi quyền. Ầm ầm, một trận bạo tạc mãnh liệt, chấn động sơn lâm trở thành phế tích. Lôi chiều bạo động, toàn bộ đều bị tán loạn. Quái vật hình người cũng bị vỡ nát, trở lại thành năng lượng tự nhiên. Tên thị vệ lục gia kia bị đánh bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, lại có chút hoảng hốt. Một kích của ngũ trọng thiên của mình, lại bị chặn được sao? Nói đùa sao? Mặc dù là nghĩ đến phải bắt sống, lôi quyền đa số là uy hiếp, cũng không hẳn là ra tay toàn lực. Thế nhưng, mình là ngũ trọng thiên cơ mà. Vừa rồi, đó là cái gì? Coi chừng. Một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến. Thị vệ kiếm văn vừa lo lắng lại tức giận. Cái tên, Đường Diễm, này căn bản không có ý định tấn công hắn, mà là trêu chọc hắn, đến cả hai lần. Hắn đột nhiên chuyển hướng, hỏa dực nương tựa theo ưu thế tốc độ xông về một bên khác. Khương Phàm cũng bị chiêu thức này của Dạ An Nhiên làm kinh động. Vốn cho rằng nàng đang ngưng tụ sơn hà đồ quấy nhiễu một chút, hắn sẽ thừa cơ truy kích, không nghĩ tới vậy mà Dạ An Nhiên lại chơi lớn như thế. Không nhìn lầm, bia đá này hẳn là lấy được từ đại hội giám bảo trong thành Bạch Hổ. Nam tử lôi chiều lập tức bừng tỉnh muốn đứng dậy phản kích, thế nhưng hai bên trái phải lại lóe lên tia sáng, Dạ An Nhiên vung ra mộc linh phù đánh vào mặt đất, sợi đằng tráng kiện vươn lên quấn chặt hắn lại. Bá đao thức. Trong nháy mắt Khương Phàm cũng lao tới mang theo một tiếng hét to nắm chặt tàn đao bổ ra đao mang cuồng liệt. Huyết khí trùng kích, quyền sáo phát huy, thú linh văn phối hợp cùng áo giáp, uy lực bá đao thức lại càng mạnh hơn. Nam tử nhấc lên lôi chiều chấn vỡ nát dây leo, lại tiếp tục ngưng tụ lôi quyền đánh về phía đối diện. Chợt mặt đất đột nhiên sụp đổ. Nam tử mất khống chế, lôi quyền lại đánh lên không trung. Tiện nhân. Sắc mặt nam tử đột biến, hắn đã biết lại là do con quỷ nhỏ kia vung linh phù ra. Đao khí cuồng liệt đập vào mặt chém nát lôi chiều vần quanh toàn thân nam tử, lại trực tiếp đánh vào trên thân hắn. Toàn thân nam tử run rẩy, kêu thảm bay ra ngoài. Bộ ngực hắn bị đánh vỡ vụn, đau nhức kịch liệt khó mà nhịn được, trong lúc kinh hoàng hắn thuận thế muốn chạy trốn. Nhưng, hắn đã phạm sai lầm. Rõ ràng có thể cưỡng ép ổn định. Dựa vào cảnh giới của mình tấn công lại, nhưng hắn lại cứ vậy mà xoay người đi. Trong tiềm thức cũng nghĩ là sau khi, Đường Diễm, đánh ra một đao cường đại này sẽ không thể tấn công nữa, nhưng... lại một đao nữa phóng đến. Chính là giữa một cái chớp mắt này đã định vận mạng của hắn. Khương Phàm không hề ngừng cuồng đao lại, hắn lại đánh thêm một đao qua, đao thứ hai theo sát mà tới, càng thêm cuồng liệt, càng thêm bá khí. Ngọn lửa màu vàng óng quấn quanh đao khí lao thẳng đến phía trước. Bành! Trong nháy mắt nam tử liền bừng tỉnh, phía sau lưng hắn nổ tung, xương cốt, máu thịt bay loạn.
Đao thứ ba. Đao khí cuồn cuộn, liệt diễm vần quanh. Bành. Nam tử bị đao khí cường thế chém thành hai nửa. Máu phun tung tóe, chết không nhắm mắt. Khương Phàm, Dạ An Nhiên phối hợp ăn ý, quả là một trận giết chóc đặc sắc. Cảnh giới tam trọng thiên liên sát hai vị ngũ trọng thiên. Tuyệt đẹp. Khương Phàm kịch liệt thở dốc, cũng không nghĩ tới Dạ An Nhiên lại có thể bình tĩnh như vậy, lại ăn ý như thế. Có thể kịp thời hiểu rõ được ý đồ của hắn, phối hợp tấn công một đòn chí mạng. Thị vệ kiếm văn tức giận gào thét, đá vụn cành khô ở bốn phương tám hướng đều trong lúc đung đưa vỡ vụn, biến thành nhiều loại hình kiếm. Giết! Toàn thân hắn bạo động kiếm khí ngưng tụ thành một trường kiếm dài 10 mét, lướt qua sơn lâm đâm về phía Khương Phàm. Trường kiếm xoay tròn, kiếm khí lăng liệt, điều động toàn bộ thạch kiếm, một kiếm xung quanh, hình thành một thanh kiếm khí phong bạo, rung động lòng người. Cảnh giới ngũ trọng thiên rốt cuộc cũng thể hiện ra thực lực và lực khống chế vốn có. Khương Phàm đang muốn dương cánh tránh khỏi thì bất chợt có hai con mãnh cầm từ trên trời lao xuống, nhấc lên đao khí màu xanh lạnh thấu xương đánh tới. Một con mãnh cầm khác cũng gáy to lao thẳng tới Dạ An Nhiên. Đáng chết! Sắc mặt Khương Phàm đại biến, tránh cũng không thể tránh. Tốc độ lợi kiếm quá nhanh, trong nháy mắt đã phóng tới. Đao Hoàng, ra đây đi! Khương Phàm vung tiểu đao ra, không nhìn đến kiếm khí đang đập vào mặt. Vội bộc phát ra hỏa chiều mãnh liệt xông về mãnh cầm. Vốn muốn để Đao Hoàng lại sau này làm đòn sát thủ, bây giờ không thể không dùng. Mà, hắn chỉ có thể sử dụng kỹ xảo để giết ngũ trọng thiên, nhưng tuyệt đối không thể ngạnh kháng chính diện. Tiểu đao đang nằm nhoài trong không gian nhàm chán, sau khi nghe gọi đến thì lập tức vọt ra. Chỉ là, vừa mới ra thì kiếm khí đã đập vào mặt để nó vội vàng không kịp chuẩn bị. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc nó chỉ kịp đưa hai cánh tụ lại phía trước. Ầm ầm, kiếm khí khủng bố giống như có thể phá diệt hết thảy, nhưng hai cái cánh của nó lại quá cứng, vững vững vàng vàng chống đỡ, chỉ là ở phía trên cũng để lại lít nha lít nhít vết máu. Mặc dù máu me đầm đìa nhưng cũng không có chạm đến xương cốt. Đây là cái gì? Sắc mặt thị vệ kiếm văn đại biến, sợ hãi nhìn con cự thú kia chậm rãi triển khai hai cánh dữ tợn. T. Tiểu xà phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình, con mắt đỏ hồng tiếp cận mục tiêu ngoài trăm thước. Thị vệ kiếm văn ớn lạnh toàn thân, giống như đang bị một con ác thú hoang cổ tiếp cận, cỗ hàn khí kia cứ như đang thẩm thấu vào linh hồn hắn. Tiểu xà vặn vẹo thân mình vào tới phía thị vệ. Gương mặt thị vệ kiếm văn trở nên dữ tợn, hắn gầm thét lên, một tay nắm lấy lợi kiếm màu máu giết tới phía tiểu xà. Toàn thân cuồn cuộn kiếm khí. Khí tức lăng liệt chật ních cả không gian. Giết! Thị vệ kiếm văn nháy mắt đã khỏi sướng công kích, huyết kiếm chém tới, kiếm khí khuấy động giống như một cái thác nước màu máu, thanh thế kinh người. Tiểu xà vẫn cứ lao tới, không hề sợ hãi kiếm khí mà vỗ cánh nhấc lên vĩ đao tráng kiện đánh tới phía trước một kích. Keng! Vĩ đao tinh hồng lại mang theo nhiệt độ cao chặt đứt lợi kiếm quăng về phía đầu của nam tử. Không xong rồi! Con người thị vệ co rụt lại. Lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cùng với tiếng nổ to mãnh liệt, hai con thanh phong điêu liên tiếp rơi xuống đất. Còn một con thanh phong điêu khác cũng bị sơn hà đồ của Dạ An Nhiên vây bắt, sau đó bị oanh sát đến nổ tung. Chém giết kịch liệt liên tiếp vang lên tiếng động kinh động đến cả dãy núi. Không chỉ có bọn người Thái Long vừa mới rơi xuống đứng ở đằng xa thấy được, ngay cả những người khác đang lịch luyện trong rừng rậm gần đó cũng chú ý tới. Đối với sự cường đại của Đường Diễm, bọn hắn đã biết, nhưng biểu hiện của nữ hài nhi kia đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Còn có con xà yêu không gọi ra tên kia, nó vậy mà lại chỉ dùng một kích đã chém chết thị vệ ngũ trọng thiên, càng chấn kinh không ít người. Người của Lục gia, cứ như vậy mà xong rồi sao? Khuôn mặt bọn người Thương Hàn Nguyệt có chút động, hai vị tam trọng thiên lại có thể liên tiếp đánh giết ngũ trọng thiên. Coi như những thiên tài bọn hắn thánh địa được bồi dưỡng cũng đều chưa hẳn có thể có được biểu hiện đặc sắc như thế này. Đường Diễm, ta tại Long Hổ Đài trên Thương Giác Sơn chờ ngươi. Thái Long ở trên ngọn núi nơi xa gào thét, phát ra khiêu chiến với Khương Phàm. Khương Phàm nhìn qua thân ảnh lòe lòe kim quang ở phương xa kia, thanh âm hòa với linh lực, quanh quẩn dãy núi. Ta ở trong 50 vạn dặm bí cảnh này, chờ ngươi. Hắn đến bí cảnh là để lịch luyện. Không có nhiều tinh lực để tiếp những tên tử đệ thánh địa này chơi cái gì gọi là tranh tài. Mà, nếu như trước mặt mọi người chịu nhục,
những tử đệ thánh địa này thường thường sẽ thẹn quá hóa giận, biến thành thù hận. Ta lặp lại lần nữa, ta chờ ngươi tại Long Hổ Đài. Thái Long gào thét, âm thanh lay động cả dãy núi, chấn động cả rừng rậm. Chiến đấu tại Long Hổ Đài sẽ được ghi chép, nếu như đặc sắc, sẽ còn truyền ra các thánh địa khắp thiên hạ. Hắn muốn thể hiện ra tiềm lực kim giáp thánh văn trên Long Hổ Đài, hắn càng phải ở nơi đó để lại ghi chép, danh chấn thánh địa. Nếu như ngươi chịu thua được, có thể tới tìm ta. Khương Phàm ăn vào viên đan dược bổ sung linh lực, khôi phục tinh lực. Dạ An Nhiên cũng thu hồi bia đá, chuẩn bị rời khỏi. Đúng vào lúc này, ở bầu trời phương xa đột nhiên nở rộ ra tia sáng cường thịnh, mây mù giống như đại dương mênh mông nhấc lên cuồng phong, nhấc lên từng gợn sóng, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, kinh động mấy trăm dặm. Cả dãy núi yên tĩnh, bất luận là mãnh thú hay là những người thí luyện đều nhìn về phía vùng trời kia. Từng tòa núi đá từ trên trời rơi xuống, theo đó là đá vụn đầy trời, sôi trào tạo ra hào quang vô tận. Từng tầng mây đỏ hồng như màu máu, mưa to mưa như chút nước đang rơi xuống bí cảnh. Mặc dù cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rung động giống như cả bầu trời đang sụp đổ kia. Trên trời rơi xuống linh bảo. Ha ha, may mắn. Đây chính là phong cảnh đẹp nhất thiên khải bí cảnh. Số lượng lớn cường giả kinh động, giống như kẻ điên phóng tới khu vực này. Rừng rậm lay động, ngàn vạn mãnh thú phóng tới, số lượng lớn hung cầm linh điểu bay lên không, tất cả cũng đều bị biến cố nơi đó hấp dẫn. Đao Hoàng, mang Dạ An Nhiên lên. Khương Phàm hét lớn một tiếng, phóng thích hỏa dược bay về phương xa. Dạ An Nhiên nhảy đến trên thân Đao Hoàng huy động hai cánh, phóng lên tận trời. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo. Thái Long cũng không lo được Khương Phàm. Những cường giả thánh địa khác cũng liên tiếp chạy đi. Không nghĩ tới vừa mới vào bí cảnh đã đụng phải cơ duyên như vậy. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đụng phải, lúc nào xuất hiện hay xuất hiện ở nơi nào đều hoàn toàn không có quy luật, có thể đụng phải hay không hoàn toàn đều nhờ vào vận khí. Nhưng, nơi bầu trời đổ sụp nơi nhìn thì không xa nhưng lại cách đến cả trăm dặm. Khương Phàm không thể không nhiều lần tản ra hỏa dực, lao vào trong rừng rậm vừa đi vừa bổ sung linh lực. Giống. Một con khỉ con màu vàng vọt tới trước nhất, nó phóng thẳng đến tòa núi đá cao nhất kia. Nó có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cũng chỉ chừng 1 mét, lông toàn thân là màu kim quang bóng loáng, bộ dáng vô cùng đáng yêu để cho người ta không nhịn được mà muốn ôm vào trong ngực. Nhưng, tiểu kim hầu đứng ở đỉnh núi vung tay gầm thét lại phát ra tiếng oanh minh như lôi chiều, âm thanh chấn động mấy ngàn thước, mây mù đầy trời cũng đều xua tán đi ra mảng lớn. Ầm ầm, cây cối lung lay. Mặt đất rung động, mấy trăm đến hơn cả ngàn con khỉ từ trong các ngọn núi lao ra. Bọn chúng cao lớn uy mãnh, có con 3 mét, có con 5 mét, lại có con 10 mấy mét, bắp thịt cả người phồng lên giống như là nham thạch, tràn đầy lực bộc phát. Bọn chúng có đầy răng nanh răng nhọn, gương mặt dữ tợn, toàn thân tản ra sát khí cực mạnh. Bầy khỉ lao thẳng đến các nơi trên núi đá, duy chỉ có không có tới chỗ con kim hầu. Bọn chúng tụ tại các nơi trên đỉnh núi. Cuồng loạn rít gào, tuyên bố quyền sở hữu. Một đám súc sinh, cút ngay cho ta. Một đám nam nữ tử xông lại rừng rậm chạy thẳng đến ngọn núi cao nhất kia. Cạch, khỉ con màu vàng phát ra tiếng kêu quái dị, nó cầm cây gậy trắng kiện trong tay chỉ xuống dưới. Mấy chục con khỉ trừng con mắt màu đỏ như máu lao xuống núi đá, điên cuồng chặn đánh. Cút ngay, một nam tử xông lên phía trước nhất đột nhiên biến mất, để lại hơn 10 tàn ảnh. Xuyên qua giữa bầy khỉ. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà phân biệt được. Hắn xuyên thẳng qua bầy khỉ, số lượng lớn con khỉ trong bầy đều bị cắt cổ, máu phun đầm đìa, chúng nó kêu thảm nhào vào trên mặt đất. Ánh mắt nam tử lóe lên lao thẳng đến đỉnh núi, cả hai tay đều cầm theo một tay kiếm sắc. Giết! Những nam nữ tử theo sát toàn bộ đều phóng thích võ pháp cường đại. Một người bay lên không hơn 10 mét, sau đó lại rơi xuống đất. Dao động mãnh liệt quét ngang mặt đất sụp ra vết nứt tráng kiện nuốt sống rất nhiều con khỉ. Một người khác nâng hai tay dẫn dắt lôi chiều sôi trào, hình thành 9 lôi cầu, vờn ở xung quanh theo hắn tấn công. Một người khác nữa thì hài cốt toàn thân nhúc nhích, bên trong hai chân kéo duỗi đôm đốp giòn vang, vừa tráng kiện lại khủng bố, hai tay thì biến thành cốt đao, giống như là một con bọ ngựa, hắn dậm chân công kích đánh về phía bầy khỉ. Nhưng mặc dù bọn hắn đã nhanh chóng chém giết được số lượng lớn con khỉ,
nhưng lại có thêm càng nhiều con khỉ khác lao xuống núi đá, bốn phương tám hướng vây quét tới bọn hắn. Toàn thân bọn chúng giống như là cương cân thiết cốt, lực bộc phát kinh người, cưỡng bức đánh ngã bọn hắn. Chết rồi! Thời điểm nam tử kia vọt tới đỉnh núi đang muốn lao thẳng tới chỗ khỉ con màu vàng thì nó đột nhiên biến mất, hai bên đều ra hiện hai bóng dáng, nhưng con khỉ màu vàng lại xuất hiện ở sau lưng. Linh văn của hắn vô cùng đặc thù, ảnh. Lợi kiếm đột kích đâm thẳng đến cái cổ của khỉ con màu vàng kia. Nhưng, ban, M thanh vang vọng, lợi kiếm lại bị lông của nó chống đỡ, ngay cả da cũng không xuyên thấu. Sắc mặt nam tử hơi biến, lập tức muốn rời khỏi, lại đột nhiên phát hiện, cái ót của khỉ con màu vàng. Cũng có một khuôn mặt, là một khuôn mặt dữ tợn xấu xí, con mắt đỏ hồng đang lườm hắn. Bành bành. Trên bờ vai khỉ con màu vàng lại xông ra hai thêm cái cánh tay, đột kích như thiểm điện, gắt gao bóp lấy yết hầu nam tử. Nam tử kịch liệt giãy giụa, hai mắt trừng trừng, lại bị gắt gao bóp lấy. Một lát sau, kim hầu nhe răng cười, răng rắc một tiếng, cái cổ bị vặn gãy. Cùng lúc đó, bị bầy khỉ cũng đã loại bỏ được đám người kia, tất cả cũng đều bị phân thây tàn nhẫn. Giống. Bầy khỉ vừa muốn tuyên cáo thắng lợi thì bên trong đống đá hỗn loạn lại đột nhiên truyền ra một tiếng gáy trầm thấp. Thanh âm không tính là quá lớn nhưng lại làm cho bầy khỉ đang sao động chợt yên tĩnh trong nháy mắt. Khỉ con màu vàng mang theo cây gậy nhảy xuống đỉnh núi đi tới trước mặt đống đá vụn. Trên trời rơi xuống tới rất nhiều tảng đá, có vài chục tòa còn cao hơn 100 mét, còn có những hòn đá khác lớn nhỏ không giống nhau, tản mát ra hơn 10 dặm. Máu tươi đều nhuộm tất cả tảng đá và cánh rừng thành màu đỏ như máu, huyết khí tràn ngập mang theo cả yêu khí đáng sợ, vô cùng khủng bố. Một con quái vật toàn thân nhuốm máu đang chậm rãi chống người lên, tảng đá 100 mét kia đè ở trên người nó, từng tảng đá lớn nhỏ cứ thế mà ầm ầm lăn qua bên cạnh. Bầy khỉ bạo động bởi một con thanh bằng khổng lồ. Con thanh bằng này to lớn khủng bố, nó ít nhất cũng phải hơn 500 mét. Mỗi cái lông vũ đều dài hơn 10 thước, dài nhỏ lại cứng rắn. Móng vuốt thô to giống như một tòa núi nhỏ, tựa như có thể xé rách hết thảy mọi thứ. Xương cốt chỗ miệng vết thương nó đều hiện ra tia sáng. Nhưng, thực lực con thanh bằng tôn quý này quá kinh khủng, nó chỉ còn lại có gần nửa thân, cứ giống như là bị một loại thần binh lợi khí nào đó bổ ra. Bao gồm cả cái đầu. Tiểu kim hầu nhìn qua bầu trời đang khép lại. Phía trên đang có chiến đấu sao? Có thể bổ được yêu vật này ra, xem ra. Hẳn là cường giả nào đó tung một kiếm bổ đến con thanh bằng này, chém nát cả núi cao, còn bổ cả trời ra nữa. Càng ngày càng nhiều yêu hầu từ các nơi tụ tập tới, bọn chúng rung động nhìn một màn này, cũng bị yêu khí kinh khủng kích thích đến run rẩy toàn thân. Thanh bằng đột nhiên chống thân thể lên nhìn về phía bầu trời mà gáy to, cuồng phong màu xanh xoay quanh toàn thân cuốn nửa thân thể nó phóng lên tận trời. Bầy khỉ vội vàng không kịp chuẩn bị nên đều bị vô tình hất bay ra ngoài. Số lượng lớn con khỉ trực tiếp bị những cơn gió mạnh xé nát. Mấy trăm tảng đá đều rời khỏi mặt đất, cùng xen lẫn với máu tươi, bay ra ngoài. Tiểu kim hầu cũng không chịu được là lui lại. Thanh bằng lao lên vạn mét giữa trời va chạm tới tầng mây nặng nề. Nó muốn trở lại thượng giới. Nhưng, một tiếng oanh minh kịch liệt, thanh bằng gào thét, nửa thân thể nó lại một lần nữa rơi xuống sơn lâm. Thanh bằng không cam lòng, nó kịch liệt giãy giụa. Lại lần nữa nhấc lên cuồng phong phóng tới trời cao. Nhưng, nơi đó giống như là có một loại cấm chú kinh khủng đang tồn tại, triệt để ngăn cách giữa hai thế giới, thanh bằng va chạm cực mạnh khiến cho máu chảy đầy trời, nó lại lần nữa kêu thảm rơi xuống. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, thanh bằng từ gầm thét biến thành rên rỉ, cũng trở nóng nảy mà tiếp tục đứng lên. Nhưng, trong khi va chạm 6 lần, viên thú nguyên tượng trưng cho nguồn suối linh lực trong đầu rách dưới kia đã bay ra ngoài. Thanh bằng cũng hao hết khí tức sinh mạng cuối cùng, từ trên cao rơi xuống. Số lượng lớn mãnh thú cùng cường giả đang từ trong dãy núi phóng tới đều rõ ràng nhìn thấy khung cảnh này. Không có người nào thương hại, không có người nào cảm động, chỉ có điên cuồng và kinh hỉ mãnh liệt hơn. Thanh bằng. Nó là một con bằng điểu. Bất kể có phải thuần huyết hay không thì đều là đại yêu trong truyền thuyết. Nếu như có thể ăn được nó thì nhất định có thể cứng rắn xương cốt, nếu như có thể đoạt được thú nguyên của nó, nhất định có thể gia tăng thực lực. Ầm ầm, đàn thú điên cuồng, quần hùng kích động.
Số lượng lớn mãnh cầm càng không ngừng lướt qua không trung nhào về phía Thú Nguyên và Thanh Bằng đang từ trên vạn mét không trung rơi xuống. Đao Hoàng, không cần theo chân chúng nó cướp lấy. Không cần cướp lấy. Khương Phàm đang ở trong dãy núi phóng tới, cao giọng nhắc nhở Đao Hoàng đang ở trên bầu trời đã vào tới phía trước nhất. Đao Hoàng kích động mà xông lên, tốc độ nhanh giống như thiểm điện, nó gắt gao nhìn chằm chằm con Thanh Bằng kia, trong mắt lấp lóe hồng quang. Chậm lại, đừng tiếp tục tới nữa. Dạ An Nhiên cũng nhắc nhở Đao Hoàng, bởi vì mãnh cầm ở hai bên trái phải còn có ở phía sau đều đã tiếp cận bọn hắn, lộ ra ánh nhìn tàn nhẫn. Với tình thế bây giờ, ai đụng phải Thanh Bằng trước thì sẽ bị tấn công tập thể. Đao Hoàng không cam tâm nhưng vẫn chậm lại, lui dần về phía sau mãnh cầm linh điểu cao siêu xung quanh mình. Siêu siêu siêu. Mãnh cầm ở các nơi điên cuồng gáy to, lướt qua Đao Hoàng, lao thẳng tới Thanh Bằng. Có kim đồng yêu bức, xích diễm thiên ưng, hàn băng liệp chuẩn, thiểm điện kim ưng. Tất cả đều là bá chủ cường đại của bầu trời trong thiên khải bí cảnh. Bầu trời nhanh chóng bộc phát ác chiến thảm liệt. Số lượng lớn mãnh cầm linh điểu ở trên không chém giết nhau, điên cuồng tranh đoạt thi thể Thanh Bằng, nhất là viên Thú Nguyên đang rơi xuống. Trong rừng rậm, các cường giả liên tiếp vào tới nơi này, ác chiến cùng với đám yêu hầu may mắn còn sống sót. Bọn người Thái Long thì vò tới các nơi trên đỉnh núi nhìn chằm chằm chiến trường mà bọn mãnh cầm đang không ngừng hạ xuống kia. Ánh mắt bọn hắn trở nên nóng như lửa, nhanh chóng kích ra linh văn sẵn sàng trận địa. Cơ duyên này quá lớn, tuyệt đối sẽ không thể chắp tay nhường cho người khác. Nhưng, giữa chiến trường không trung đột nhiên có một màn ngoài ý muốn. Một con hồ điệp mỹ lệ xuất hiện ở chiến trường, nó cực kỳ khổng lồ nhưng lại nhẹ nhàng và linh động. Hoa văn trên hai cánh giống như là hai con mắt, hiện ra tia sáng yêu dị. Ngũ thải độc điệp, Thác Bạt Hoàng của Hồn Thiên Thánh Địa kêu lên đầy sợ hãi, trước tiên vung ra một cái áo to màu xanh về phía trước, nó lập tức hóa thành như một con mãnh cầm, nó vòng quanh hắn rồi lại phóng tới không trung. Không tốt, mau ra tay. Mấy người Thái Long cũng không chịu nổi liền liên tiếp dùng vũ khí của mình bay lên trời cao. Hồ điệp nhẹ nhàng lướt qua chiến trường. Nhìn qua thì như rất chậm chạp nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, những nơi nó đi qua đều mang theo vô số bụi mù. Mãnh cầm linh điểu nhao nhao kêu lên đầy thê lương thảm thiết, thân thể toàn thân cứng ngắc, bọn chúng mất khống chế mà từ từ rơi xuống hết. Bụi có kịch độc. Một con thiểm điện kim ưng thành công bắt lấy Thú Nguyên, nó đang muốn bay lên không rút lui thì không thể tin được rằng hồ điệp đã xuất hiện ở phía trên nó. Nó không hề để nó lọt lôi chiều màu vàng đang bạo ngược vào mắt. Móng vuốt sắc nhọn giống như là thần kiếm tùy tiện xé mở đầu lâu của kim ưng. Thiểm điện kim ưng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã kêu thảm rơi xuống. Hô! Độc điệp nhanh nhẹn cất cánh, bắt lấy Thú Nguyên. Nhưng con mãnh cầm khác liên tục gáy to vồ giết tới. Ngũ thải độc điệp lại nhẹ nhàng tránh khỏi tất cả các đòn tấn công mà xông lên vạn mét trên bầu trời. Những con mãnh cầm khác thấy ngũ thải độc điệp quá đáng sợ nên liên tiếp chuyển hướng. Xông về phía con Thanh Bằng khổng lồ vẫn tiếp tục rơi xuống. Ngươi là của ta, Thác Bạt Hoàng cuốn lên cuồn phong đầy trời va chạm vào thi thể Thanh Bằng đang rơi xuống ở đối diện, tay phải lấp lóe tia sáng cuốn lên khí tức thôn vệ cường thịnh, muốn trực tiếp thu nó vào bảo khí của mình. Nhưng, bành bành bành, rất nhiều xiềng xích từ phía dưới bạo kích lên quấn chặt lấy móng vuốt Thanh Bằng. Ha ha, Thái Long cười to, mạnh mẽ kéo lấy thi thể Thanh Bằng. Hất bảo khí phía trước của Thác Bạt Hoàng ra. Thái Long, người muốn quyết đấu với ta sao? Thác Bạt Hoàng tức giận. Của ta. Thái Long kéo lấy thi thể Thanh Bằng, nhanh chóng kéo xuống. Nhưng, Tiểu Kim Hầu lại đang đạp tan núi phóng lên tận trời, thanh côn sắt trong tay liên tiếp đánh tới phía Thái Long. Xúc sinh, người gây nhầm người rồi. Thái Long gào thét, toàn thân bộc phát kim quang bổ nhào qua phía Tiểu Kim Hầu kia. Ngũ thải độc điệp đã mang theo Thú Nguyên lao sâu vào trong tầng mây, sau khi liên tiếp đánh giết ba con mãnh cầm không cam lòng thì đã rời xa khỏi chiến trường. Nhưng, đang lúc ngũ thải độc điệp chuẩn bị hưởng dụng Thú Nguyên thì chợt có một thân ảnh màu đen đột nhiên xé mở tầng mây mù, từ trên trời giáng xuống, vĩ đao tinh hồng mang theo kinh lôi bổ về phía đầu ngũ thải độc điệp. Ngũ thải độc điệp kinh hãi nhưng vẫn chưa loạn, hai cánh phía sau bỗng nhiên dương lên, thân hình lại bỗng nhiên hạ xuống mấy chục mét. Tùy tiện tránh khỏi vĩ đao. Đao Hoàng kêu gào, nó vung lên vĩ đao liên tiếp chém tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Vĩ đao càng ngày càng nóng bỏng. Ngũ thải độc điệp quơ con mắt,
nó nhanh chóng tránh né những đòn tấn công của Đao Hoàng. Nó mặc dù lớn mấy lần so với Đao Hoàng nhưng lại linh hoạt không thể tưởng tượng nổi. Ngũ thải độc điệp dường như rất bị động, nó liên tục tránh né, thế nhưng lại không hề chật vật chút nào, đôi mắt to đang lắc lư kia ngược lại đang một mực tập trung vào Đao Hoàng. Dưới bề ngoài hoa lệ lại giống như là một con rắn độc, tùy thời chuẩn bị tập kích. T. Đao Hoàng tức giận, xưa nay nó chưa bao giờ gặp qua đối thủ khó chơi như vậy. Nó tự cho tốc độ bản thân mình là không kẻ nào bằng, nhưng ở trước mặt ngũ thải độc điệp vậy mà không chiếm được bất cứ lợi thế gì. Dạ An Nhiên vốn định phối hợp, kết quả, tốc độ Đao Hoàng quá nhanh, liên tiếp nhấc lên, cuối cùng lại khiến cho nàng văng ra ngoài. Ngũ thải độc điệp lập tức đuổi theo, móng vuốt sắc bén lấy tốc độ kinh người xé mở về phía Dạ An Nhiên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Dạ An Nhiên vung bia đá lên, xem như tấm chắn ngạnh kháng móng vuốt. Đao Hoàng phóng tới trong nháy mắt, vĩ đao kéo lấy tàn ảnh hồng quang đánh thẳng đến đầu độc điệp. Độc điệp đột nhiên rút lui về phía sau, như cá bơi mà tùy tiện tránh né. Oanh! Vĩ đao bổ vào trên tấm bia đá, nổ lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Dạ An Nhiên phun ra một ngụm máu, từ trên cao nhanh chóng rơi xuống, rơi vào sơn lâm. Một đao kia có uy thế quá mạnh, cứ thế mà rơi xuống đất, nàng đều không thể khống chế thân thể. Oanh! Bia đá cắm thật sâu vào mặt đất, lay động cả sơn lâm. Dạ An Nhiên đau đớn than nhẹ, gian nan chống người lên. Thế nhưng, đột nhiên, từng bóng người lần lượt từ trong rừng rậm xuất hiện, từ các nơi vây quanh nàng. Là các ngươi. Sắc mặt Dạ An Nhiên hơi biến. T. Đao Hoàng tức giận không kiềm chế được, nó phóng lên tận trời muốn đánh giết ngũ thải độc điệp. Nhưng, Đao Hoàng đột nhiên hoảng hốt, toàn thân nó đều trở nên đau nhức kịch liệt khó mà chịu nổi. Độc. Đao Hoàng đột nhiên giật mình, con thải điệp này không chỉ là đang tránh né mà càng đang vung vẩy kịch độc. Mảng bụ bay đầy trời này chính là độc. Ngũ thải độc điệp dừng ở không trung, quơ con mắt, tựa như đang thưởng thức dáng vẻ chật vật của con mồi. T. Đao Hoàng lắc lư đầu, nó mở hai cánh ra lao thẳng đến không trung. Tiểu gia hỏa này đã bị chọc giận, khí tức huyết mạch cuồn cuộn toàn thân, cưỡng bức chống đỡ thuốc độc xâm nhập. Từng luồng hồng quang nở rộ ở phần đuôi, dọc theo thân thể dâng lên từng tầng. Những nơi đi qua đều khiến cho vảy giáp màu đen theo thứ tự mà chiếu sáng, thẳng tới đầu rắn. Ngũ thải độc điệp phát giác được uy hiếp, nó lập tức muốn né tránh. Đúng vào lúc này, một đạo cường quang màu vàng từ trên cao bắn tới, tầng mây đều bị chiếu thấu. Oanh! Một thanh hỏa thương màu vàng mang theo tốc độ kinh người đánh nổ thải điệp, phía sau kéo theo liệt diễm mãnh liệt. Thải điệp chỉ lo kinh ngạc phía dưới mà có chút xem nhẹ phía trên. Đao Hoàng lao lên vùn vụt mở miệng thật lớn, một cỗ liệt diễm nóng hổi phun ra ngoài đánh thẳng tới ngũ thải độc điệp. Hai cánh của ngũ thải độc điệp đánh về phía trước một kích, tránh thoát trong nháy mắt. Trình độ linh hoạt này đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, kim thương cùng hỏa viêm va chạm giữa trời, trong nháy mắt kim thương vỡ nát nổ lên hỏa triều mãnh liệt, ngay sau đó liệt diễm đầy trời rơi xuống phía dưới phát sinh hai lần va chạm. Trận va chạm kịch liệt trải rộng ra vài trăm mét, liệt diễm như sóng chiều dâng lên, cũng nuốt sống cả độc điệp vừa lui lại kia. Ngũ thải độc điệp sợ lửa, nó nhanh chóng chạy đi. Nhưng, một cỗ uy áp to lớn khác lại rơi xuống. Khương Phàm đang dùng liệt dương cung bắn ra hỏa thương, sau một khắc, hắn nhanh chóng lao xuống, ánh mắt bén nhọn tìm kiếm bóng dáng ngũ thải độc điệp. Độc điệp vừa xuất hiện, cửu hoàng luyện thiên đỉnh cũng xông ra khỏi khí hải. Khương Phàm không giữ lại chút nào, cứ thế mà phóng thích, cũng dốc hết toàn lực để kích hoạt. Ầm ầm, cửu hoàng luyện thiên đỉnh tản mát ra uy năng ngập trời, như muốn chấn áp cả sơn hà. Ánh sáng mãnh mẽ chiếu rọi các tầng mây ở khắp nơi, giống như một vòng mặt trời nóng gắt muốn thiêu đốt tất cả. Ngũ thải độc điệp kinh hãi, cũng hơi hoảng hốt, nó bị cự đỉnh khổng lồ lại cường thịnh này hấp dẫn. Tuy nhiên trong vài giây nó liền lập tức bừng tỉnh. Ngũ thải độc điệp quả quyết muốn rút lui, nhưng, đầu tiên là sợ lửa, thứ hai lại là kinh hãi thất thần, rốt cuộc cũng cho Đao Hoàng cơ hội tiến tới. Mặc dù rất ngắn, nhưng lại đầy đủ. Liệt diễm trước mặt còn đang cuồn cuộn thì Đao Hoàng lại bỗng nhiên xuất hiện. Phốc phốc, vĩ đao như điện, hung hăng bổ vào trên đầu độc điệp. Dù vậy, vị đại yêu này phản ứng thực sự quá nhanh, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc như thế này mà nó vẫn có thể rụt cổ một cái.
Tuy nhiên, một đao này dù không bổ xuống được đầu của nó nhưng cũng đã cắt ra đầu của nó. Ngũ thải độc điệp đau đớn gáy to, nó điên cuồng muốn chạy trốn. Đao hoàng, giết nó. Khương Phàm lập tức thu hồi cửu hoàng luyện thiên đỉnh, không trông cậy vào việc dùng đỉnh đánh chết độc điệp, chỉ cần có thể tranh thủ cho đao hoàng cơ hội là được. Đao hoàng vỗ cánh đuổi bắt, lần này, cuối cùng nó cũng nắm quyền chủ động. Ngũ thải độc điệp nhanh chóng chạy trốn lại không ngừng rắc độc phấn. Đau đớn. Hỗn loạn. Đao hoàng điền cuồng đuổi theo, toàn thân sát khí cuồn cuộn, ngạnh kháng độc phấn. Sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, rốt cuộc đao hoàng cũng tìm được cơ hội, nó nhấc lên vĩ đao hung hăng xuyên thủng lồng ngực ngũ thải độc điệp. Ngũ thải độc điệp rên rỉ, vô lực rơi xuống, móng vuốt bên trái đang nắm chắc thú nguyên cũng theo đó mà lỏng ra. Tránh thoát được các loại đuổi bắt, không nghĩ tới lại phải chết ở nơi này. Tuy nhiên, đao hoàng đánh đến lúc này cũng đã tiêu hao hết tinh lực, kịch độc treo đầy toàn thân cũng đã thẩm thấu vào da. Khương Phàm đuổi sát xông lại, đem đao hoàng, ngũ thải độc điệp, còn có viên thú nguyên kia toàn bộ đều thu vào thanh đồng tiểu tháp. Tiền bối, ngài biết loại độc điệp này không? Khương Phàm đưa ý thức điều tra tình huống trong không gian, đao hoàng co do rên rỉ, nhìn vô cùng đau đớn. Ngũ thải độc điệp mà loài vật kịch độc, có thể mê loạn ý thức, cũng có thể khiến da thịt cứng ngắc, ngăn chặn máu chảy toàn thân. Sau khi chúng độc sẽ ở trong đau đớn chết đi, độc tính rất mãnh liệt, tùy tiện không thể tự lành. Tuy nhiên, ta có một đan thuật, có thể giải loại độc này. Linh hồn đan hoàng vẫn không quên thể hiện rõ ràng thuật luyện đan cường đại như thế nào. Vậy cần thứ gì? Cần chút thuốc giải độc đặc thù. Quan trọng nhất chính là cần máu của ngũ thải độc điệp làm kíp nổ. Ta sẽ đi tìm. Khương Phàm lập tức phóng tới rừng rậm tìm Dạ An Nhiên. Nhưng, Đường Diễm, hình như ngươi đã ném đi thứ gì thì phải. 10 nam nữ tử hất lên áo bào đen đứng trong rừng rậm khống chế Dạ An Nhiên. Diêm Lâu, ánh mắt Khương Phàm ngưng lại. Tất cả đều là người của Ly Hỏa Thánh Địa. Bọn người Diêm Lâu không có để lại tranh đoạt thi thể thanh bằng, mà nhanh chóng rời khỏi đó truy bắt ngũ thải độc điệp. Kế hoạch vốn là săn giết độc điệp, cưỡng đoạt thú nguyên, không nghĩ tới, Đường Diễm, đã sớm ra tay, còn ném bạn mình xuống dưới. Bọn hắn cũng không cần phải khách khí. Trận săn giết rất đặc sắc, chúc mừng ngươi, lấy được thú nguyên. Ánh mắt Diêm Lâu sáng rực nhìn chằm chằm Khương Phàm, gia hỏa này đúng là một nhân tài. Vậy mà lại có thể săn giết yêu vật kịch độc như ngũ thải độc điệp được. Nói điều kiện thả người đi. Khương Phàm tra xét khí tức bọn đệ tử thánh địa này. Cảnh giới phổ biến đều ở nhị trọng thiên và tam trọng thiên, nhưng có hai tên ngũ trọng thiên. Nhị tam trọng thiên, hẳn là đến rèn luyện. Ngũ trọng thiên, chắc chắn là đến bảo vệ. Mà, bọn hắn đều là đệ tử thiên tài được thánh địa bồi dưỡng, thực lực và vũ khí đều sẽ mạnh hơn lục gia rất nhiều. Nếu như liều mạng, không có phần thắng. Chờ đợi, nhẫn nại, tìm cơ hội. Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta là thánh địa, từ trước tới giờ không ép buộc người khác. Bằng hữu của ngươi từ trên trời đến rơi xuống, thương thế rất nặng, chúng ta căn bản không cần thiết cứu người, nhưng xuất phát từ tấm lòng thiện lương của thánh địa nên đã cứu được nàng. Ngươi chỉ cần thể hiện cảm tạ là được, ngươi, thì có thể bình yên vô sự đưa đến trên tay ngươi. Diêm Lâu đứng sau lưng Dạ An Nhiên, bàn tay tái nhợt lạnh như băng bóp lấy cổ của nàng. Linh văn đầu lâu trên trán lóe ra ánh sáng màu xanh, chiếu ánh cả gương mặt tái nhợt, tà khí không thôi. Ta chưa từng cùng thánh địa kết giao, không rõ ràng quy củ thánh địa. Xin hỏi, dưới tình huống này, ta nên thể hiện gì để cảm tạ các ngươi đây? Khương Phàm tỉnh táo ứng phó, cũng đang lắng nghe âm thanh giữa rừng rậm. Nếu như lúc này có người đến quấy rầy thì có lẽ có thể có được cơ hội. Tự ngươi xem thế nào là được rồi. Thánh địa chúng ta, không tùy tiện cứu người. Thánh địa chúng ta, càng không bắt buộc phải có bất cứ hồi báo gì. Mặt Diêm Lâu vẫn không thay đổi mà nói, chỉ là ý tứ trong lời nói, cho dù ai nghe được cũng rõ ràng. Thú Nguyên, cảm động đến rơi nước mắt, trò chuyện tỏ tâm ý. Khương Phàm lấy Thú Nguyên từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, nâng ở trong tay. Cơ thể thanh bằng khổng lồ, huyết mạch cường thịnh. Cảnh giới cao hơn, viên thú nguyên này vậy còn muốn lớn hơn gấp đôi bàn tay Khương Phàm. Thanh quang nồng đậm chiếu sáng rừng rậm, phong nguyên lực hùng hậu không chỉ gần hình thành hư ảnh thanh bằng ở xung quanh mà càng mang theo cuồng phong gào thét trong rừng rậm, cây rừng lung lay, lá cây bay lên đầy trời.
Các đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa hơi nhíu mày, thống khoái như vậy sao? Đây chính là thú nguyên thanh bằng đó, nói cho liền cho. Xem ra quan hệ giữa hắn và nữ hài này có chút đặc biệt. Diêm Lâu thở ơ, tay phải bóp lấy Dạ An Nhiên, tay trái nhấc lên ngọn lửa màu xanh. Thanh viêm tinh khiết trong suốt, lại tràn ngập hàn khí thấu xương. Thi thể ngũ thải độc điệp, cũng là dược liệu đặc thù. Đối với Ly Hỏa Thánh Địa mà nói, hẳn là tác dụng. Nói thật rõ tâm ý. Khương Phàm ném thi thể ngũ thải độc điệp ra. Các đệ tử Thánh Địa càng khẳng định, quan hệ giữa hai người này không phải mà người nhà mà chính là tình nhân. Nhưng, Diêm Lâu vẫn không có buông Dạ An Nhiên ra, năm ngón tay trái huy động, dẫn dắt ngọn lửa màu xanh, ngưng tụ thành hình đầu lâu, từ từ rời khỏi mặt Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên lạnh cả người, nhịn không được giật mình một cái. Loại lạnh này không phải lạnh từ trong máu thịt xương cốt, mà là lạnh từ trong linh hồn. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Mang thêm ta cho ngươi. Đám người Ly Hỏa Thánh Địa đều lạnh lùng nhìn hắn, không muốn mở miệng, nhưng chờ ngươi cho. Lúc này, ba nam nữ tử đón lấy cuồng phong mà vọt tới nơi này, sau khi nhìn thấy thú nguyên trong tay Khương Phàm thì đều lộ ra vẻ mặt kích động tham lam. Khương Phàm đang muốn chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh, một khắc này, ba người kia lại đang chú ý tới Ly Hỏa Thánh Địa thì sắc mặt đại biến liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tay trái Diêm Lâu khống chế hỏa diễm đầu lâu, vây quanh trước mặt Dạ An Nhiên, nhắm ngay mặt của nàng. Dạ An Nhiên khẩn trương nhìn chằm chằm đầu lâu gần ngay trước mắt, không dám động đậy. Ngươi muốn yêu thú của ta. Khương Phàm quan sát đến mắt Diêm Lâu, nhưng lại không thể từ trong đôi mắt đen nhánh kia nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào. Chúng ta bộn bề nhiều việc, để cho ngươi biểu đạt chút tâm ý, như thế vẫn không hiểu chuyện sao. Một tên đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa cuối cùng cũng mở miệng. Khương Phàm đột nhiên đã hiểu. Các ngươi muốn cái đỉnh luyện của ta. Chúng ta không có nghĩa vụ cứu người, ngươi hẳn nên có chút cảm tạ. Diêm Lâu cũng mở miệng, nói bóng gió, chính là muốn chiếc đỉnh kia. Trong Ly Hỏa Thánh Địa có rất nhiều đỉnh lô phi phàm, nhưng hắn chưa từng thấy qua một chiếc đỉnh lô ngay thời điểm xuất hiện lại có thể gây nên thanh thế mạnh mẽ như vậy. Đừng nói ngũ thải độc điệp lúc ấy thất thần, ngay cả hắn đều hoảng hốt. Thanh bằng thú nguyên vô cùng quý giá, nhưng, chỉ sợ chiếc đỉnh kia lô mới thật sự là bảo bối. Cái lễ này, quá nặng rồi. Diêm Lâu ngươi, không thu lại được. Đáy mắt Khương Phàm lóe ra ý lạnh, cũng không dám tùy tiện phát tác. Đưa hay không đưa là chuyện của ngươi, có thu hay không là chuyện của ta. Diêm Lâu huy động năm ngón tay, khống chế thanh hỏa đầu lâu trôi nổi ở trước mặt Dạ An Nhiên. Ngươi nói ngươi tên Đường Diễm, ta thấy chưa hẳn, nhưng ngươi không hiểu rõ Lục Gia, không biết Thái Long, ngươi cũng không thuộc về Thánh Địa, hơn nữa cách nơi này rất xa. Ngươi không biết ta, cũng không biết Thánh Viêm ta. Giới thiệu sơ lược chút, linh văn của ta là M Linh Thánh Văn, hỏa diễm của ta là M Linh Ác Hỏa. Bây giờ ta chỉ là linh nguyên cảnh tam trọng thiên còn chưa kích phát ra uy lực ác hỏa chân chính. Nhưng, nếu như ngọn lửa này bị nhét vào trong thân thể của cô ta thì linh hồn sẽ bị đốt thành cho bụi, thân thể của cô ta rất nhanh cũng chỉ còn lại cái xác không. Tin ta đi, thiêu đốt linh hồn đau đớn vượt xa cơ thể nghìn lần vạn lần. M thanh trầm thấp lại chậm chạp của Diêm Lâu quanh quẩn trong rừng rậm khiến cho người ta rùng mình. Một nam đệ tử ngũ trọng thiên đi đến phía trước, cảnh giác Khương Phàm. Đề phòng hắn tập kích, càng đề phòng hắn chạy trốn. Nữ đệ tử ngũ trọng thiên khác thì đứng ở bên cạnh Dạ An Nhiên, trong tay nắm lấy một cành liễu. Khương Phàm chau mày, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bình thường tự xưng khôn khéo cay độc, giờ phút này nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì Diêm Lâu đang nắm con tin. Bởi vì Diêm Lâu tuyệt đối không phải người lương thiện. Không cần. Dạ An Nhiên vừa muốn mở miệng. Đầu lâu trước mặt đột nhiên như sống lại, khẽ dựa vào trước mặt nàng. Dạ An Nhiên không thể không im lặng. Ngươi chỉ cần đỉnh lô. Khương Phàm chau mày. Chúng ta cứu người, không cầu hồi báo, đơn giản biểu thị là được rồi. Diêm Lâu thản nhiên nói, ý là, ta chỉ cần đỉnh lô. Khương Phàm lấy thú nguyên, cũng lấy ngũ thải độc điệp, thử kêu gọi Đao Hoàng. Đao Hoàng lại trong thanh đồng tiểu tháp đau đớn co do, không giúp được gì. Thánh Địa từ trước tới giờ không ép buộc. Nếu như ngươi không nguyện ý coi như xong, tuy nhiên, Thánh Địa chúng ta cũng không có nghĩa vụ cứu người. Thời điểm nhặt được cô ta thì cô ta đã bị thương, lúc trả lại cho ngươi cũng hẳn là nguyên vẹn.
Diêm Lâu ra hiệu với nữ đệ tử bên cạnh. Nữ đệ tử tà mị cười một tiếng, nhìn Khương Phàm rồi lại lung lay cành liễu trong tay, bỏ vào trên bụng Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên vừa muốn cảnh giác, đột nhiên cành liễu mọc ra vô số trạc cây, hung hăng đâm vào thân thể của nàng. À! Dạ An Nhiên đau đớn kêu thảm. Cành liễu giống như một con vật sống đang vặn vẹo trong cơ thể nàng, còn mọc ra lít nha lít nhít cành cây xuyên qua nội tạng, quấn lên xương cốt. Dạ An Nhiên đau đến muốn ngạt thở, mồ hôi lớn như hạt đậu đổ đầy gương mặt. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được các cành cây đang lan tràn trong thân thể mình, vừa đau đớn vừa sợ hãi. Giống như một cái cây đang mọc rễ, nảy mầm trong thân thể. Đừng lại tổn thương nàng, ta cho. Khương Phàm lập tức muốn triệu ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, đồng thời thân thể căng cứng, chuẩn bị vọt mạnh về phía trước. Chậm đã, không nên gấp, từ từ đi đến. Diêm Lâu đoán được ý đồ Khương Phàm, trong đôi mắt đen kịt lại lóe ra ý lạnh. Lui lại 20 mét, phóng đỉnh lô tới phía sau ngươi. Nếu như ta nhìn thấy ngươi có bất kỳ cử động nào để cho ta không hài lòng, đỉnh lô, ta không lấy, nhưng mạng vị bằng hữu này của ngươi, ngươi cũng đừng hòng có được. Không được thương tổn nàng. Khương Phàm sâu hít một hơi thật sâu, lui lại đến hai bên ngoài 10 mét, đưa lưng về phía bọn hắn, thả cửu hoàng luyện thiên đỉnh ra. Ầm ầm, khí lãng ngập trời, núi rừng lắc lư. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh phát ra hào quang rực rỡ, uy thế cường đại tràn ngập giống như núi trời. Quả nhiên là đỉnh tốt. Trong lòng Diêm Lâu nổi lên từng cơn sóng nóng hổi, nếu như có thể mang về thánh địa, không chỉ có sư tôn, ngay cả thánh chủ cũng đều sẽ vui mừng. Giao người cho ta. Khương Phàm nhìn xuống lửa giận, giằng co với bọn hắn. Lui lại, rời khỏi đỉnh lô 30 bước. Diêm Lâu tiếp tục cảnh cáo Khương Phàm. Thả người. Khương Phàm hô to. Ngươi không có quyền nói chuyện, lui lại, ta muốn kiểm tra đỉnh lô. Diêm Lâu tản ra thanh hỏa đầu lâu, đi về phía đỉnh lô. Khương Phàm nhiều lần lui lại, ánh mắt lấp lóe, tìm kiếm cơ hội đánh bất ngờ. Thế nhưng đám người ly hỏa thánh địa này quá cảnh giác. Hai tên ngũ phẩm linh văn, một người theo dõi hắn, một người khống chế Dạ An Nhiên, toàn bộ còn lại đều đang bảo vệ Diêm Lâu đi tới đỉnh lô. Đúng là bảo bối. Diêm Lâu đứng ở trước mặt đỉnh lô, càng có thể cảm nhận được khí tức nặng nề rộng rãi kia. Cứ như đang ngưỡng vọng mà một ngọn núi cao vạn trượng, cứ như đang đối mặt với thần linh cổ lão đang ngủ say. Cảm giác này, chưa bao giờ có qua. Ngươi từ đâu lấy được chiếc đỉnh lô này? Diêm Lâu giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đường vân cổ lão mặt ngoài đỉnh lô. Thả người. Nó tên gọi là gì? Thả người. Diêm Lâu quay đầu nhìn Khương Phàm, thật lâu, thản nhiên một câu. Nếu là đưa lễ vật cho người khác thì không nên lại có bất kỳ quan hệ gì với ngươi nữa. Có phải ngươi cần chặt đứt tất cả liên hệ với nó hay không? Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, nháy mắt muốn công kích, xông về Dạ An Nhiên. Trốn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi là thú văn. Nam tử ngũ trọng thiên phía sau lưng nhúc nhích, triển khai cánh chim bổ nhào tới phía Khương Phàm. Lôi chiều bộc phát khắp toàn thân hắn, ngưng tụ ra mấy chục thanh lôi đao, cường quang chói mắt phóng về phía Khương Phàm. Cảnh giới ngũ trọng thiên đều áp đảo tam trọng thiên mọi phương diện. Mà, người này lại phụ trách bảo vệ Diêm Lâu, hắn không chỉ đơn giản là ngũ trọng thiên, hắn còn là lục phẩm thú linh văn. Khương Phàm tránh cũng không thể tránh, đối diện đụng phải lôi đao, lôi chiều, máu tươi phun tung tóe, kêu thảm tung bay ra ngoài. Nếu như ta nhớ không lầm, muốn chặt đứt liên hệ, phương pháp trực tiếp nhất chính là, chủ nhân. Chết, ta thấy hai người các ngươi đều chết hết đi, trên đường còn có thêm bạn. Thánh địa, chính là nhân từ to lớn như vậy đấy. Diêm Lâu đưa tay chạm đến đỉnh lô, lạnh lùng ra lệnh. Diêm Lâu, phụ mẫu nó, ngươi gây nhầm người rồi. Sau khi Khương Phàm bị đánh bay ra ngoài thì bỗng nhiên huy động lực lượng, hắn cầm tàn đao trong tay ngang nhiên bổ về phía nam tử ngũ trọng thiên kia. Ha ha, vô năng nên tức giận. Nam tử ngũ trọng thiên từ trên trời lao xuống, trường thương đâm thẳng đến Khương Phàm, dẫn dắt lôi chiều toàn thân hình thành roi điện dày đặc, cuồng dã bạo kích. Khai thiên thức. Khương Phàm đang tức giận ở phía dưới cũng nhanh chóng dẫn dắt khí huyết toàn thân, kích thích linh hồn tức giận, kích thích đại thừa thánh văn, phát ra một kích cuồng bạo. Đao khí cuồn cuộn, cường quang chói mắt. Tàn đao mang theo uy lực khai thiên bổ vào trên trường thương đối diện. Đao khí mãnh liệt ngạnh kháng roi điện đầy trời.
Ầm ầm, uy lực lôi chiều của ngũ trọng thiên vô cùng cường thịnh đã cưỡng bức đánh vỡ vụn đao khí. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nhưng, trường thương lại không thể chống đỡ được công kích của tàn đao, trong nháy mắt đã vỡ nát. Chất liệu, kém xa. Tàn đao đánh vỡ nát trường thương lại đâm thẳng đến mặt nam tử. Toàn thân nam tử ớn lạnh, kinh hồn né tránh, nhưng tàn đao vẫn bổ đến nửa gương mặt hắn. À, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng rừng rậm. Bọn người Diêm Lâu lập tức nhìn qua. Khương Phàm tức giận phản kích, nữ đệ tử ngũ trọng thiên lại khống chế cành liễu cười lạnh với Dạ An Nhiên. Kiếp sau, đừng mạo phạm thánh địa. Cành liễu dâng lên ánh sáng xanh nồng đậm, trong thân thể Dạ An Nhiên lan tràn ra càng nhiều cành nhọn hơn, đâm xuyên qua nội tạng, lôi kéo khắp xương cốt, còn chui từ trong da thịt ra ngoài, mọc ra cả lá xanh. Cành liễu giống như muốn biến thành một cây đại thụ, xé nát cả thân hình Dạ An Nhiên ra. Nhưng, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm kinh động đến bọn người Diêm Lâu, càng kinh động đến nữ đệ tử này. Tô Vân, nữ đệ tử quay đầu nhìn ra xa, sau khi nhìn thấy hình ảnh đẫm máu kia thì vô cùng sợ hãi. Ngay một khắc này, Dạ An Nhiên đột nhiên hé miệng, một đạo linh phù ở đầu lưỡi nở rộ điên cuồng cướp đoạt mộc nguyên lực lan tràn toàn thân. Hả? Nữ đệ tử giật mình, lập tức quay đầu. Phốc phốc. Linh phù xông ra hai sợi đằng tráng kiện đánh tới đối diện. Mộc nguyên lực cướp đoạt được từ trong thân thể biến thành vũ khí chí mạng. Cảnh giới nữ đệ tử này rất cao nhưng cũng hoàn toàn không ngờ tới tiểu cô nương bị lấy mất nhẫn không gian, hai tay cũng bị trói chặt, đã sắp phải chết mà lại còn có thể phản kích. Ngươi! Nữ đệ tử há mồm kinh ngạc, đầu bị cây xanh đối diện xuyên thấu. Lực xuyên thấu to lớn để nàng lảo đảo lui lại hai bước, ngửa mặt ngã quỵ. Nàng co quắp toàn thân, con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Linh phù của ta là ngưng tụ ở trong khí hải. Dạ An Nhiên khẽ nói một tiếng, sau đó lại nhào vào trên mặt đất. Mặc dù phù văn đã rút mất mộc nguyên lực, thế nhưng... cành liễu chỉ khô héo, không có biến mất, nó vẫn còn xen kẽ khắp từng bộ phận trên toàn thân nàng. Máu trong cơ thể mất khống chế mà chảy ra khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng, còn có những vết thương toàn thân. Khương Phàm cố nén suy yếu và đau đớn mà khai thiên thức mang tới, lập tức triển khai hỏa dược nhào về phía Dạ An Nhiên. Cố chịu đựng. Khương Phàm nhìn tình trạng của Dạ An Nhiên, sắc mặt trở nên khó coi. Hỗn đản, ta phải giết ngươi. Tôn Vân bị phá hủy một bên má phải, đau đớn không chịu nổi, hắn huy động cánh chim. Nhấc lên lôi chiều kinh khủng nhào về phía Khương Phàm. Khương Phàm mang theo Dạ An Nhiên phóng lên không trung. Chuyện đột nhiên xảy ra khiến tất cả mọi người của Ly Hỏa Thánh Địa ngây ngẩn cả ra. Tôn Vân, giết hắn cho ta. Diêm Lâu tức giận, rõ ràng khống chế được cục diện mà lại còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôn Vân nhanh chóng phóng tới, tốc độ nhanh đến kinh người, lôi chiều toàn thân oanh động ở xung quanh, gắt gao đuổi giết Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng lao vùn vụt, khi thì phóng lên trời, khi thì chuyển hướng, mạo hiểm tránh né sự đuổi bắt của Tôn Vân. Mặc dù hỏa dực của hắn rất mạnh, nhưng Tôn Vân là lục phẩm thú linh văn, được thánh địa dốc lòng bồi dưỡng, tốc độ cũng không chậm. Huống chi, hai cảnh giới của hắn lại có thể vững vàng đè ép Khương Phàm. Bắt được ngươi rồi. Sau khi Tôn Vân điên cuồng đuổi bắt sốt cuộc cũng khiến cho Khương Phàm náo loạn. Lôi chiều toàn thân oanh động kịch liệt hóa thành mấy chục đạo lôi đao tấn công tới. Khương Phàm tránh cũng không thể tránh, ánh mắt hắn hung ác, bỗng nhiên nghênh đón tiếp nhận. Phốc phốc, phốc phốc, lôi đao chém rách ra thịt Khương Phàm, xé nát cả hỏa dực phía sau. Trong nháy mắt, toàn thân Khương Phàm cứ như từ trong cối xay thịt bò ra, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Nhưng, hai tay lại được áo giáp bảo vệ nên vẫn bình yên vô sự mà ngạnh kháng với lôi chiều. Đánh về phía trước một kích. Bành! Tôn Vân có chút điên cuồng mà mất lý trí, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm sẽ không né tránh. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nên chỉ có thể nhanh chóng lao tới va chạm về phía trước. Khương Phàm hung hăng đâm hai móng vuốt xuyên qua bụng Tôn Vân, sau đó lại xoay hướng đẩy ngược lên phía trên. Tôn Vân kêu lên đầy thê lương thảm thiết, linh văn hừng hực, điên cuồng bạo động lôi chiều toàn thân. Phốc phốc phốc! Vô số lôi điện bao phủ Khương Phàm, máu thịt văng tung tóe. Nhưng, Khương Phàm lại hung tàn điên cuồng hơn, thời điểm bị lôi chiều đánh lui, hai cái móng vuốt đã nhanh chóng kéo lấy trái tim đang nhảy lên từ trong thân thể Tôn Vân ra. Ục ục,
Tôn Vân há to miệng, hắn muốn nói chuyện nhưng chỉ tuôn ra toàn máu tươi. Ý thức đột nhiên quay cuồng giữa trời đất rồi chìm dần vào bóng đêm, ngẩng đầu rơi xuống phía sơn lâm. Toàn thân Khương Phàm cũng không nhìn được ra bộ dáng, hai cánh cũng bị chém nát, nhanh chóng hạ xuống. Đồ hỗn trướng, ngươi dám giết hai đại đệ tử thánh địa ta. Diêm Lâu tức giận không thể kiềm chế, hai vị ngũ trọng thiên cứ như vậy mà chết. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì quả thực hắn cũng không dám tin. Hắn muốn rớt xuống, bắt hắn lại. Bảy tên đệ tử còn lại cũng vô cùng tức giận, thánh địa chưa từng nhận qua khiêu khích như vậy. Bọn người Tôn Vân là hai hộ giả, mục đích cùng đi đến đây, một là chống cự mãnh thú, hai là thời điểm phát hiện bảo bối có thể kịp thời lấy đi. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới họ lại chết ở trong tay người bên ngoài. Đây là sỉ nhục, đối với thánh địa bọn hắn thì lại càng là một sự coi thường. Khương Phàm dần dần trở nên hôn mê, hắn liên tiếp thúc giục Linh Văn, một lần nữa ngưng tụ hỏa dực nhưng liên tiếp thất bại. Tuy nhiên, dưới ý chí kiên cường, tại thời khắc sống còn thì Khương Phàm cũng vẫn đã triển khai được hỏa dực. Khương Phàm huy động hỏa dực, phóng lên tận trời. Đáng chết! Các đệ tử thánh địa đang muốn bắt người, kết quả cứ vậy mà chưa nhìn Khương Phàm bay mất. Khương Phàm xoay quanh ở trên không, liên tục nuốt lấy đan dược bổ sung huyết khí và linh lực, khép lại thân thể rách dưới, bổ sung linh lực tiêu hao. Chúng ta đi. Diêm Lâu huy động nhẫn không gian muốn lấy cự đỉnh đi trước, nhưng, lặp đi lặp lại mấy lần mà cự đỉnh vẫn không nhúc nhích tí nào. Sao? Diêm Lâu kinh ngạc, sao lại không thu được? Chiếc nhẫn không gian này của mình cũng không phải bảo khí không gian bình thường, nó là được sư tôn thánh địa tự mình chế tạo. Đúng vào lúc này, các đệ tử lại đột nhiên kinh hãi hô to. Một thanh trường thương màu vàng đâm xuyên trời cao lao thẳng đến chỗ bọn hắn, phía sau kéo theo hỏa diễm mãnh liệt đang cháy hừng hực. Coi chừng, tránh đi. Các đệ tử thánh địa lập tức chạy trốn. Ầm ầm, trường thương oanh kích mặt đất, hỏa diễm mãnh liệt nổ ầm ầm. Ngay sau đó hỏa triều lại từ trên trời giáng xuống quét sạch cả sơn lâm. Các đệ tử thánh địa mạo hiểm tránh khỏi, bình yên vô sự. Nhưng ngay sau đó, cây trường thương thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp oanh kích xuống rừng rậm, cũng mang đến rất nhiều hỏa triều mãnh liệt. Phạm vi mấy trăm mét hoàn toàn bị liệt diễm nuốt hết. Nhiệt độ cực kỳ cao, thiêu hủy tất cả cây rừng, hòa tan cả đất đá, khiến cho các đệ tử thánh địa không thể không nhiều lần lui lại. Đáng chết! Sắc mặt Diêm Lâu âm trầm đứng ở trước đỉnh lô, đã hiểu ý đồ của Đường Diễm. Hắn có thể chống đỡ được những ngọn lửa này, nhưng các sư đệ khác thì không được, bây giờ khẳng định đều phải lùi đến phía ngoài cùng. Nếu như mình không đi ra, có khả năng, Đường Diễm sẽ săn giết từng trên trong bọn hắn. Nếu như mình lui ra ngoài, chiếc đỉnh lô này sẽ bị lấy đi. Diêm Lâu sư huynh! Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Bảy tên đệ tử khẩn trương tập hợp cũng một chỗ, nhìn Khương Phàm từ trên trời giáng xuống đang giết tới phía bọn hắn. Diêm Lâu tức giận, nhưng lại không thể không rời khỏi đỉnh lô. Khương Phàm lập tức chuyển hướng, vạch ra đường cong, vọt vào liệt diễm cuồn cuộn, đánh một chưởng vỗ vào bên trên đỉnh lô. Tiếng vang ầm ầm, đỉnh lô phát sáng nhanh chóng trở lại khí hải. Khương Phàm dương cánh bay lên không, xuất hiện ở trên cao khoảng 100 mét, toàn thân máu me đầm đìa. Có thể nhìn thấy cả xương cốt, tuy nhiên tất cả đều đang nhanh chóng khôi phục. Diêm Lâu, chạy đi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, nhìn phong cảnh thế giới này, hưởng thụ cảm giác còn có thể thở. Ta, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. M thanh giá lạnh của Khương Phàm quanh quẩn giữa không trung, hắn huy động hỏa dực biến mất giữa trời. Chưa từng thấy người nào cuồng ngạo như vậy, dám khiêu khích thánh địa, không biết sống chết. Thánh phẩm thú văn thì có thể vô pháp vô thiên như vậy sao? Hắn đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Các đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa đều bị chọc giận. Là đệ tử Thánh Địa, bọn hắn cao ngạo và càng cao quý hơn mọi người, chưa bao giờ có ai dám khinh thường bọn hắn như vậy. Nơi này là Thiên Khải Bí Cảnh, là nơi Thánh Địa bọn hắn rèn luyện. Đem tin tức tràn ra đi, nói Đường Diễm cướp được thú nguyên thanh bằng. Diêm Lâu nhìn thi thể hai người Tôn Vân. Đáy mắt hiện lên ý lạnh thấu xương. Không phải chúng ta nên trốn đi trước sao? Một tên đệ tử nhị trọng thiên bỗng nhiên nhắc nhở, chỉ là giọng rất thấp. Sợ sao? Chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn? Diêm Lâu sư huynh tự mình ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Tốt nhất là hắn đừng đến, nếu không,
chắc chắn sẽ chết ở trong tay Diêm Lâu sư huynh. Một tên đệ tử khác bất mãn quát tháo. Vị đệ tử kia xấu hổ cười cười, nói. Chúng ta không sợ Đường Diễm, nhưng con xà yêu kia của hắn rất khó đối phó. Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta vẫn còn có đội ngũ thiên khải bí cảnh này, tìm tới bọn hắn. Diêm Lâu thu thi thể của bọn người Tôn Vân lại, sau đó rời khỏi nơi này. Nguyên Dương Đan, ta phải luyện Nguyên Dương Đan. Khương Phàm không lo được điều trị thương thế cho mình, vừa lao vùn vụt trong tầng mây, vừa quan sát tình huống của Dạ An Nhiên trong Thanh Đồng Tiểu Tháp. Dạ An Nhiên nằm ở bên trong hôn mê bất tỉnh, khí tức còn càng ngày càng yếu. Khương Phàm không nhìn thấy tình huống trong cơ thể nàng, thế nhưng những cành cây chui ra ngoài thân thể kia nhìn thấy mà giật mình, có mấy vị trí vô cùng nguy hiểm. Cổ, ngực, phần bụng, còn có lỗ tai. Khương Phàm sốt ruột, khí tức đều trở nên lộn xộn. Nguyên Dương Đan, cần 5 viên huyết tinh yêu quả, 20 cây thanh linh đằng trăm năm, 8 cây huyết cốt sâm, 50 gốc thiên linh thảo, 15 đóa bạch cốt hoa, còn có thuốc dẫn cực kỳ quan trọng, long huyết chi. Linh hồn đan hoàng cảm thấy Khương Phàm bối rối, nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Đúng đúng, nhớ ra rồi. Khương Phàm xông ra tầng mây, rơi xuống trong một mảng rừng rậm tươi tốt, tìm kiếm dược liệu khắp nơi. Mặc dù hắn mang theo rất nhiều dược liệu, nhưng dược liệu để luyện chế Nguyên Dương Đan lại vô cùng hiếm thấy, nhất là long huyết chi. Linh hồn đan hoàng cảm nhận được sự hỗn loạn và dao động mãnh liệt của linh hồn Khương Phàm, hắn thở dài trong lòng, tiểu gia hỏa này hình như có chút không bình thường. Chẳng lẽ thật có cảm giác với tiểu nha đầu này rồi? Đúng rồi, còn có đao hoàng. Cần dược liệu gì để giải độc cho nó, ta sẽ cùng tìm luôn. Khương Phàm chợt nhớ tới đao hoàng. Ta thấy tiểu cô nương sắp không được rồi, người vẫn nên tranh thủ thời gian cứu nàng trước đi. Tiểu xà yêu uống chút máu của ngũ thải độc điệp thì có thể làm dịu đau đớn. Linh hồn đan hoàng thầm nghĩ, không tồi, không gặp sắc quên bạn. Người tốt nhất nên cho nha đầu này chút địa táng hoa, 8 cánh ngọc lan hoa, còn có thọ dương quả. Những thứ này luyện đan gì? Không phải luyện đan, là dùng ở bên ngoài. Tiểu cô nương còn trẻ như vậy, đừng để lại vết sẹo. Khương Phàm phóng tới bốn phía trong rừng rậm, thu góp các loại linh thảo linh quả mình cần. Mặc dù rất nhiều dược thảo ở bên ngoài rất hiếm thấy, nhưng linh lực trong thiên khải bí cảnh rất nồng đậm, hoàn cảnh cổ lão, Khương Phàm tìm không đến 3 giờ đã có hết. Sau khi đao hoàng rút hơn phân nửa máu tươi của ngũ thải độc điệp thì rốt cuộc cũng hỏa hoãn đau đớn. Trong lòng Khương Phàm thả lỏng tranh thủ thời gian tìm tới một nơi an toàn, lấy đỉnh lô ra luyện dược. Huyết tinh yêu quả, thanh linh đằng, huyết cốt sâm và các loại đan dược, liên tiếp tiến vào đỉnh lô. Tạp chất bên trong bị kim viêm xử lý hết thảy, chỉ còn lại có tinh hoa tinh khiết, lần lượt xung hợp. Rất nhanh, một viên nguyên dương đan đã từ trong đỉnh lô bay ra. Bao lâu có thể thấy hiệu quả? Khương Phàm cẩn thận từng ly từng tí cho Dạ An Nhiên ăn vào, kích thích linh lực yếu ớt trong cơ thể nàng hấp thu dược hiệu. Những cành cây này xen kẽ trong cơ thể nàng sẽ trở ngại hấp thu, ảnh hưởng dung hợp. Người từ trên hướng xuống, rút từng cây ra bên ngoài, chú ý, tuyệt đối đừng dùng quá sức, cho dược hiệu thời gian chữa trị vết thương. Đan Hoàng nhắc nhở xong liền chủ động yên lặng, không còn đụng vào linh hồn Khương Phàm nữa. Bởi vì toàn thân Dạ An Nhiên đều mọc đầy cành cây, có một vài nơi quá nhạy cảm, hắn đều rất khó xử. Khương Phàm bắt đầu từ lỗ tai Dạ An Nhiên, cẩn thận xoay tròn từng ly từng tí. Cành cây đã bị rút khô linh khí, vô cùng yếu ớt, rất nhẹ nhàng liền tách ra khỏi thân thể. Khương Phàm khống chế cường độ, từ từ rút ra bên ngoài. Vì Dạ An Nhiên đang hôn mê nên không cảm giác được đau đớn, nhưng Khương Phàm lại lên cơn giận dữ. Những người thánh địa này làm việc so với tông môn còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cây lại tiếp lấy một cây mang theo máu tươi được rút ra khỏi thân thể Dạ An Nhiên. Là một nữ hài tử lại bị thủng trăm ngàn lỗ như thế, vô cùng thê thảm. Mắt Khương Phàm sung huyết, mặt cũng đều bởi vì tức giận mà trở nên dữ tợn. Diêm Lâu, Ly Hỏa Thánh Địa, tiểu gia ta sẽ đấu cùng các ngươi, xem ai ác hơn, xem ai có thể sống đến phút cuối cùng. Hiệu quả Nguyên Dương Đan vô cùng tốt, đây cũng là một trong 300 viên thuốc mà Khương Phàm nghiên cứu, có hiệu quả cứu chữa tốt nhất. So với Hạo Nguyên Đan càng ôn hòa hơn. Sau khi toàn bộ trà cây bị rút ra, dược hiệu thông suốt không còn trở ngại nữa,
những vết thương từ trong tới ngoài đều được khép lại. Gương mặt Dạ An Nhiên dần dần khôi phục chút huyết sắc. Khương Phàm rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nghiền nát địa táng hoa, tám cánh ngọc lan hoa và thọ dương quả, theo thứ tự bôi lên trên vết thương đang chảy máu. Phương thuốc đan hoàng nói quả nhiên hữu hiệu, sau khi vết thương hấp thu được dược dịch vậy mà lại có thể thấy được những vết thương đang từ từ khép lại, còn phát ra huỳnh quang nhàn nhạt. Khương Phàm thu Dạ An Nhiên vào trong thanh đồng tiểu tháp, lần nữa rời khỏi đấy, tiếp tục vào trong rừng tìm kiếm độc liệu cho đao hoàng. Bên trong thiên khải bí cảnh không có phân chia ban ngày hay đêm tối. Mây mù nặng nề ở vạn mét trên không chung quanh năm tỏa ra tia sáng, chiếu khắp thiên khải bí cảnh cũng thỉnh thoảng sẽ vẩy xuống cột sáng tươi đẹp làm cho bí cảnh tăng thêm mấy phần thần bí. Khương Phàm cũng không biết mình đã giày vò bản thân bao lâu, sau khi luyện xong thuốc giải cho đao hoàng, suýt chút nữa đã mệt mỏi hôn mê. Đao hoàng, thay ta trông coi chút. Khương Phàm đưa đao hoàng ra ngoài canh giữ sơn cốc. Hắn ngồi dựa vào nơi hẻo lánh, vận chuyển đại diệu thiên kinh, từ trong rừng rậm hấp thu tinh khí cỏ cây, điều trị thương thế, khôi phục tinh thần. Nghĩ đến Dạ An Nhiên vẫn còn đang hôn mê nên hắn cũng dứt khoát đưa nàng ra. Tinh khí cỏ cây nồng đậm không ngừng liên tục hội tụ tới, tạo thành mê vụ mỏng manh xung quanh Khương Phàm, vừa tẩm bổ cho Khương Phàm đồng thời cũng bao phủ Dạ An Nhiên hôn đang mê. Dạ An Nhiên bị ngứa ngáy và đau nhói bên trong thân thể làm tỉnh lại. Những cảm giác khó chịu này đều là từ trên các vết thương đang khép lại. Nàng mệt mỏi mở mắt ra, trong mắt đầu tiên nhìn thấy được là Khương Phàm đang ngồi xếp bằng bên cạnh điều dưỡng. Đao hoàng ngẩng đầu, phun ra nuốt vào cái lưỡi đỏ hồng của mình, nhìn nàng một chút, sau đó lại tiếp tục cảnh giác ngoài núi. Dạ An Nhiên hoảng hốt, dần dần nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Lúc ấy nàng đã nắm lấy cơ hội đánh chết tên nữ đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa kia. Nhưng toàn thân nàng cũng bị trà cây đâm xuyên khắp nơi. Trước khi hôn mê nàng đều cho rằng mình sẽ phải chết. Được cứu rồi sao? Dạ An Nhiên mệt mỏi chống người lên. Người của Ly Hỏa Thánh Địa đều không ở đây, hẳn là Khương Phàm đã chạy thoát. Dạ An Nhiên vừa muốn vận khí thì chợt phát hiện toàn thân mình bị bôi chết những thứ sền sệt. Từ trên xuống dưới, 50 tương đương 60 chỗ. Những thứ này thì cũng không có gì, chỉ là vị trí. Khuôn mặt tái nhợt của Dạ An Nhiên lập tức trở nên đỏ ửng, nàng xấu hổ đến mức toàn thân đều nóng lên. Tỉnh rồi sao? Khương Phàm mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Dạ An Nhiên đang đỏ mặt nhìn hắn. Không tệ lắm, hiệu quả nguyên dương đan thật rất tốt, sắc mặt khôi phục quá nhanh. Trước đó còn tái nhợt, bây giờ đã đỏ bừng. Ngươi, ta, Dạ An Nhiên muốn nói gì đó nhưng lại xấu hổ nói không ra lời. Bên ngoài là bôi thuốc trừ sẹo, bây giờ hẳn là đã khôi phục tốt rồi. Khương Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Bôi rất cẩn thận, những chỗ nên bôi ta đều đôi, một vết thương cũng đều không lọt. Đừng nói nữa. Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, nàng xấu hổ đến mức toàn thân đều giống như muốn bốc cháy. Đương nhiên rất cẩn thận. Ngươi còn suýt bôi hết toàn thân. Dạ An Nhiên cơ hồ có thể tưởng tượng đến dáng vẻ Khương Phàm nhìn thân thể nàng chằm chằm. Lại còn vừa nhìn vừa sờ. Bên ngoài có một cái hồ, rửa thân thể sạch một chút. Chúng ta coi như đã có thủ với Ly Hỏa Thánh Địa rồi. Khương Phàm không có chú ý tới ánh mắt xấu hổ kia của Dạ An Nhiên, hắn bắt đầu suy nghĩ phải làm như thế nào để săn giết đám người Diêm Lâu. Dạ An Nhiên thật sự im lặng, muốn oán trách lại oán trách không được, muốn phát tác càng không phát tác được. Mặc dù phụ thân đã cùng Khương Vương thương lượng chuyện đính hôn, nhưng cứ không công bị sờ một lần như vậy để cho nàng ngượng đến không chịu nổi. Mấu chốt là tiểu tử này lại hình như hoàn toàn không để ý. Không biết là ngốc thật, hay là giả ngu. Sau đó không lâu, Dạ An Nhiên xử lý xong thân thể liền trở lại sơn cốc. Khương Phàm nhìn đến ngẩn ngơ. Dạ An Nhiên vốn thanh xuân mỹ lệ, còn có cảm giác như tinh linh tự nhiên, giờ phút này mỹ nhân đi tắm, hoa sen mới nở giống như mê hoặc lại có thể đánh tới linh hồn. Làm cho lòng ngực nhảy liên hồi. Tuy nhiên, Khương Phàm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó là nhíu mày. Mình làm sao thế này? Mấy tháng qua hình như thường xuyên sẽ có chút ý nghĩ kỳ lạ, thân thể cũng nhịn không được có chút phản ứng kỳ quái. Ngay cả thời điểm sức thuốc cho Dạ An Nhiên, rõ ràng là cứu người, nhưng hết lần này tới lần khác lại ngây người đến mấy lần. Chẳng lẽ, sát lục chi hỏa ảnh hưởng đến mình? Hỏa diễm đáng chết, khẳng định là vậy rồi.
Làm sao tìm được Diêm Lâu đây? Dạ An Nhiên lại không còn gì để nói. Tên tiểu hỗn đản này có biểu hiện gì thế kia? Vậy mà vừa nhìn nàng mà đã nhíu chặt mày lên. Chẳng lẽ nàng không xinh đẹp? Hay là chỗ nào không có phát dục tốt? Nàng còn nhỏ lắm, đã lớn đâu? Hẳn là hắn cũng đang tìm ta. Khương Phàm nắm chặt tàn đao, xông vào rừng rậm. Tên Tôn Vân kia đâu? Dạ An Nhiên và Đao Hoàng đuổi theo. Chết rồi, nhưng hẳn là Ly Hỏa Thánh Địa còn có đội ngũ khác trong bí cảnh. Nếu như Diêm Lâu kiêu ngạo khinh thường thì sẽ không đi tìm bọn hắn, mà nếu như đủ lý trí, hẳn sẽ gom tất cả bọn người lại cùng một chỗ. Khương Phàm đã lĩnh giáo được sự tàn nhẫn và cường đại của những tên đệ tử Thánh Địa này, so với cuộc gặp mặt trước đó là hoàn toàn không giống nhau, cho nên hắn càng phải cẩn thận, càng phải chú ý. Nếu như tìm được Diêm Lâu, người ứng phó những tên khác, ta thử hắn một chút trước. Mặc dù suýt chút nữa Dạ An Nhiên đã bị Diêm Lâu hại chết, nhưng nàng nhất định phải tự tay giết hắn. Thiên tài Thánh Địa thì sao? Dạ An Nhiên nàng cũng không phải dễ trêu. Sau đó không lâu, bọn hắn đứng trên một chỗ núi cao nhìn về phía chiến trường bừa bộn rách nát ở nơi xa. Trong phạm vi 3.000 mét, cây rừng đều hủy hết, đại địa băng liệt, đá vụn và thi thể trải rộng khắp nơi. Nơi này chính là nơi Thanh Bằng ở trên trời rơi xuống trước đó. Thi thể Thanh Bằng đã biến mất, những tảng đá rơi xuống núi cũng không có ở đây. Để lại nơi này là thi thể của hơn ngàn con khỉ, còn có số lượng lớn mãnh thú và thí luyện giả. Cảnh tượng khiến người ta giật mình để Khương Phàm và Dạ An Nhiên đều nhìn đến buồn nôn. Bầy khỉ là thảm nhất. Dạ An Nhiên than nhẹ, số lượng khỉ chết thảm có hơn ngàn con, cơ hồ đều bị diệt sạch. Ngay cả con đầu lĩnh kia. À, lúc Dạ An Nhiên nhìn thấy Tiểu Kim Hầu thì phát hiện hình như nó có động mấy lần. Tiểu Kim Hầu bị cây gậy màu vàng xuyên qua thể, đính ở trên một tảng đá, hơn 10 vết thương dữ tợn xuyên qua toàn thân, cơ hồ muốn bị chém nát. Nhưng, sinh mạng lực của tiểu gia hỏa này quá thịnh vượng, vậy mà lại không chết. Nó làm sao lớn lên được thế này? Khương Phàm ngồi xổm ở bên cạnh Tiểu Kim Hầu, vẻ mặt có chút quái dị.